chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. 601 lâm tiểu thư còn chưa đủ vừa lòng. Khi nam nhân vừa thấy người tới, sắc mặt có chút phẫn nộ quách khả tụng ngươi đây là làm gì ta chính hợp lâm tiểu thư ôn chuyện đâu phải không quách khả tụng hơi cúi đầu dò hỏi phía sau lâm thư tình lâm tiểu thư không phải cùng ta có ước sao sao còn hẹn nam nhân khác lâm thư tình hạnh nhân đôi mắt hơi trợn to liền nghe quách khả tụng còn nói thêm lâm tiểu thư như vậy cách làm là quách mổ địa phương nào làm làm lâm tiểu thư còn chưa đủ vừa lòng sao chọc lâm tiểu thư không mau lúc này mới sửa hẹn người khác không có, không có. Lâm Thư Tình vội vàng phủ nhận, chỉ nghĩ làm quách khả tụng không cần nói thêm gì nữa, nói như vậy, thật sự dẫn người mơ màng, ta không ước người khác. Quách khả tụng được đến vừa lòng đáp án, lại nhìn nhìn đối diện nam nhân, ngươi cũng nghe tới rồi, còn không đi. Hừ. Khi nam nhân hừ lạnh một tiếng, vất tay áo rời đi. Quách khả tụng thu hồi ánh mắt, ta đưa ngươi trở về đi. Lâm Thư Tình không cự tuyệt, hai người lui tới khi phương hướng đi đến trên đường vừa rồi cảm ơn ngươi thay ta giải vây lâm thư tình chậm rãi mở miệng nói biểu tình có chút mất tự nhiên nhéo tay nhỏ quách khả tụng liếc nàng liếc mắt một cái ngày thường kia khí thế đi nơi nào rồi lâm thư tình tá khẩu khí bất đắc dĩ nhún vai hôm nay này yến hội là ta nương thật vất vả cho ta cầu tới ta không nghĩ cho ta nương gây chuyện quách khả tụng lại nhìn nhìn nàng không nghĩ tới ngày thường kia đanh đá tiểu bạch liên cũng có như vậy thông cảm người một mặt Lâm Thư Tình bên này trở về, mái che nắng chủ vị bên kia liền nhiều vài đạo bóng người, đại hoàng tử phong lăng, tam hoàng tử đều là đã trình diện, Giang Quốc công phủ xe ngựa cũng là vừa hảo đi vào, Giang Khanh Nhi ở thị nữ nâng hạ xuống xe ngựa, cùng Giang Quốc công phu nhân tay kéo tay đi tới nữ quyến một bên, bái kiến đoan hoa trưởng công chúa. Đoan hoa trưởng công chúa Thanh Nhã cười, Vinh An thật là trổ mã càng thêm thủy linh, người cũng đoan trang, quốc công phu nhân giáo dưỡng không tồi. Đa tạ trưởng công chúa tán thưởng, Khanh Nhi nơi đó chỉ phải ngài như vậy khích lệ, thanh âm quận chúa mới là nhân trung long phượng, điển nhã hào phóng. Quốc công phu nhân đáp lễ mở miệng. Đoan hoa trưởng công chúa hơi hơi mỉm cười, tự biết đều là mặt ngoài lễ nghĩa, cũng liền không ở nói thêm cái gì, kêu mọi người rơi xuống ngồi. Giang quốc công phu nhân ngồi xuống thời điểm nhìn thấy ngồi ở đoan hoa cách đó không xa lâm bảo ninh kia trương diện mạo cực giống đoan hoa mặt, hơi hơi có chút kinh ngạc lại nhìn nhìn đoan hoa trưởng công chúa, không cấm có chút tò mò, vị này chính là. Giang quốc công phu nhân không thường ra tới đi lại, cho nên không lớn thức Lâm Bảo Ninh. Giang quốc công phu nhân khẽ biến sắc mặt, làm Lâm Thanh âm đáy lòng thật không dễ chịu, gần chút thời gian nàng liền thường xuyên nghe nói một ít về Lâm Bảo Ninh lớn lên giống đoan hoa trưởng công chúa nghe đồn. Trên phố càng có thêm mắm thêm muối giả nói Lâm Bảo Ninh là đoan hoa trưởng công chúa bên ngoài tư sinh nữ, cũng hoặc là lại nói, Lâm Bảo Ninh mới là đoan hoa trưởng công chúa thân sinh, mà nàng Lâm Thanh Âm chỉ là nhận nuôi hài tử. Bọn họ dựa vào cái gì như vậy nói, nàng từ khi ra đời tới nay liền dưỡng ở cha mẹ dưới gối, dưỡng ở thành vương phủ, nàng là danh chính ngôn thuận thành vương phủ đích nữ. tưởng tượng tập này, nàng ánh mắt hơi hơi tối sầm một ít. bên này đoan hoa trưởng công chúa vẫn chưa phát giác bên sườn lâm thanh âm biến hóa, khẽ cười cười, kia nha đầu là lâm tướng quân phủ đích nữ. lâm bảo ninh vừa muốn ngồi xuống, bất đắc dĩ chỉ có thể ở đứng dậy, quốc công phu nhân mạnh khỏe. vừa nói tướng quân phủ đích nữ, giang quốc công phủ phu nhân liền biết là ai phía trước ở kinh thành này tướng quân phủ đích nữ bị truyền ồn ào huyên náo sự, nàng cũng là lượt có nghe thấy. Chẳng qua cô nương này diện mạo, sao cùng đoan hoa trưởng công chúa như vậy tương tự, thế gian này thật đúng là có như vậy kỳ dị việc sao? Giang quốc công phu nhân không nói cái gì nữa mỉm cười gật gật đầu, nhưng thật ra Giang Khanh Nhi tìm ánh mắt hơi nhìn thoáng qua bên này sau, liền lại đem ánh mắt đầu hướng về phía cách đó không xa tam hoàng tử bên kia. Lúc đó tam hoàng tử ánh mắt nhìn lại đây, Giang Khanh Nhi tức khắc hơi hơi mỉm cười đại hoàng tử chính đảo trà, nhìn nhìn hai người trong lúc lơ đảng động tác nhỏ, nghiền ngẫm dơ lên chén trà nhẹ chọn chậm vê uống một ngụm, bỗng nhiên gian, trại nuôi ngựa thượng hình như có phong mà động, ánh mặt trời liễm diễm, từ nơi không xa, thông thả đi ra một đạo đỉnh bạc như ngọc thân ảnh, người tới một bộ thanh y tóc đen, thần thái thanh lãnh, tuấn mỹ như trù trên mặt có một tia ốm yếu lãnh bạch, ngẫu nhiên gian thon dài tay nắm chặt thành quyền, dựa vào bên miệng nhẹ giọng khụ khụ. Hắn liền như vậy nhắm mắt theo đuôi đi tới, cho dù không nói chuyện, như cũ không dung bất luận kẻ nào bỏ qua đại hoàng tử chén trà buông bên miệng ý cười càng đậm thấp thấp nỉ non trò hay muốn tới là cố tam công tử cố tam công tử tới thiên ta thật sự nhìn thấy chân nhân sống lâu thấy hắn hảo tuấn tiếu a à, như vậy nam nhân quả thực làm người phát cùng hận không thể lập tức cưới về nhà giấu đi chỉ làm chính mình một người thưởng thức hắn eo hảo tế a hắn hầu kết động đáng chết đáng chết người nam nhân này cũng quá cực phẩm này kinh thành đệ nhất tuyệt sắc, phỏng chừng lập tức liền phải đổi chủ. Cách đó không xa quách khả tụng tự nhiên cũng thấy được cố tam lan, cố tam lan cùng hắn tuổi tác tương phương, phía trước hắn còn có chút đáng tiếc cố gia đổ đài, không biện pháp nhìn thấy cố trường nghiệp chân dung, vô pháp cùng chi tương đối, hiện giờ nhìn. Đảo sát thật phong lưu như ngọc. Ông Cẩm Thư đẩy đẩy hắn, quách huynh, ngươi có lực địch. Ngay cả ôn Cẩm Thư cũng không thể không thừa nhận, ở khí chất dung mạo này khối, cố tam công tử là hắn bình sinh thấy đệ nhất nhân một người nam nhân muốn lớn lên đẹp dễ dàng nhưng là khí chất lỗi lạc lớn lên lại đẹp kia tuyệt phi chuyện dễ giang khanh nhi vốn dĩ cười gương mặt ở nhìn thấy cố tam lan thời điểm có một tia cực kỳ mỏng manh mất tự nhiên bất quá thực mau lại bị nàng lấy tươi cười thay thế cố tam lan đi tới đại hoàng tử phía trước hơi thi lễ liền bị thỉnh vào đại hoàng tử mái che nắng cùng tam hoàng tử gần chỉ cách một cái bàn khoảng cách Lâm Bảo Ninh chỉ cảm thấy một bên tay áo bị người gắt gao nắm lấy, theo bản năng nhìn lại liền nhìn thấy quân ân ân không thể tin tưởng khuôn mặt, ngươi, ngươi. Lâm Bảo Ninh nhanh chóng cầm một khối phù dung bánh đặt ở quân ân ân trước mặt, quân nương tử không phải không ăn cơm sáng sao, trước lót chút điểm tâm đi. Quân ân ân tự hồ nhìn ra cái gì, tuy rằng nàng đáy lòng khiếp sợ Lâm Bảo Ninh hòa ly tướng công thế nhưng là cố gia kia lão tam, bất quá nơi đây bí mật khó giữ nếu nhiều người biết cũng không phải nói chuyện thời điểm, liền cười cười đem điểm tâm bỏ vào trong miệng. Này cố tam công tử như thế nào tới, không phải nói hắn ở nghỉ ngơi sao. Nhìn như vậy hẳn là đại hoàng tử mời, cũng dưỡng có rất nhiều lúc, phỏng chừng là ra tới thông thông khí, này cố gia từ khi cố tam trở về nhưng thật ra hảo không ít, không lâu trước đây bệ hạ còn tặng không ít trong cung thị nữ nô bột cho hắn, chính là vì chiếu cố hắn cuộc sống hàng ngày. Ai, này cố tam đã trở lại, khi cố gia cùng thành vương phủ hôn sự. Nhưng đừng nói chuyện lung tung, việc này nhưng luôn không được chúng ta nhọc lòng. Trung quanh sợ hãi nói nhỏ mấy người sợ chọc đoan hoa trưởng công chúa không mau, vội vàng cơm cũng chưa ăn liền vội vội vàng vàng rời đi. Nếu là đi được chậm, sợ đoan hoa trưởng công chúa phản quá vị tới, tự cấp bọn họ định một cái loạn khu môi múa mép tội danh, kia sai lầm có thể to lắm. Lâm Bảo Ninh cũng không biết cố gia cùng thành vương phủ thế nhưng còn có hôn ước trong người, quân ân ân lặng lẽ nói, sớm chút năm cố phủ cường thịnh thời điểm định, khi đó trưởng công chúa vừa mới sinh hạ một đôi nhi nữ, liền kết thân, sau lại nào biết, cố gia suy tàn, này việc hôn nhân cũng liền không người còn dám đề cập. Này rương trại nuôi ngựa thượng đã bắt đầu chuẩn bị đánh mã cầu. Này một ván tỉ thí là quách khả tụng cùng ôn cẩm thư một tổ, đối chiến chính là giang tử thành cùng vừa mới đùa dẫn lâm thư tình tên kia nam tử. Bốn mắt tương tiếp, có hỏa hoa phục ra. Nói đến cũng khéo, bốn người này đều có mâu thuẫn, giang tử thành ở tầng gia đính hôn bữa tiệc đẩy ôn cẩm thư rớt vào trong ao suýt nữa hại hắn sặc thủy chìm vong quách khả tụng cùng kia nam tử cũng bởi vì lâm thư tình mới vừa rồi phát sinh khóe miệng trận này tỉ thí nhưng thật ra dị thường xuất sắc bốn người bắt đầu thi đấu thời điểm lâm bảo ninh thu được một trương ôn cẩm thư gã sai vặt đưa qua tờ giấy bên trên nội dung ước chừng nếu là hắn thắng được thi đấu tưởng đem thắng lợi điềm có tiền đưa cho nàng hỏi nàng có nguyện ý hay không trận đầu điềm có tiền là một khối long phượng ngọc bội nghe nói là hoàng hậu vì ngày mùa thu yến nhân đây thiết điềm có tiền nhưng thật ra một cái rất là các tường quý trọng đồ vật lâm thư đồng không biết từ kia đã đi tới tránh ở sau lưng trộn nhìn lại bảo ninh tỷ tỷ cái này ôn công tử đối với ngươi thật là có tâm a à. lâm bảo ninh đã sớm phát hiện nàng nhàn nhạt thu tờ giấy gõ một chút nàng đầu nhỏ không được nói bậy vốn dĩ chính là sao lâm thư đồng chu cái miệng nhỏ long phượng ngọc bội chính là đến hôn hảo tính vật đâu huống hồ ngày mùa thu yến còn có cái bất thành văn tập tục nếu là nam tử thắng được điềm có tiền đưa cho nữ tử nữ tử còn nhận lấy vậy đại biểu này hai người đã tương xem trọng đối lẫn nhau đều có tình ý là ngầm đồng ý muốn đính hôn mã cầu trong sân tình hình chiến đấu giằng co ôn cẩm thư cùng quách khả tụng đều là trên sân bóng hảo thủ thực mau liền được bốn phần giang tử thành bên này hơi lạc hậu thi đấu đã qua nữa người trước ưu thế thực rõ ràng ôn công tử hắn sao giống như mau thắng Lâm Thư Đồng tiểu thịt trên mặt có vui vẻ. Một bên ăn điểm tâm Lâm Thư tình ngắm liếc mắt một cái nàng, lạnh lạnh mở miệng, có mắt đều có thể xem xuất hiện đi. Lâm Thư Đồng bẹp khuôn mặt nhỏ, nhăn dúng gió quay đầu xem nàng. Lâm Thư tình đem điểm tâm một ngụm nhét vào. Trong miệng, hướng về phía nàng nhúng nhúng vai, ngu ngốc. Lâm Thư Đồng không vui, muốn tìm Lâm Bảo Ninh cáo trạng, nhưng mà người sau lại mày nhăn lại, nhìn chầm chầm vào trại nuôi ngựa tái huống, thả xem Giang Tử Thành hai người thấy điểm số lạc hậu, cố ý xử trá, đầu tiên là đụng phải quách khả tụng mã, sau lại kéo lấy ôn cẩm thư sau y, là hắn gậy gôn chết đi. Liền như vậy, điểm số bị hai người dần dần sang bằng, cuối cùng phản siêu kia một cầu, càng là suýt nữa còn phải ôn cẩm thư té ngựa mà xuống. Kèn thổi lên, thi đấu hạ màn. Lâm Bảo Ninh từ mái che nắng đi ra ngoài, ở mọi người trong ánh mắt, bước nhanh vào mã cầu tràng, mọi người đều nhìn nàng đi ôn cẩm thư nơi phương vị, cùng người sau dựa vào phi thường gần trong lén lúc lại lần nữa nghị luận sôi nổi bao gồm đại hoàng tử nơi mái che nắng trong vòng một ít tiểu thị nữ cũng là cực kỳ bác quái ở thảo luận hai người không tầm thường quan hệ thanh lãnh trác tuyệt nam nhân hướng trại nuôi ngựa nội sườn nhìn liếc mắt một cái ánh mắt thâm thâm thiển thiển làm người nhìn không ra tới hỉ nộ này lâm tiểu thư đảo thật là là cái thập phần có ý tứ cô nương khó trách kia ôm tiểu công tử đối này ưu ái có thêm a à. Đại hoàng tử thanh âm từ bên sườn truyền đến, cũng không biết là cố ý vì này, vẫn là thuận miệng nói. Cố Tam Lang bất động thanh sắc, tùy ý mà liếc mắt một cái, hứng thú không lớn, phải không? Đại hoàng tử ha ha cười, đương nhiên, khẳng định không có vinh an quận chúa phong hoa tuyệt đại, nhưng cũng là tiểu ý nhu tình a. À. Nam nhân an tĩnh ngồi, thần sắc như thường, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là nhẹ nhàng nhấp một hớp nước trà. Đại hoàng tử thần sắc như thường, tiếp tục xem diễn trại nuôi ngựa nội. Lâm Bảo Ninh đi lên trước, không có việc gì đi. Ôn Cẩm Thư lắc lắc đầu, khuôn mặt tuấn tú thượng có chút chật vật, còn có một tia không cam lòng, hắn có thể làm càng tốt điểm, hắn có thể thắng cầu. Bên kia Giang Tử Thành xuống ngựa, biểu tình kiêu căng, rất là kiêu ngạo, phế vật chính là phế vật. Ngươi sử trá. Giang Tử Thành nhìn về phía Ôn Cẩm Thư, đầy mặt khinh thường, sử trá lại làm sao vậy, người thắng làm vua người thua làm giặc, tóm lại ta thắng, Giang tử thành đụng phải một chút ôn cẩm thư, đỉnh đạt đi phía trước đi. Ôn cẩm thư khắc chế nắm chặt nắm tay. Giang tử thành phía sau truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm, lại sau so một ván, có dám hay không? Ta và ngươi. Hắn nhìn lại qua đi, không hề giữ lại trên mặt ghét bỏ chi sắc, ngươi liền cái này nha đầu. Còn có ta. Lâm thư tình không biết khi nào đứng ở lâm bảo ninh bên sườn, đôi tay ôm hai tay, quay đầu nhỏ nhìn giang tử thành. Cách đó không xa liễu thị nhìn lên chính mình khuê nữ xuất đầu, ninh chặt khăn, ai u ai u, cái này nha đầu chết tiệt kia, kêu nàng đừng xuất đầu, đừng xuất đầu, một hai phải thể hiện. Giang tử thành cười, cười thập phần lớn tiếng, sau đó đôi tay chụp khởi, hảo hảo hảo, có chí khí, nếu các ngươi tưởng so, kia ta liền cùng các ngươi chơi chơi. ôm Cẩm Thư lo lắng âm thầm dặn dò Lâm Bảo Ninh phải cẩn thận, quách khả tụng bên này muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể nhìn Lâm Thư tình ào ào hướng bên kia đi đến. Quách khả tụng nội tâm an thở dài, nha đầu này liền nguyện ý thể hiện, đang xem xem chính mình vừa mới bị thương trên tay nhiều ra một đạo khăn tay, ngón tay lén lút chạm chạm, khóe môi gợi lên như đúc tươi cười, kia nha đầu, nàng có phải hay không tâm duyệt ta? Mái che nắng bên kia quan vọng trò hay, đại hoàng tử cười, lâm cô nương đối này ôn tiểu công tử nhưng thật ra hơi có chút tình ý a. À. An tĩnh ngồi cố tam lang tay nắm thật chặt, ánh mắt có thể đạt được là nữ nhân lóa mắt tươi đẹp dung nhan. Nàng, liền như vậy để ý cái này họ ôm bốn người thực mau tuyển hảo ngựa cùng gậy gôn lại lần nữa lên sân khấu thi đấu lâm bảo ninh tuy rằng chưa từng chơi mã cầu nhưng là nàng học tập năng lực rất mạnh nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc cáo xem một lần cũng liền biết chủ yếu nàng không đi tầm thường lộ kia gậy gôn không phải đối với cầu đi mà đi buông người đi một cầu đánh vào giang tử thành trên mặt giang tử thành không tránh thoát đi đánh hắn là khóe miệng đều ra huyết giang tử thành bộ mặt dữ tợn quá một ngụm hướng về phía nàng uy hiếp làm một cái cắt cổ thủ thế. Lâm Bảo Ninh không để ý tới hắn uy hiếp, hai người ở trại nuôi ngựa thượng ngươi truy ta đuổi, Giang Tử Thành tất nhiên là sự cả người thủ đoạn, nhưng đã không làm gì được Lâm Bảo Ninh, còn bị Lâm Bảo Ninh đánh mặt mũi bầm dập. Giang Tử Thành bên kia phát điên không thôi, đã bị tấu đến hoài nghi nhân sinh, không ngừng phát ra gầm rú. Lâm Bảo Ninh Bên kia, truyền ra thảm gào thanh âm, khi nguyên bản phía trước đùa dẫn Lâm Thư Tình nam nhân bị Lâm Thư Tình một gậy gôn vỗ vào bối thượng, thiếu chút nữa không đem hắn điên xuống ngựa đi. Trong miệng hắn hùng hùng hổ hổ, tự hồ phát ngoan hướng về phía Lâm Thư Tình một cây tử huy qua đi, bên ngoài quách khả tụng nháy mắt tâm của một phen, chỉ xem Lâm Thư Tình thân mình thẳng tắp về phía sau công đi, sườn biên bắt lấy y ngựa, cả người treo ở mã sườn biên, sau đó một cây vào động, kèn thổi lên, các nàng bên này thắng. Di nương, mau đừng che đôi mắt. Lâm Thư Đồng ở mái che nắng bên kia đã kích động mà nhảy dựng lên, từ thi đấu đến bây giờ Liễu Thị đều cầm khăn che lại hai mắt của mình không dám nhìn tới giữa sân thi đấu. Nàng khăn còn che ở trên mặt, quay đầu lại hơi chút sườn sườn, thử hỏi, ai thắng? Là Bảo Ninh tỷ tỷ các nàng. Ai u? Liễu Thị này này một lòng rơi xuống đất, thở vào nhẹ nhõm. Quay đầu lại lại lo lắng lên, tình tình không bị thương đi. Khi nha đầu liền ái thể hiện, chính mình mấy cân mấy lượng không biết sao, rất đại cái nha đầu. Lâm Thư Đồng đáng yêu lắc đầu, nàng ở trại nuôi ngựa thượng nhưng uy phong, anh tư tác sản, di nương cũng chưa không nhìn thấy, nàng còn đem cái kia công tử ca hung hăng mà tấu đâu. Liễu thị nguyên bản đôi lên ý cười dần dần biến mất. Lâm Bảo Ninh nhìn nhìn sắp đem nàng ăn gian tử thành, sau đó nếu không do dự cầm long phượng ngọc bội, đi tới ôn cẩm thư hai người trước mặt, đem ngọc bội đưa cho ôn cẩm thư. Bao gồm quách khả tụng ở bên trong chung quanh mấy người mở to hai mắt nhìn ôm cẩm thư nắm chặt trong tay ngọc bội trừng lượng đôi mắt khẩn trương dò hỏi nàng này ngọc bội ngươi thật muốn tặng cho ta lâm bảo ninh gật gật đầu đương nhiên nàng nhìn ôm cẩm thư là thập phần thích kia ngọc bội bằng không lại như thế nào cùng giang tử thành đua thành như vậy ôm cẩm thư làm người ôn nhu nho nhã liều mạng tưởng được đến đồ vật nhưng thật ra không nhiều lắm lâm bảo ninh tự nhiên nguyện ý giúp hắn hoàn thành tâm nguyện thuận tiện ra sức đánh giang tử thành cái kia chó rơi xuống nước ôm cẩm thư khuôn mặt tuấn tú thấu hồng co quắp trà sát tay, kia vậy ngươi ca cao nguyện ý. Quách khả tụng nhìn về phía ôn cẩm thư ánh mắt tràn ngập ái muội không rõ, tiểu tử này rốt cuộc muốn cầu hôn sao. Ôn gia liền giữ ngươi như vậy phế vật sao, nhưng thật ra học được ăn cơm mềm a, à, ngươi cũng thật càng ngày càng làm bổn thế tử lau mắt mà nhìn a, à, ôn cẩm thư. Giang tử thành trào phúng thanh âm truyền vào mọi người trong tai, đánh gãy ôn cẩm thư sắp muốn nói nói. Ôn mọi nhà tộc không nhỏ, thả nặng nhất danh dự. Ôn cẩm thư nghẹn đỏ mặt, ngươi nói bậy, ông gia nam nhân là sẽ không ăn cơm mềm. Giang tử thành nhìn nhìn Lâm Bảo Ninh, hừ một tiếng, Lâm Bảo Ninh, bổn thế tử nhớ kỹ ngươi, chúng ta chờ xem. Đi. Phía sau nam nhân nhìn nhìn Lâm Thư Tình, cũng bước nhanh đuổi kịp tiến đến. Lâm Thư Tình lần này là hoàn toàn chọc giận người sau, phỏng chừng phía sau sẽ bị tìm phiền toái, quách khả tụng đáy mắt hiện lên một tia u quan, âm thầm thu hồi tầm mắt. Mái che nắng nội. Liễu thị đi ra, nguyên bản sống lưng thẳng thắng lâm thư tình nháy mắt cung bối gục xuống hạ đầu nhỏ thân mình quải cái công chuẩn bị trước trốn trốn ngươi tưởng thượng nào đi liễu thị đuổi kịp hai bước lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt lâm thư tình thiếu chút nữa không đụng phải nhục chí mở miệng nương ngươi còn biết kêu ta nương a à, ta như thế nào cùng ngươi nói kêu ngươi không cần xuất đầu không cần xuất đầu a à, ngươi nhưng khen ngược a à, đánh mã cầu còn đem người cấp đánh có biết hay không kia công tử cái gì thân phận cùng gian thế tử đi còn gần, người như vậy, người nói ngươi trêu chọc hắn làm gì. Liễu thị bóc thân hình như rắn nước, một đống niên cùng giáo dục hài tử. Lâm thư tình không nói chuyện, vẫn luôn thấp đầu nhỏ lắng nghe, người khác mắng nàng, nàng có thể phản kháng, có thể không nghe, nhưng chính mình nương, nàng chỉ có thể nhận mệnh, coi như chính mình lão nương hữu hảo an ủi đi. Vị này phu nhân như thế đoan trang điển nhã, nghĩ đến hẳn là thư tình mẹ đẻ đi. Một đạo không lớn hài hòa nam âm từ phía sau truyền đến, thon dài thân ảnh đi rồi đi lên. Liễu thị mẹ con đều sửng sốt một chút, nhưng tiếp theo nháy mắt liễu thị liền xoay cái mặt, tươi cười lên, quách công tử khen ngợi, này tuổi lớn đã hoa tàn ít bướng Phu nhân chê cười, ta thường xuyên ở quốc tử dám nghe thư tình nói lên ngài, ngài như vậy tư dung nói là thư tình tỷ tỷ đều là có người tin. Thư tình, miệng như vậy ngọt, gia hỏa này cắn dược sao, thế nhưng như thế khác thường. Lâm thư tình bị quách khả tụng thao tác chỉnh ngốc. Liễu thị bị khen đến cười không khép miệng được. Chương 606 sợ ta giảo ngươi chuyện tốt. Vừa mới sự tình phu nhân chớ nên trách cứ, việc này đều là nhân ta dựng lên, thư tình vì giúp ta, mới ở trại nuôi ngựa như vậy làm, ngài muốn quở trách liền quở trách ta đi. Quách khả tụng nói xong còn cố ý cấp liễu thị tố cáo cái tội. Này vừa chấp tay, kia trên tay cuốn lấy khăn tay tự nhiên là thập phần xông ra hiển lộ ở liễu thị trước mặt. Liễu thị là nhân tinh, nơi nào nhìn không ra tới này khăn tay là của ai đang xem quách khả tụng phản ứng đáy lòng nhưng thật ra nhạt nở hoa này khuê nữ không chờ nàng đi quốc tử dám tìm kiếm tin tức nàng liền vô thanh vô tức bắt lấy này quách gia công tử kinh thành đệ nhất mỹ nam nàng khuê nữ chính là lợi hại lâm thư tình mặt đều đen nàng vừa rồi chỉ là khí bất quá kia nam sau lưng đã thương người ở hơn nửa quách khả tụng vừa mới giúp nàng nàng lúc này mới sẽ ra tay tương trợ thứ này sợ là hiểu lầm cái gì Liễu thị xoay chuyển trong mắt, quách công tử nói chi vậy, ngài là. Quách gia công tử, thân phận quý trọng, nơi nào là ta một cái di nương có thể quở trách, chỉ là ta này khuê nữ có chút ngoan lược, ta nếu không nhiều lắm thêm ước thúc, ngày sau nàng nếu gặp phải phiền toái, nàng một cái cô nương gia muốn như thế nào ứng đối. Liễu thị nói nơi này trên mặt che kính lo lắng. Quách khả tụng lại lần nữa chắp tay, phu nhân nói rất đúng, ngày sau thư tình nếu gặp được phiền toái, ta tất sẽ tương hộ liễu thị nháy mắt mặt mày hớn hở lên quách công tử nói ta nhưng ghi tạc đáy lòng nương này này ngươi vạn không thể nghe hắn nói bậy a à, lâm thư tình có điểm luống cuống này đều cái gì cùng cái gì a à? như thế nào cảm giác giống như mẹ vợ xem con rể đâu liễu thị này một chút cao hứng liền không mắng nhà nàng kia xuẩn nha đầu được rồi ngươi khó được tới một hồi ngày mùa thu yến khiến cho quách công tử mang ngươi đi đi dạo đi liễu thị nói xong liền lắc mông trở về mái che nắng Quách khả tụng chậm rãi ngồi dậy, đối thượng lâm thư tình phun hỏa hai mắt. Trên mặt hắn thông dong tươi cười cứng đờ. Mã cầu tràng bên kia lại làm lại khai trận bóng, lần này là đại hoàng tử cùng tam hoàng tử thi đấu, này hai người vì trữ vị tranh đấu gay gắt, sau vừa rồi càng có xem đầu, không ít người đã từ nhà xí còn có quanh thân gấp trở về, đều là vì thấy này vừa ra trò hay, lâm bảo ninh ở mái che nắng uống nhiều quá nước trà, vừa lúc thừa dịp nhà xí không ai đoạt hố, đang quyết đoán đứng lên, vội vàng mà đi. Mới vừa không đi hai bước, dương mắt liền thấy được phía trước bóng người, một bộ điện thanh sắc áo gấm xuất hiện, nàng theo bản năng tạm dừng, hai người bốn mắt tương vọng, tại đây ánh mặt trời vừa lúc địa phương, có gió thổi phất, liếc mắt một cái tựa đi qua hồi lâu. Lâm Bảo Ninh hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi phía trước đi, cùng đối diện người tới sai thân, nhiên đi ngang qua nhau nháy mắt, cổ tay của nàng bị người một phen chế trụ, cắt cao lực đạo từ cái kia phương hướng truyền ra, hơi mang theo một chút đau đớn. Nàng giãy dụa không có kết quả, thanh âm mỏng lạnh, buông tay. Nàng lời nói không khởi đến chút nào tác dụng, thủ đoạn như cũ bị nam nhân gắt gao chế trụ, nàng có chút bực, cố tam công tử đây là làm gì, nếu bị người nhìn thấy sợ là muốn nghị luận, ta là tướng quân phủ đích nữ, còn không có nghị thân đâu, truyền ra đi sợ đối chúng ta từng người đều không tốt. Nam nhân ánh mắt nặng nề nhìn lại, tự hồ tưởng ở nàng trên mặt nhìn ra chút cái gì tới, nàng liền như vậy để ý cái kia họ ôm, để ý đến sợ đối phương nhìn thấy một màn này, sẽ ảnh hưởng đến hai người việc hôn nhân. Nam nhân tiến lên một bước, một tất một tất xem nàng, ngươi là sợ ta giảo ngươi chuyện tốt. Cái gì chuyện tốt? Cố Tam Lan tự hồ hiểu lầm chút cái gì? Nàng bản năng lui về phía sau, ngước mắt, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Chương 607 Cố Tam Công Tử Thỉnh Tự Trọng Hắn ánh mắt xem kỹ nàng kiều diễm như lúc ban đầu mặt, cười nhạt cười, lúc trước ngươi đối ta mọi cách hoa ngôn xảo ngữ, hiện giờ đảo mắt liền khác đầu người khác ôm ấp, ngươi tình ý rốt cuộc có vài phần thật giả, vài phần làm số. Cố Tam Lan thập phần biết nàng tử huyệt, như vậy châm chọc mỉa mai, khơi dậy Lâm Bảo Ninh trong lòng lửa giận, vậy còn ngươi, ngươi dựa vào cái gì tại đây đối ta chỉ trích, ngươi lại làm chút cái gì? Lại là gì thân phận đối ta nói ra những lời này? Đúng vậy, hắn đều làm chút cái gì? Lại có cái gì tư cách cùng thân phận ở chỗ này đối nàng càng quấy? Hắn biểu tình hạ xuống, tay không tự giác nới lỏng, nàng rút ra xoa xoa thủ đoạn, phiền toái cố tam công tử về sau tự trọng một ít. Nàng phụ cuối người, nhấc chân rời đi, kia thân ảnh không có chút nào lưu luyến. Lâm Bảo Ninh mới vừa đi không lâu, cố tam lan bên người xuất hiện một bóng người, tam công tử mau chút trở về, tam hoàng tử từ trên ngựa rơi xuống, té bị thương chân. Lâm Bảo Ninh bên kia không đi hai bước, liền bị người giá trở về mã cầu tràng, trên đường nghe nói tam hoàng tử ngoài ý muốn té ngựa sự tình, trong yến hội không có y giả, vài vị phu nhân liền nghĩ đến Lâm Bảo Ninh, như thế kia mấy cái gã sai vặt mới đem nàng giá qua đi. Vội vã chạy tới hiện trường, tam hoàng tử phong thừa cẩn bị người vây quanh ở bên trong, nàng lay khai mọi người, Giang Khanh Nhi chính đỡ tam hoàng tử, trên tay còn liều mạng vì hắn che lại miệng vết thương, một đôi mắt đẹp đỏ bừng. Tam hoàng tử sắc mặt tái nhợt, đầu đại mồ hôi như mưa hạ, còn ở dùng ánh mắt nhìn về phía Giang Khanh Nhi lấy kỳ an ủi. Tản ra điểm, chung quanh không khí không lưu thông. Lâm Bảo Ninh nói xong mọi người sôi nổi sau này hơi khai, nàng ngồi xổm xuống, một chút không khách khí duỗi tay lay khai tam hoàng tử áo choàng, lộ ra hắn bên trong quần, kia quần thượng mang theo loan lỗ vết máu. Ai, ngươi, Giang Khanh Nhi chưa thấy qua bậc này hào phóng nữ tử, muốn nói lại thôi. Lâm Bảo Ninh không để ý tới, thượng thủ nháy mắt liền xé rách mở ra, một tiếng đứt miên chi âm, tam hoàng tử chân thương chỗ đau bại lộ ở không khí trong vòng, Giang Khanh Nhi Nhi nhìn kia đạo nhìn thấy ghê người miệng vết thương, tự hồ có chút kinh sợ. Khanh Nhi đừng sợ. Tam hoàng tử thanh âm ôn nhu, ấm áp bàn tay sờ sờ. Đối phương đầu, Lâm Bảo Ninh không rảnh quản này cẩu lương, cúi đầu chuyên tâm cấp Tam hoàng tử kiểm tra miệng vết thương. Nàng sờ sờ hắn chân bộ, trong lòng có chút thất vọng, thật sự không phải thừa thuyền. Thừa thuyền tự trên núi lăn xuống, vết thương tuy dưỡng hảo, chân bộ lại vẫn có vết thương cũ, nhưng trước mặt vị này Tam hoàng tử chân bộ chút nào vết thương đều không có. Xem ra thật là nàng suy nghĩ nhiều, Tam hoàng tử không phải thừa thuyền nàng giãn ra một chút mày, từ túi sách lấy ra cùng cái nhíp bông thấm nước chờ vật, phi mau vì hắn xử lý này miệng vết thương. Một bên Giang Thanh Nhi cảm nhận được nam nhân nhìn về phía Lâm Bảo Ninh kia ánh mắt tự hồ mang theo chút bất đồng, ở chung lâu như vậy, Giang Thanh Nhi còn chưa bao giờ gặp qua phong thừa cẩn xem một nữ nhân ánh mắt là như thế, kia ánh mắt tự hồ mang theo chút hứng thú còn có tò mò. Phong thừa cẩn từ nhỏ liền thu liễm quan mang, dấu tài, tâm tư đều là ở mưu trữ vị bên trên, đối với nữ nhân tới nói, hắn rất ít cảm thấy hứng thú, trong phủ cũng chưa bao giờ từng có nữ tử gần người, duy độc đối nàng là bất đồng. Nhưng hôm nay lại xem nữ nhân này ánh mắt lại không giống nhau, Giang Thanh Nhi đáy lòng nói không nên lời mọi cách tư vị, bất quá thực mau liền cũng bình thường trở lại, phong thừa cẩn quý vì tam hoàng tử, tương lai càng là quân chủ, bên người tổng hội có chút nữ nhân, không phải trước mặt cái này lâm bảo ninh, cũng sẽ có người khác, nàng từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới độc chiếm hắn, chỉ cần hắn trong lòng trước sau đem nàng đặt ở đệ nhất vị trí liền hảo. Chương 608 mắt tiểu, tránh ra. Lâm Bảo Ninh xử lý xong miệng vết thương, đứng dậy. Ai, này liền hảo. Ngươi không ở hảo hảo cấp tam hoàng tử nhìn xem. Trong đó có một cái đại thần thấy Lâm Bảo Ninh phải đi, vội không ngừng mở miệng, khác đại phu trị liệu hảo thương hoạn chỗ sau, đều là lại khai dược lại hảo hảo dặn dò những việc cần chú ý. Này nữ y sĩ liền đơn giản băng bó xong, hai lời chưa nói nhất chân muốn đi, này xác định không phải cái lang băm sao người nọ nói xong mọi người cũng đều nhìn về phía nàng. Lâm Bảo Ninh ánh mắt hiện lên nguy hiểm, mắt tiểu, tránh ra. Mọi người. Lâm Bảo Ninh đi đến thời điểm cùng đại hoàng tử cùng cố Tam Lan đi ngang qua nhau, đại hoàng tử một lòng một dạ mang theo cố Tam Lan tiến đến an ủi, muốn xem một chỗ tu la tràn trò hay. Vinh An quận chúa đối ta này hoàng đệ thật đúng là có tâm A, à, đều không tiếc bên người chiếu cố, không biết, còn tưởng rằng ngươi là hoàng đệ hoàng tử phi đâu. Đại hoàng tử nói chuyện âm dương quái khí, nói xong còn đi coi chừng tam Lan sắc mặt bất quá lúc đó cố tam Lan sắc mặt không hề có biến hóa chỉ là lẳng lặng nhìn lướt qua phong thừa cẩn trên đùi băng bó sa mang khi bên trên còn có một đôi xinh đẹp nơ con bướm giang khanh nhi cử chỉ có độ thi lễ đại hoàng tử chê cười khanh nhi thấy tam hoàng tử té ngựa lo lắng này an nguy hoàng thất con nối giỏi không dung sơ suất tam hoàng tử thân phận quý trọng khanh nhi là thần tử này đó đều là khanh nhi nên làm đại hoàng tử cười cười nói một câu đường hoàng bất quá theo sau hắn lại nhìn nhìn bị người đỡ tam hoàng tử vinh an quận chúa như thế thông tuệ nhạy bén hoàng đệ hảo phúc khí đến thê như thế a à. tam hoàng tử sắc mặt trắng bệch chắp tay hoàng huynh chớ có treo ghẹo thần đệ vinh an quận chúa hôn sự phụ hoàng chưa định đoạt hoàng đệ lại sao dám không duyên cớ bẩn vinh an danh dự chật 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 đại hoàng tử ngoài cười nhưng trong không cười hoàng đệ nói chuyện càng ngày càng tích thủy không lộ hắn cất bước đi vào tam hoàng tử trước mặt gần sát hắn nách tai chỉ là hoàng đệ thật sự không ngại vinh an quá khứ sao nghe nói năm đó vinh an cùng cố tam thật là thân mật có lẽ là hai người sớm đã tư định chung thân này thân mình sợ là sớm đã hứa cho người khác phong thừa cẩn sắc mặt rốt cuộc có một tia biến hóa đại hoàng tử thanh âm không lớn không nhỏ vừa vặn đủ bên sườn giang thanh nhi nghe được giờ phút này nàng gương mặt đã giống giấy giống nhau bạch đại hoàng tử nói xong chính chính bản thân tử vỗ vỗ tam hoàng tử bả vai lại cười cười hoàng đệ hảo hảo dưỡng thương hôm nào hoàng huynh ở đi ngươi trong phủ vấn an ngươi đại hoàng tử chờ người đi rồi gian khanh nhi kia cổ kính tá xuống dưới chân có chút mềm thiếu chút nữa không ngã trên mặt đất nàng vẻ mặt có chút thất hồn lạc phách hai tròng mắt sưng đỏ nhìn phía tam hoàng tử điện hạ ta khanh nhi có nói cái gì chờ ta thương hảo lại nói phong thừa cẩn ôn nhuận gương mặt miễn cưỡng câu ra một mặt ôn nhu ý cười liền bị người hầu nâng hướng trại nuôi ngựa ngoại đi đến lâm bảo ninh như xí sau khi trở về Phát hiện toàn bộ trại nuôi ngựa đã không, những cái đó kinh thành thế gia tiểu thư phu nhân thiếu gia, cũng từng cái đều đi trước chính mình xe ngựa, chuẩn bị rời đi, nghĩ đến trận này ngày mùa thu yến cũng tan. Lâm Bảo Ninh cùng Đoan Hoa trưởng công chúa đám người cáo biệt, thượng tướng quân phủ xe ngựa, dọc theo đường đi tâm sự nặng nề, Lâm thư đồng thấy nàng có chút rầu rĩ không vui, rất là nghi hoặc, ôm công tử tầm ngươi long phượng ngọc bội, các ngươi liền tính tâm ý. Tương thông, Bảo Ninh tỷ tỷ, ngươi như thế nào còn không vui a? À? tâm ý tương thông. Lâm Bảo Ninh không hiểu ra sao, Đại Lâm Thư Đồng cho nàng giải thích lúc sau, nàng mới biết được, này hiểu lầm lớn, trách không được vừa rồi Cố Tam Lan sẽ nói như thế. Bảo Ninh tỷ tỷ không thích ôn công tử sao? Lâm Thư Đồng có chút kỳ quái. Lâm Bảo Ninh tâm mệt lắc đầu, nàng cũng không thích ôn cẩm thư A, ngày khác vẫn là muốn cùng hắn nói cái minh bạch. Chương 609 ôn gia phụ tử khắc khẩu. Phồn hoa náo nhiệt phố xá. Ôn cẩm thư trên tay cầm ngọc bội, bảo bối qua lại vuốt ve, khóe miệng che kín ý cười. Trong lòng đã là ở ảo tưởng về sau cùng Lâm Bảo Ninh cầm sắc hòa minh nhật tử. Quách khả tụng phe phẩy cây quạt viết qua đi, lắc đầu, thật là cái si nhân. Ôm cẩm thư tưởng tượng đến Lâm Bảo Ninh tươi đẹp mặt, liền lộ ra tươi cười, Người biết cái gì, nghĩ nàng đối với ta cười bộ dáng, ta liền cảm thấy cuộc sống này còn có có thể hướng tới đồ vật, nhân sinh còn có chờ mong, nàng cùng ta đó là nhất đáng giá người. Quách khả tụng không thành tưởng, ôn cẩm thư thế nhưng có thể có như vậy một phen lý do thoái thác hai người giao tình thâm hậu hắn nhiều ít cũng biết ôn cẩm thư đều không phải là mặt ngoài như vậy rộng rãi niên thiếu nhật tử quá mức cũng không như ý hiện giờ thật vất vả có cái thích người liền phá lệ quý trọng ai ta cùng quách huynh nói này đó làm gì quách huynh cũng không thích người là sẽ không hiểu biết ta cảm thụ ôn cẩm thư khi thì ảo não khi thì lại cười quách khả tụng như thế nào cảm thấy hắn là bị khinh thường một phương còn có cái gì kêu hắn không có thích người, hắn có hay không thích người, ôm tiểu tử lại như thế nào biết. Ai, quách khả tụng vừa định biện giải hai câu, liền lại nghe được ôm cẩm thư mở miệng, một hồi về trong nhà, ta liền cùng phụ thân mẫu thân nói một câu, gọi bọn hắn ít ngày nữa liền đi tướng quân phủ cầu hôn. Quách khả tụng diêu phiến tay dừng lại, hắn hôm nay xem lâm bảo ninh cũng không giống cùng ôm cẩm thư tâm ý tương thông bộ dáng, hắn nhưng thật ra sợ hắn một bên nhiệt tình, giỏ tre mút nước công giả tràng. Ôm huynh, cầu hôn sự tình, ta cảm thấy không nóng nảy, ngươi vẫn là muốn cùng lâm cô nương, từ từ tới, từ từ tới mới hảo, quách khả tụng nói ba phần, nếu nói nhiều, hắn sợ ôn cẩm thư hiểu lầm, sướng suy hắn cùng lâm bảo ninh hôn sự. Nhưng nếu không nói, lại sợ hắn đến lúc đó rơi xuống công giả tràng. Ôn cẩm thư khó hiểu xem hắn, quách huynh, lúc trước chính là ngươi nói, làm ta thích liền nhanh chóng xuống tay, nhanh chóng cầu hôn, hiện giờ lâm cô nương nàng. Đối ta có tình ý ta tự nhiên là hy vọng mau chóng cưới nàng làm vợ. Ông Cẩm Thư nói xong Tuấn Tiếu gương mặt đỏ. Phong Lưu Tuấn giật thiếu niên, lần đầu tình đậu sơ khai, không tránh được nhiệt tình như hỏa, quách khả tụng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, có chút lời nói không phải hắn nói là có thể thay đổi, có chút hà vẫn là muốn chảy qua mới biết được. Hoàng hôn dần dần nghiêng lạc. Ông Thư nhà phòng. Cha, vì cái gì ngài không cho ta cưới lâm cô nương? Ông Cẩm Thư mới vừa hồi phủ thượng, liền đi tìm chính mình lão cha nói cầu hôn sự tình, nào biết bị hắn mãnh liệt phản đối, hắn thập phần khó hiểu. Lâm gia vị kia cô nương cũng không phải là đèn cạn dầu, ta nghe nói tự đại tới kinh thành liền khắp nơi nhiệt họa, còn cùng thái y viện, thám hoa lan đám người không minh không bạch, như vậy lã lơi ông bướm không tuân thủ nữ đức nữ nhân, sao tham ta ôm gia lương xứng, ta là nói cái gì đều sẽ không đồng ý ngươi cưới nàng. Ông cẩm thư lồng ngực chấn động, những cái đó đều là giả dối hư ảo sự tình, lâm cô nương thanh thanh bạch bạch, sao bất kham ta lương xứng. Nói đến cùng, phụ thân có phải hay không cảm thấy ta cưới lâm cô nương, về sau liền có tướng quân phủ này tòa hậu trường, sợ ta cùng đại ca tranh đoạt gia chủ chi vị. Làm càng. Án thư trước trung niên nam nhân giận mắng ra tay, duỗi tay chỉ vào ôm cẩm thư, như thế chống đối trưởng bối, người đáy mắt còn có hay không quy củ, ngươi cho ta quỳ xuống. Ôm cẩm thư quỳ xuống, khóc mắt ửng đỏ, quật cường ngẩng đầu, nhìn chầm chầm vào trước mặt phụ thân, từ nhỏ hắn liền biết phụ thân yêu thương đại ca càng sâu chính mình, càng là đáy lòng đã sớm điều động nội bộ đại ca mới là ôm gia người nối nghiệp. Cha, từ nhỏ đại ca muốn ngươi đều bị đáp ứng, ta biết ở ngươi trong lòng ta so ra kém đại ca muôn vàng vạn hảo, lớn như vậy, ta chỉ cầu ngươi một việc này, ta muốn cưới Lâm cô nương. Ngươi câm mồm. Trung niên nam nhân khí giận đang xen, người tới đem hắn cho ta quan tiếng hắn sân, làm công tử hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại, khi nào tỉnh lại hảo, khi nào ở thả ra cha ông gia phát sinh sự tình thực mau liền truyền tới cố bên trong phủ triệu đình ngọc nhìn đọc xong tin giơ tay chi gian đem nó đốt thành tro tẩn nam nhân yên lặng mắt trợn trắng ngươi cũng thật chế nhạo a à ngươi nhân gia ôn tiểu công tử cỡ nào tốt một cái hài tử sinh sôi bị ngươi làm đến đóng tấm đoán ngươi liền điên đi ngươi triệu đình ngọc nói xong đối diện người đã không lời nói triệu đình ngọc đứng dậy ai u hắc ngươi muốn thật là đối nhân gia nhớ mãi không quên ngươi liền chủ động xuất kích chỉnh này đó bàn môn tả đạo tính cái gì bản lĩnh. Đối diện cố tam lan mí mắt rốt cuộc giật giật, ngước mắt liếc hắn, khi đáy mắt tựa hồ có vạn trượng vực sâu, đen nhánh như mực, mang theo vô biên hấp lực, thấu xương lạnh lẽo. Triệu Đình Ngọc cảm thấy một trận gió thổi qua, có chút lạnh ôm ôm cánh tay, đến đến đến, ta không nói, ngươi liền chờ truy thê hỏa tán tràn đi, đến lúc đó ta xem ngươi khóc chết. Hắn nhẹ nhảy đứng lên, đi ra ngoài, đúng rồi, muốn tới kỳ thi mùa thu, Ngươi kia bạn tốt phạm hề hoài hẳn là mau vào kinh, nghe nói lần này hắn là kỳ thi mùa thu đại nhiệt người được chọn, người đoán hắn có thể trung mấy đẳng. Cố Tam Lan nhàn nhạt mở miệng, bằng hắn tư chất, tiền tam dễ như trở bàn tay, khôi thủ cũng có thể tranh. Đối hắn như vậy có tự tin, ta chính là nghe nói hắn miệng rất thiếu. Không chậm trễ hắn khảo thí. Triệu Đình Ngọc Người có độc đi. Đêm trầm như nước, hỗn loạn hơi lạnh không khí, đen nhánh như mực không trung, cuốn tích tảng lớn mây đen, che khuất nguyên bản sáng tỏ một loan minh nguyệt. Thu ý nồng hậu, ngoài cửa sổ truyền đến từng trận ve minh, đột nhiên có gió thổi động, gõ khai xong cửa sổ, trên giường nguyên bản an tĩnh ngủ người, ánh mắt đột nhiên gian mở, cái trán có từng trận mồ hôi lạnh hiện lên mà ra. Cố Tam Lan buồn ngủ toàn vô, khoác một kiện đơn bạc áo ngoài liền đi ra phòng ngoại. Này đã không biết là lần thứ mấy ác mộng, tự cùng nàng tách ra về sau, hắn liền đêm túc khó ngủ, thường xuyên mơ thấy huyết tinh đánh nhau trường hợp, trong mộng trên tay lây dính máu tươi cũng càng ngày càng nhiều. Khi màu đỏ ấm áp huyết tự hồ còn ở hắn đôi tay phía trên. Con đường này, đó là một đường giết chóc, hắn cũng không dám chậm trễ một lát, trừ phi chính tay đâm kẻ thù, nếu không hắn sẽ cả đời đều đứng ở này tinh phong huyết vũ bên trong, hắn lại sao dám hy vọng xa vời, lại lần nữa có được nàng. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt. Có lẽ hắn làm sai, hắn không nên vọng tưởng, cũng yêu cầu buông tay, nhưng hắn làm không được đương hắn nhìn đến nàng cùng nam nhân khác thân mật, lộ ra hắn chưa bao giờ gặp qua tươi cười thời điểm, chỉ có chính hắn biết, hắn có bao nhiêu ghen ghét, hắn ghen ghét phát cuồng, thậm chí muốn giết người. Hắn lừa người khác lại không lừa được chính mình, hắn trước sau đối nàng để ý. Đi xa hồ nước ảnh ngược sóng gợn, phù quan lược ảnh, trên hành lang dần dần đi ra một đạo mảnh khảnh thân ảnh, trên tay nàng dẫn theo một chiếc đèn, trên tay còn cầm một kiện áo choàng, chậm rãi đi tới, ca, thiên lạnh. Cố Tam Lan chậm rãi mở to đôi mắt, đối nàng cười cười, ca không lạnh. Vẫn là phủ thêm đi. Nàng tùy tay đưa qua đi, cố tam lang không có ở cự tuyệt nàng hảo ý, giơ tay phủ thêm kia kiện như ánh trăng giống nhau bạch ngoại sưởng, như vậy vãn như thế nào còn không ngủ. Nàng dẫn theo đèn lồng, cũng nhìn không trung, thanh âm tinh tế đau thương, tưởng tượng đến cha mẹ huynh đệ, ta ngủ không được. Ca, hiện giờ ta có thể đứng ở chỗ này, không hề bị người khi dễ, nhưng bọn họ cũng đã không còn nữa. Cố Tam Lan thần sắc toát ra một mặt bi thương, đúng vậy, bọn họ đều đã chết, nhưng hắn còn sống. Nàng tự hồ cảm thấy chính mình nói lỡ, ca, thực xin lỗi, ta không nên nói như thế, tự ngươi đem ta từ giáo phường tư cứu trở về tới, chúng ta liền hẳn là đều hảo hảo tồn tại, thế bọn họ tồn tại. Trước mặt cái này thiếu nữ tâm thái tự hồ dị thường cứng cỏi, đúng là giáo phường tư đầu bản Kiều Nga, nàng vốn là cố phủ tiểu thư, gọi là cố Kiều Nga, cố phủ bối thượng mưu nghịch án lúc sau bị tịch thu tới rồi giáo phường tư, thẳng đến trước đó không lâu cố gia oan án bị rửa sạch, nàng mới biết được ngày ấy buổi tối kêu nàng đánh đàn chính là nàng tam ca cố trường nghiệp. Đi ngủ sớm một chút đi, đừng cả ngày đãi ở bên trong phủ, quay đầu lại kêu axit bồi ngươi ra cửa đi một chút, thích cái gì liền mua tới. Ân. Ừ. Sáng sớm hôm sau, cố phủ trong thư phòng truyền đến thứ nhất tin tức, kinh thành ngoại một chỗ quặng sát động sụp xuống, bên trong đã chết không ít người, việc này công bộ thị lan đã bẩm thánh thượng thánh thượng đã kêu mấy cái đại thần ở thượng thư phòng nghi sự liền vì này quặng sắc động sụp xuống một chuyện theo đáng tin cậy tin tức bên trong chết đều là tráng đinh ngươi cái gì ý tưởng triệu đình ngọc một tay cầm một cái người hầu mới vừa bưng lên bánh bao không chút do dự gặm một ngụm một ngụm đi xuống nửa cái bánh bao đã không có khi kinh giao ngoại quặng sắc động sớm đã vứt đi lâu ngày bên trong lại cứ đã chết không ít tráng đinh nơi này biên nhưng thật ra đại hữu văn chương nghĩ đến bệ hạ sẽ toàn lực ra rõ việc này. Thánh thượng thuộc hạ nhất đắc lực đó là cẩm y vệ, việc này chỉ sợ sẽ rơi xuống tầng kiên trên người. Triệu Đình Ngọc gật gật đầu. Mới vừa hạ triều, cẩm y vệ điều lệnh còn có chút thời điểm, ngươi nhanh đi kinh giao xem xét một phen, cần phải đuổi ở cẩm y vệ phía trước. Cố Tam Lan nhìn còn ở ăn ngấu nghiến Triệu Đình Ngọc, mày hơi hơi nhăn lại. Triệu Đình Ngọc thở dài, hắn chính là lao lực mệnh, không có. Biện pháp, nhanh chóng đứng dậy, lại bắt hai cái đại bánh bao, bay nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Triệu Đình Ngọc tốc độ quá nhanh, lập tức liền đụng vào một đạo vào cửa bóng hình xinh đẹp đi lên, bùng bùng rơi xuống, kia bóng hình xinh đẹp kinh hoảng thất thố sau này ngã đi. Cũng may Triệu Đình Ngọc nhanh tay, bay nhanh cầm kia doanh doanh eo thon nhỏ. Cố Kiều Nga ngốc ngốc nhìn trên đỉnh đầu người tới, này gương mặt xinh hảo xinh tuấn lãng, lại thập phần xa lạ, nàng vội vàng đứng vững, liền nghe được Triệu Đình Ngọc mở miệng, "Không có việc gì đi." Nàng lắc lắc đầu, thấy triệu đình ngọc phải đi vội vàng mở miệng công tử ngươi hẳn là tam ca bằng hữu đi như thế sốt ruột đi sáng sớm đồ ăn sợ là còn không có ăn ta làm chút điểm tâm ngươi nàng nhìn rơi rụng ở hộp đồ ăn điểm tâm có chút ngượng ngùng nói nữa như vậy điểm tâm có thể nào ở tặng người không chê nàng thấp thấp đầu nâng lên sau đó ừ nhẹ một tiếng ngồi xổm xuống thân mình lấy ra một trương khăn tay nằm xoài trên bàn tay thượng vì hắn trang mấy khối còn không có toái điểm tâm phòng trong Cố Kiều Nga nhìn thông thả ung dung lại ăn cơm sáng Cố Tam Lan, nhịn không được lẩm bẩm một tiếng, ca, kia ngoài cửa rời khỏi người là người bạn tốt đi, Ngươi cũng quá thất lễ, sao không lưu hắn ăn cái cơm sáng lại đi? Ngươi không phải đưa hắn điểm tâm trên đường ăn sao? Cố Tam Lan tuy không ở, nhưng ngoài phòng nói hắn là một chữ không rơi nghe xong đi vào. Ca, kia còn không phải ngươi. Ta cố gia liền tính lạc không có, lễ nghĩa vẫn là phải có, cố kiều Nga từ nhỏ tiếp thu đều là lễ nghi quy cũ, hiện giờ liền tính cảnh đời đổi dời nhưng cố phủ còn tại nàng liền vẫn là cố gia tiểu thư còn muốn cố cố gia thể diện cố tam lang buông chiếc đũa ta ăn xong rồi cuối cùng ăn xong người rửa chén ca cố kiều nga thực bất đắc dĩ hắn ca trước kia cũng không phải là như vậy a à, đây đều là từ nào học được buổi sáng thiên còn hảo hảo buổi chiều liền phong vân thay đổi sắc hạ mênh mông mưa phùng một chút vũ hạng hoài liền lấy gã sai vặt cho nàng đệ tinh mời nàng đi chơi thuyền thưởng vũ nàng hôm nay nhưng thật ra lưu loát cấp cự, hôm nay nàng còn có khác chuyện quan trọng. Kỳ thi mùa thu lập tức muốn bắt đầu rồi, bên trong thành trung xuất hiện học sinh cũng là dần dần nhiều lên, tân ung văn hóa là cao tốc phát triển, đặc biệt là đối với thi khoa cử các học sinh, càng là ưu đãi, đặc phê bọn họ chuyên môn dịch quán, đã ngồi xuống sập chi dùng. Phạm Hề Hoài vừa mới nhập kinh, liền bị một ít học sinh cùng trường nhóm vây quanh, ở túy tiên lâu bày bàn tiệc, mời hắn thưởng rượu đối thơ, đàm kinh luận sách, này trương mới vừa thay đổi kiện sim y chuẩn bị ra cửa ở trạm dịch cửa liền kinh hồng một liếc nhìn thấy một đạo thập phần hình bóng quen thuộc nói quen thuộc thật cũng không phải thập phần quen thuộc ra thu nhỏ lại một đại 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 vòng lớn bên ngoài mặt khác nhưng thật ra đều có thể đối thượng hào hắn xoa xoa đôi mắt lại nháy mắt trợn to thiên hắn không nhìn lầm kia thân ảnh không phải lâm bảo ninh vẫn là người nào cái này tiểu độc phụ thế nhưng cũng ở kinh thành thật là oan gia ngõ hẹp Lâm Bảo Ninh hôm nay vốn là muốn đi tranh ôn phủ, chẳng qua nghe nói ôn cẩm thư gần nhất cần cù với việc học, vẫn luôn ở trong nhà ôn thư không tiện gặp khách, nàng là uổng công một chuyến, giờ phút này chống dù giấy đang muốn hồi phủ, chỉ cảm thấy phía sau có một cổ sát khí đánh úp lại, nàng quay người lại, liền đối với đi lên người. Phạm Hề Hoài Tiểu độc phụ, quả nhiên là ngươi. Không nghĩ tới ngươi vì dây dưa cố huynh đều chạy đến kinh thành tới. Ngươi thật đúng là tà tâm bất tử a ngươi. Lâm Bảo Ninh chính là một cái viết hoa vô ngữ, ai dây dưa cố tam lang, nói cái gì đâu? Ngươi đi cái gì a? À? Phạm hề Hoài chạy chậm đuổi kịp, "Cố huynh đều cùng ta thư từ, ngươi cùng hắn đã hòa ly, các ngươi đã không có bất luận cái gì quan hệ, ta nói ngươi lớn lên. Xem như không tồi, tìm cái dạng gì không có a, à? thế nào cũng phải cuốn lấy Cố huynh làm chi? Ai, ngươi nghe được không a, à? ngươi như thế nào không nói lời nào a?" À? Phạm hề Hoài tiếp tục đi phía trước truy. Ngay sau đó liền ăn một cái đôi mắt hình viên đạn. Chớ có lại đi theo ta, ở đi theo ta lo lắng ta tấu ngươi. Phạm Hề Hoài nhìn liền dài quá một trương thiếu tấu mặt, làm người chán ghét khẩn. Tiểu ác phụ như cũ là như vậy bạo lực, Phạm Hề Hoài ngại với nàng Dâm Uy, vẫn là có điểm hơi sợ. Hắn thập phần tưởng cổ đủ dũng khí ở chỗ nàng tranh luận vài câu, chỉ là lời nói đến bên miệng xoay cái công, ta một giới văn nhân không đáng nữ lưu hạ người so đo, đi thì đi. Lâm Bảo Ninh mặt đen hắc nhìn kia vận tốc ánh sáng thoát đi bóng dáng hừ lạnh một tiếng tính hắn đi được mau nếu không đem hắn nha đánh ném phạm hề hoài hữu kinh vô hiểm tới rồi túy tiên lâu vỗ vỗ bộ ngực may mắn hắn chạy trốn mau dựa vào tiểu ác phụ tính cách nếu là hắn ở dây dưa sợ là muốn đem hắn nha đánh ném hắn sờ sờ còn như cũ ở trong miệng hàm răng lòng còn sợ hãi phạm huynh ngươi nhưng tính ra phạm huynh ngươi đã tới chậm cần phải tự phạt tam ly a túy tiên lâu nhất phái cảnh tượng náo nhiệt văn nhân mạch khách ăn uống linh đình một hai cái canh giờ gian phạm hề hoài uống lên hai ba hồ rượu này men say phía trên đứng dậy liền đi nhà xí đi ngoài có cái học sinh câu thượng phạm hề hoài bả vai đi 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 ta bồi phạm huynh đi ngoài hắn vừa nói xong trước lấy mọi người cười vang hai người cho nhau nâng nghiêng ngã lão đảo ra cửa này vừa ra khỏi cửa phạm hề hoài lại nhìn thấy kia đạo quen thuộc thân ảnh quái quái thật là quái trong miệng hắn phạm nói thầm cảm thấy chính mình chỉ sợ là hoa mắt vì thế xoa xoa đôi mắt lại lần nữa nỗ lực nhìn lại bỗng nhiên đánh cái rượu cách sau rốt cuộc thấy rõ ràng người tới này 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 hắn không cấm có chút mất khống chế hai mắt cụ là khó có thể thẳng tắp này sao lại thế này a à, như thế nào kia đều có cái này tiểu ác phụ hay là nàng là theo đuôi hắn tới hắn ở xoa xoa đôi mắt kia đạo tinh tế thân ảnh bên cạnh kia như hành mảnh khảnh tay nhỏ còn lôi kéo một cái choai choai tiểu nam hài này 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 tiểu ác phụ này cũng quá nhanh chóng đi cùng cố huynh hòa ly lúc sau hài tử đều lớn như vậy từ từ hài tử như vậy lớn không đúng a à. hắn ẩn ẩn đã cảm thấy cố huynh trên đầu phiếm oánh oánh lục quang không là đã toàn thân mạo lục quan này tiểu ác phụ thế nhưng ở cùng cố huynh thượng là phu thê là lúc liền lả lơi ông bướm bên ngoài cùng nam nhân khác gian giếu thả hài tử đều như vậy lớn trách không được cùng cố huynh hòa ly như vậy thống khoái, trách không được hắn vừa mới như vậy chất vấn nàng, nàng lại đối hắn đầy mặt kinh thường nhìn lại. Phóng cố huynh như vậy ưu tú nam nhân, thế nhưng còn đi theo nam nhân khác. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, dù sao hắn là nhịn không nổi. Nghĩ đến đây, hắn đã rượu tỉnh hơn phân nữa, tưởng đi lên lý luận, rồi lại cảm thấy không ổn, chính mình một mình chiến đấu hăng hái, khó tránh khỏi tao ngộ tiểu ác phụ độc thủ hắn cần thiết được đến cường lực ngoại viện duy trì lâm bảo ninh bỗng nhiên gian cảm thấy có một đạo ánh mắt ở nàng phía sau chờ nàng quay đầu đi thời điểm lại một chút bóng người không nhìn thấy trong lòng thật là có chút cổ quái một bên nam hài lắc lắc tay nàng nải thanh nải khí hư nữ nhân ta đều ở bên cạnh ngươi ngươi còn muốn nhìn nam nhân khác ta không vui lâm bảo ninh cười cười duỗi tay nhéo nhéo hắn béo đô đô tiểu thịt mặt hảo đáng yêu thật muốn thân thân a à. nơi này trước công chúng giống như cũng không tốt lắm, nàng nhìn xuống này cổ xúc động, có khò khè khò khè hắn lông xù xù đầu nhỏ, u, ngươi cái tiểu thí hài, còn tự xưng nam nhân đâu. Vân Khánh thở phì phì, đại ca nói nam nhân tóc không được làm nữ nhân chạm vào. Hắn lại nghĩ nghĩ, bất quá là ngươi nói, miễn cưỡng làm ngươi chạm vào một chút. Nhìn hắn kia sợi ngạo kiều kính, Lâm Bảo Ninh lại vui vẻ nhạt, lôi kéo hắn tiểu thịt tay, đi tới bàn ăn trước. Thang lầu chỗ ngoặt, khi học sinh xem xét ngồi xổm ở chính mình phía sau nam nhân vẻ mặt mê hoặc phạm huynh ngươi đây là làm gì a à? phạm hề hoài thấy lâm bảo ninh đi xa lòng còn sợ hãi vỗ vỗ bộ ngực lại đứng lên ta đây là ở kéo duỗi như xí trước kéo duỗi một chút có trợ giúp lưu thông máu học sinh càng thêm mê hoặc lâm bảo ninh gọi tới tiểu nhị lấy tới cơm bài ngươi không phải nói muốn ăn ngon sao chạy nhanh gọi món ăn đi không đại ca còn không có tới đâu ta phải đợi đại ca Vân Khánh khẽ meo meo bò lên trên băng ghế, ngồi ở Lâm Bảo Ninh bên cạnh người, ôm tiểu cánh tay, vẽ mặt tiểu đại nhân bộ dáng. Đại ca ngươi công vụ bận rộn, hắn không nóng nảy ăn cái gì, ngươi là tiểu hài tử, đói lã liền không thể lớn lên giống đại ca ngươi như vậy cao, biết không? Ngươi liền sẽ biến thành tiểu người lùng, lớn lên số tuổi, đi không dài vóc dáng, sẽ cưới không đến tức phụ. Buổi chiều nói đến cũng là trùng hợp, nàng đi ở trên đường vừa vặn gặp phải mới vừa vào kinh thành không bao lâu Vân Khánh nhảy con. Tiểu gia hỏa vừa nhìn thấy nàng liền vui vẻ, ông tay nàng là như thế nào cũng không chịu buông ra, kia phó tiểu bộ dáng, kêu lâm bảo ninh nhìn đều đau lòng vài phần, tiểu gia hỏa không lâu trước đây tan mẫu, huynh trưởng lại ở kinh thành báo cáo công tác, bên người lại khuyết thiếu cùng tuổi đồng bạn, thật là có chút cô đơn. Lâm bảo ninh kêu bồi vân khánh nha hoàng gã sai vặt trở về thông bẩm một tiếng, miễn cho hàng lão thái quân cùng hàng diệu lo lắng. Vân khánh tưởng tượng thấy chính mình như vậy lùng, khuôn mặt nhỏ ủy khuất tức khắc nhăn nheo, hắc bạch phân minh mắt to đều đỏ kia lông mi rung lên rung lên treo nước mắt lâm bảo ninh thật là vừa bực mình vừa buồn cười như vậy đáng yêu nhảy con như thế nào như vậy tin tưởng nàng bịa đặt lung tung không khóc không khóc a lau lau nước mắt nga lâm bảo ninh móc ra khăn tay vì vân khánh sát nước mắt vân khánh ngập nước mắt to vẫn là ủy khuất tưởng trường cao cao chúng ta đây chạy nhanh ăn cái gì ăn cái gì là có thể trường cao cao hàng diệu kia tư không chừng khi nào có thể tới đâu Tiểu gia hỏa này lại luôn luôn kính yêu huynh trưởng, nhưng Lâm Bảo Ninh lại không đành lòng hắn đói bụng chờ, chỉ có thể rải rải tiểu hoảng lừa tiểu hài tử. Lâm Bảo Ninh nói xong, Vân Khánh vẫn là khóc chít chít, hắn ở cơm. Cùng huynh trưởng chi gian lưỡng nan lấy hay bỏ. Đang lúc Lâm Bảo Ninh không biết như thế nào hống qua thời điểm, Vân Khánh đột nhiên nín khóc mà cười, đại ca. Nàng vừa nhấc đầu chỉnh nhìn đến hàng diệu khoan thai tới muộn thân ảnh. Xin lỗi, hôm nay kinh giao có chút công vụ, chậm trễ. Vân Khánh chưa cho ngươi thêm phiền toái đi. Hàng Diệu nói xong duỗi tay bế lên Vân Khánh, cười mắng một tiếng, tiểu tử thúi, lớn như vậy, còn khóc cái mũi. Lâm Bảo Ninh lòng có ấy nấy a, à, là nàng đem nhảy con chọc khóc. Cái kia, đều là ta. Ta muốn ăn cơm, ta không nghĩ biến lùng, ta muốn giống đại ca giống nhau cao. Hàng Diệu nghe Vân Khánh lời nói, trên mặt có chút dở khóc dở cười, lại xem Lâm Bảo Ninh một đôi mắt không dám nhìn hắn, liền đã biết sao lại thế này. Hảo hảo hảo, chúng ta chạy nhanh ăn cơm, Vân Khánh trường cao cao. Hàng Diệu dở khóc dở cười, nói liền phải buông Vân Khánh nhảy con. Ta muốn ngồi ở hư nữ nhân bên người, đại ca ngồi bên kia. Hàng Diệu sủng nịch đáp ứng, thành, đều y ngươi. Vì thế Lâm Bảo Ninh hai bên trái phải liền biến thành một lớn một nhỏ, đồ ăn thực mau lên đây, Vân Khánh nhảy con nỗ lực ăn cơm cơm, Lâm Bảo Ninh cùng Hàng Diệu tán gẫu. Hàng Lão Thái Công cùng Vân Khánh cũng là này hai ngày vừa đến, Hàng Diệu vốn định vội xong công vụ ở bẩm báo, không thành tưởng vân khánh cùng lâm bảo ninh duyên phận không cạn này liền ở trên phố gặp được cố phủ phạm hề hoài nghẹn một đường là hắn đại ý chỉ nghĩ chạy nhanh tới mật báo đã quên đi tiểu việc này cố tam lan nghe cửa gã sai vặt tới báo nói phạm công tử vừa vào phủ môn liền đi nhà xí giờ phút này ở thư phòng nhìn thấy hắn cổ tam lan đáy mắt cười như không cười có cái gì cùng lắm thì tam cấp một hai phải tới cố phủ giải quyết phạm hề hoài bị nói mặt già đỏ bừng hận không thể khấu ngón chân bất quá tưởng tượng đến hắn nhìn thấy nghe thấy hắn lập tức cưỡng ngực cố huynh ta đây chính là cấp tốc sự tình nga chuyện gì nói đến nghe một chút cố tam lan bình tĩnh vì phạm hề hoài châm trà ngươi đỉnh đầu mạo lục quan cố tam lan châm trà tay dừng một chút khó hiểu nhìn hắn hề hoài huynh ngày gần đây chính là được chứng bệnh gì ai nha không phải phạm hề hoài nóng nảy gia hỏa này còn có tâm tư trêu chọc hắn đâu là lâm bảo ninh nàng bên ngoài có người ta tận mắt nhìn thấy liền hài tử đều có ta tận mắt nhìn thấy chén trà vệt nước lặng yên giang tràn ra liên quan toàn bộ mặt bàn đều bị ẩm thấp một mảnh tục ngữ nói đến hảo gia hoa không bằng hoa dại hương ngay cả cố huynh ngươi cũng tránh không được a à. ai phạm hề hoài rất có một loại đau triệt nội tâm cảm giác cố tam lan như vậy kinh tài tuyệt diễm nam nhân sao cũng sẽ bị mang theo nón xanh chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết chỗ cao không thắng hàng sao đi đi đi, ta hiện tại liền mang ngươi hiện trường trảo nàng cái nguyên hình tất lộ đi. Đến lúc đó xem kia tiểu ác phụ còn như thế nào cãi cọ, Phạm Hề Hoài nói liền bắt cố tam lang tay, đem hắn hướng cửa cái kia phương hướng mang. Cố tam lang không biết sao cũng không có tránh thoát, liền như vậy bị hắn mang theo ra cửa tử. Phố xá phía trên. Vân Khánh nhảy con rải hoang, tiểu thân ảnh ở trong đám người chạy tới chạy lui, đối cái gì cũng tò mò thực. Lâm Bảo Ninh cùng hàng diệu đi ở hắn phía sau, Nam Tuấn nữ tịnh, sống thoát thoát giống một đôi bích nhân. Mới vừa ăn cơm xong, chậm một chút chạy. Lâm Bảo Ninh dặn dò, Vân Khánh nhảy con tiểu bước chân quả nhiên thả chậm rất nhiều. Hàng Diệu ý cười nồng hậu, tên tiểu tử thúi này, quả nhiên nhất nghe ngươi lời nói, ta nói hắn thấy ngươi, định là vui vẻ cực kỳ. Lâm Bảo Ninh ánh mắt không rời đi quá cách đó không xa Vân Khánh, ngươi cái này đại ca, có rảnh nhiều bồi bồi hài tử, Vân Khánh hắn yêu cầu làm bạn, làm hài tử thời gian liền như vậy mấy năm, đừng làm cho hắn thơ ấu không khoái hoạt. Nàng chính mình thơ ấu đó là như vậy nghĩ lại mà kinh, có vết xe đổ, tự nhiên là hy vọng Vân Khánh có thể khoái hoạt vui sướng, vui vẻ trưởng thành. Hàng Diệu gật gật đầu, hai người tiếp tục đi phía trước đi tới. Vân Khánh yếm phủng một đống đồ vật, hướng về phía bọn họ phất phất tay, liền phải trang điểm chân ngắn nhỏ chạy về tới, mới vừa chạy không vài bước, liền bị đụng phải cái té ngã, chật vật tiểu thân mình té ngã trên mặt đất. Vân Khánh, một màn này phát sinh quá đột nhiên, Lâm Bảo Ninh phản ứng cực nhanh, đã hai ba bước ôm lấy hài tử, xem xét hắn tiểu thân mình, kia cổ đánh tới lực đạo không nhỏ, may mà Vân Khánh cách khá xa, bất quá vẫn là bị dư chấn thương đến, hai chỉ bạch bạch tiểu thịt tay, che kín trao bụi, còn có đạo đạo vết máu, khuỷu tay quần áo cũng phá, cũng đập vỡ da ra huyết, nhìn liền kêu nhân tâm đau. Xem y hỏng rồi, Vân Khánh hắt hắt mắt to ngậm nước mắt, bất quá lại kiên cường không khóc, chỉ là khục khịt hít hít, hít cái mũi. Vân Khánh nhìn đồ lót đau lòng cực kỳ, hàng diệu biết, kia sim y là Vân Khánh mẫu thân sinh thời vì này khâu vá, Vân Khánh kia hài tử tuy rằng chưa từng nói cái gì đó, lại phá lệ quý trọng. Ngoan, không khóc a, à, Lâm Bảo Ninh vuốt Vân Khánh đầu, Vân Khánh bị dọa tới rồi, hai chỉ thịt mung mút tay nhỏ vương một phen liền qua ở Lâm Bảo. Ninh trong lòng ngực. Nàng thuận thế đem hắn bế lên tới, vỗ hắn tiểu phía sau lưng, trấn an hắn cảm xúc. Vân Khánh tránh ở Lâm Bảo Ninh trong lòng ngực trộn xem hàng diệu, đại ca. Khi bộ dáng chọc đến hàng diệu trong lòng ấy nấy cực kỳ, vừa rồi kia một màn hắn thấy rõ, khi đụng phải Vân Khánh chính là một cái gã sai vặt bộ dáng nam nhân, kia gã sai vặt là từ kia họa phường nội bị người dùng cự lực đá ra. kia gã sai vặt cường chống muốn đứng lên, rồi lại té ngã trên mặt đất, ngất qua đi. Không nói đến này gã sai vặt đụng phải Vân Khánh, chính là này rõ như ban ngày dưới tùy ý đã thương người, đảo loạn bá tánh an bình, hàng diệu quý vì triều đình quan viên, cũng không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Hàng Diệu trầm khuôn mặt, sải bước đi vào hạ phường, Lâm Bảo Ninh ngay sau đó liền theo đi lên. Hắn đảo qua dưới, trong tiệm đảo không giống phát sinh khóe miệng tranh chấp bộ dáng, trưởng quầy, ngươi nhưng nhìn thấy người nào lại nơi này dương oai. Khi trưởng quầy vội vàng đi lên trước tới, ai, vị này khách quan, tiểu điếm mở cửa buôn bán, là một mực mặt kệ khách nhân chi gian sự tình, ngày này cần gì phải nhiều này vừa hỏi đâu. Hàng Diệu hừ lạnh một tiếng, lượng ra chính mình eo bài, thanh âm băng hàng, hiện tại có thể nói sao? khi trưởng quầy vừa thấy là triều đình trọng thần vội vàng chắp tay chắp tay thi lễ cúi đầu không lưng nguyên lai là hàng đại nhân quan lâm tiểu trưởng quầy có mắt không thấy thái sơn vừa mới trong tiệm khách nhân lại có phát sinh tranh chấp chỉ là kia khách nhân đã đi rồi không ở trong tiệm a đi rồi hàng dịu nhíu mày đúng vậy đã từ cửa sau rời đi đại nhân nếu là hiện tại đuổi theo có lẽ có thể theo kịp khi trưởng quầy đôi mắt không nháy mắt một chút tiếp tục nói dừng ở phía sau Lâm Bảo Ninh đánh giá xong trong tiệm bốn phía lúc sau, từ trên mặt đất nhặt lên một khối kinh bạc vải dệt, khấu ở tay áo trung, nàng ôm Vân Khánh đi lên trước, nhìn về phía kia vẻ mặt thành thật, không lưng uống gối chưởng quầy, chưởng quầy, nếu ngươi ở hiện trường, ngươi lại nói nói, kia phát sinh khóe miệng đều là cái dạng gì người. Bọn họ lại vì sao phát sinh tranh chấp? Này, là hai vị tới xem tranh chữ nam nhân, trong đó một cái mang theo cái gã sai vặt, hình như là bởi vì tranh chữ danh tích mà khắc khẩu, một người nói là họa thánh, một người lại nói là cầu gỗ tiên sinh, cho nên mới tranh chấp lên. Lâm Bảo Ninh cười nhạo một tiếng, trưởng quầy hiện trường biên chuyện xưa bản lĩnh thật là lợi hại. Hàng Diệu vừa nghe hai mắt không khỏi phóng xuất ra lãnh mang, hắn duỗi tay trực tiếp bắt lấy trưởng quầy vạt áo, quát chói tay ra tiếng, còn dám nói dối, có biết lừa gạt mệnh quan triều đình, là muốn rơi đầu. Khi trưởng quầy tự hồ cũng không sợ hãi Hàng Diệu, mà là nhìn về phía hắn phía sau Lâm Bảo Ninh, cô nương nhưng chớ có nói bừa, ngươi sao biết ta nói dối, lão hủ nhưng chưa nói dối, chính là hai cái nam nhân. ngươi thật đúng là việc chết cái mỏ vẫn còn cứng. Lâm Bảo Ninh nói xong từ trong tay áo lấy ra kia một tiết vải dệt ra tới, này vải dệt nhìn đó là cái cô nương thường dùng, thả vải dệt thượng còn có cô nương này dùng hương phấn. này có lẽ là khách khách quan rơi xuống, lão hủ thật là không biết a, à, kia trưởng quầy phản ứng thực mau, này họa phường người đến người đi, một ngày chiêu đãi như vậy nhiều khách nhân, chưa chừng có cô nương rơi xuống, cũng ở tình lý bên trong này mùi hương còn tàn lưu tại chỗ, hiển nhiên kia cô nương là vừa tới không lâu. Lâm Bảo Ninh trừng mắt, trưởng quầy, ngươi có phải hay không còn tưởng nói ngươi vẫn là không biết. Khi trưởng quầy đến bên miệng nói ngạnh sinh xinh, xinh nghẹn trở về. Này kinh thành thế lực rắc rối khó gỡ, từ bọn họ hai người tiến vào, trưởng quầy tuy rằng đều có vẻ rất là kính sợ, nhưng đáy lòng lại một chút không có kính sợ chi tâm, hiển nhiên cửa hàng này có bối cảnh, trưởng quầy có dựa vào. Lời nói đều nói đến này phân thượng, trưởng quầy sửa sửa vạt áo, cô nương, ngài vẫn là đừng làm khó dễ ta, ta là thật không biết. Lợn chết không sợ nước sôi. Lâm Bảo Ninh cười lạnh một tiếng, một trưởng bổ ra, nháy mắt kia treo ở trên tường tranh chữ từ trung gian vỡ ra thành hai nửa. Ai u, kia chính là nhan chân thanh chân tích A, liền như vậy hủy hoại, hủy hoại. Này này, trưởng quầy đôi mắt có điểm đỏ, hắn không từng tưởng, cô nương này như vậy giả mang, dám hủy hoại hắn tranh chữ A. Ngươi người ngươi, người, này còn có hay không vương pháp, ngươi là muốn tạp ta cửa hàng, không cho ta sống a? À. Chưởng quầy giận không thể ác, đau lòng vuốt trên tường treo tranh chữ. Ngươi lại không nói, liền tạp ngươi cửa hàng, hủy hoại ngươi tranh chữ. Lâm Bảo Ninh ác bá thuộc tính thượng thân, một chân đá nát bên sườn băng ghế, xoảng một tiếng kia băng ghế vỡ vụn thành hai nửa. Chưởng quầy đầu tiên là kinh ngạc một chút, ngay sau đó rất có tự tin mở miệng, cô nương, ngươi như vậy hành vi cùng du côn gì cũng, ta muốn báo quan kêu đại lý tự lại đây bắt người Chưởng quầy bước ra tiểu toái bộ muốn đi lại nghe phía sau lạnh buốt thân âm hưởng khởi hảo a à, ngươi đi báo đại lý tự vừa lúc ngươi trong tiệm không ai ta đem này đó vô dụng giấy a à, mặt a à, họa a à, toàn xé cái hy toái kêu ngươi khóc đều tìm không thấy điều đến lúc đó ta liền nói ta là người điên không có việc gì liền ái xé giấy chơi ngươi thả xem đại lý tự người sẽ như thế nào xử trí hàng diệu ở một bên cười một cái chớp mắt rất là thức thời mở miệng, Tân Ung luôn luôn săn sóc lão nhược bệnh tàn, đại lý tự sẽ từ nhẹ xử lý, đến đổi chủ quán này đó tranh chữ tổn thất, chỉ có thể từ chủ quán chính mình gánh vác. Ngươi ngươi, ngươi khinh người quá đáng ngươi, trưởng quầy khó chịu trong mắt đỏ bừng, hắn gặp qua không nói lý, chưa thấy qua như vậy ngang ngược còn không nói đạo lý, đây là người đàn bà đanh đá, hãng phỉ A. Trưởng quầy, ta khuyên ngươi đừng cùng ta tại đây nét mực, nhà ta nhảy con đều là bởi vì ngươi trong tiệm khách nhân tranh chấp, bị nghiêm trọng thương, ta tự nhiên tìm những người đó tính sổ, nếu như nếu là tìm không thấy, người đoán xem ta sẽ như thế nào làm. Lâm Bảo Ninh luôn luôn thập phần bao che cho con, Vân Khánh vô tội bị thương, nàng trong lòng lửa giận khó bình. Lâm Bảo Ninh đáy mắt lạnh lẽo đã xuyên thấu thẳng tắp bắn về phía trưởng quầy, trưởng quầy tự nhiên biết nếu là trước mặt cái này người đàn bà đanh đá tìm không thấy người khởi sướng, liền sẽ tạp hắn cái này cửa hàng xì hơi. Chỉ là, chỉ là, hắn thật sự không thể nói a. À. Trưởng quầy biểu tình liên tục lập lòe, Lâm Bảo Ninh lại bắt lấy hắn biểu tình khe hở, quan sát tới rồi hắn xem họa phường nội thất thập phần nhiều, chưa chừng người nọ liền giấu ở trong đó, nàng ánh mắt trùng mình, đi nhanh triều họa phường nội đi đến. Chưởng quầy giờ phút này muốn ngăn, nhưng thân thể mới vừa động, liền cảm thấy không ổn, Lâm Bảo Ninh thoáng nhìn hắn giờ phút này do dự do dự lại mang theo ba phần hoảng loạn thần sắc, liền càng chắc chắn chính mình ý nghĩ trong lòng. Chưởng quầy nhìn đến Lâm Bảo Ninh đi vào, rốt cuộc luống cuống, không được, không được a. À liên tục không quan tâm nhanh chóng chạy chậm tiến lên, ngăn ở Lâm Bảo Ninh phía trước, cô nương, không được, lão hủ khuyên ngươi vẫn là chớ có xen vào việc người khác hảo. Lâm Bảo Ninh, trưởng quầy thật sự uy hiếp ta. Khi trưởng quầy thở dài, cô nương, lão hủ liền lời nói thật theo như ngươi nói đi, bên trong người, ngươi không thể trêu vào, vẫn là sớm đi rồi tính, chớ có tranh vũng nước đục này, đến nỗi đứa bé này tiền thuốc men, lão hủ bồi cho ngươi. Lâm Bảo Ninh cười, nơi này là hoàn thành, ai lại đại năng đại quá nay bệ hạ sao tân ung hoàng gia uy nghiêm ăn sâu bén rễ kia này mặc lão hổ xã đại kỳ quá thích hợp cô nương vui đùa ngài cũng chớ có dùng bệ hạ hù dọa tiểu nhân tiểu nhân cũng bất quá là nghe lệnh hành sự thôi ngài chớ có ở làm ta khó xử chưởng quầy nói lời nói ngoại đều là không chịu nhường nhịn ý tứ lâm bảo ninh cũng không nghĩ lại cùng hắn nét mực một phen sách hắn cánh tay chưởng quầy hai tay như sắt cái kiềm chế rượu trong lòng kinh hãi người cái này mang phụ ngươi muốn làm chi? Lâm Bảo Ninh không để ý tới hắn, cười như không cười mở miệng, nhảy con, có nghĩ xem cái hảo ngoạn, làm vị này gia gia cho ngươi biểu diễn cái ái ma lực xoay vòng vòng. Vân Khánh trong ánh mắt có đại đại nghi hoặc, nhưng lại cảm thấy tò mò, lau lau nước mắt, gật gật đầu, tưởng. Được rồi, đi ngươi. Lâm Bảo Ninh một tay dùng sức, kia trưởng quầy thân mình, liền không có khống chế tại chỗ đảo quanh lên, ai u, ai u. Vân Khánh thịt mung bút khuôn mặt nhỏ, cười thanh khách. Hàng Diệu may mắn may mà có Lâm Bảo Ninh ở, mới có thể hống đến Vân Khánh dễ chịu một ít. Chương 618 Giáo Huấn Lâm Bảo Ninh không để ý tới vẫn luôn tại chỗ xoay tròn trưởng quầy, nhất chân hướng nội thất chỗ sâu trong đi đến. Nội thất không gian cũng không lớn, hẹp dài hành lang, đó là có một phiến cửa gỗ. Cửa gỗ trong vòng, truyền đến nữ tử cấp bách khóc thúc thích kêu to thanh âm, thanh âm kia mang theo tuyệt vọng còn có lấy một loại thấy chết không sờn cảm giác. Nàng duỗi tay liền đem kia đạo môn mở ra, nên diện liền nhìn đến một nữ tử muốn đụng phải tới, nàng giờ phút này ôm ấp Vân Khánh, chỉ có thể hơi nghiêng người, sau đó bắt được nàng muốn đụng phải tới bả vai, tránh cho quán tính, lại làm nàng đụng vào trên tường. Nàng kia cái trán có thương tích, xiêm y lại bị xé rách rách tung tóe, biểu tình là có kinh lại khủng, cặp kia xinh đẹp ánh mắt tràn ngập hoảng loạn cùng sợ hãi. Lâm Bảo Ninh xem trên người nàng ăn mặc nguyên liệu đúng là kia rơi xuống trên mặt đất nguyên liệu không thể nghi ngờ. Nàng vốn đã muốn đâm đầu phí hoài bản thân mình, khi chỉ tuyệt chỗ phùng sinh, đụng tới trước mặt nữ nhân này, nàng thoạt nhìn khí thế sắc bén, duỗi tay lại thập phần mạnh mẽ, tự hồ biết võ công, nàng giờ phút này hai mắt tràn ngập nước mắt, biểu tình trắng bệch, tràn ngập bất lực kéo lấy nàng ống tay áo, cứu cứu ta. Vừa dứt lời, từ kia cách đó không xa lại đuổi theo lưỡng đạo bóng người, trong đó một người thượng thân sim y liệt, lộ ra bên trong ngực, một cái khác còn lại là sim y còn hoàn hảo, bất quá giữa mày mang theo khó nhịn dục, sắc. Khi cô nương tự hồ không biết như thế nào tránh thoát, mới kêu hai người đuổi theo. Bất quá đến thật là oan gia ngõ hẹp, này hai người nàng nhưng thật ra. Vừa vặn đều nhận thức, thả trước đó không lâu còn tiến hành rồi hữu hảo mã cầu thi đấu. Như thế nào là ngươi? Đồ quê mùa, thổ thôn cô, lại tới dạo bổn thế tử chuyện tốt. Giang tử thành nhìn lên thấy Lâm Bảo Ninh liền có thể nghĩ đến phía trước bị nàng nhục nhã hình ảnh. Tức giận đến cực điểm, liền mở miệng nhục mà. Một cái khác nam chính là đùa dẫn lâm thư tình cái kia công tử ca, hắn giờ phút này chính nhìn chầm chầm nàng kia, muốn tiến lên, người sau vội vàng súc ở nàng phía sau. Kêu ngươi hầu hạ thế tử gia là phúc phận của ngươi, ngươi còn không tình nguyện, phía trước ở giáo phường tư, nhìn ngươi cũng hầu hạ quá không ít nam nhân, còn tại đây trang cái gì trang, chạy nhanh lại đây đi. Nguyên lai cô nương này là giáo phường tư xuất thân, giang tử thành sợ không phải ở họa phường nhìn thấy nàng, thấy sắc nảy lòng tham, lúc này mới đem nàng loát đến phía sau, muốn mạnh mẽ xuống tay. Không thấy được nhân gia không muốn sao, các ngươi như thế nào chiêu, còn muốn cướp. Lâm Bảo Ninh lạnh lùng nhìn hai người. Hừ, bất quá chính là bị vạn người ngũ hạ tiện hóa, bổn thế tử Lâm hạnh nàng, nàng đối bổn thế tử mang ơn đội nghĩa mới được. Giang tử thành thần sắc ngạo nghễ. Ngày thường cái dạng gì nữ tử hắn không ngủ quá, cái dạng gì nữ nhân không phải hắn triệu chi tức tới. Liền trước mặt nữ nhân này, còn ở trước mặt hắn trang thanh cao. Lâm Bảo Ninh cảm thấy nàng quyền đầu cứng, này nam nhân mẹ nó là cái độ cao tự luyến thả đối chính mình làm sự tình không có chút nào ăn năn hành vi cẩu nam nhân. Hàng Diệu nhìn đến trước mặt hình ảnh, cho mày, này hai người hắn đều nhận thức, đều là kinh thành hậu duệ quý tộc, hoàng thân quốc thích. Lâm Bảo Ninh đem Vân Khánh đưa cho Hàng Diệu, quay đầu nhìn hai người, chỉ chỉ Giang Tử Thành, kia gã sai vặt cũng là ngươi đá ra đi. Đối với Giang Tử Thành tới nói, Lâm Bảo Ninh bé nhỏ không đáng kể, hắn căn bản chưa từng cho nàng cái con mắt, hắn cà lơ phất phơ, khinh miệt cười, là ta như thế nào? Nói còn chưa dứt lời, một đạo nắm tay tạp lại đây, trực tiếp đem Giang Tử Thành tạp lão đảo vài bước, một búng máu thủy đều phun ra. Giang Tử Thành ngốc. Mọi người ngốc. Hàng Diệu cùng Vân Khánh còn hảo, nhưng là cái kia đùa dẫn lâm thư tình nam nhân theo bản năng nuốt nước miếng một cái, này đặt ngắm cũng thật là đáng sợ, một quyền liền đem Giang Tử Thành đánh hộc máu. Khủng bố như vậy. Còn có nút ở phía sau biên nữ tử, nàng trường lớn hai mắt, tràn ngập không thể tưởng tượng. Sau đó nàng liền thấy được càng không thể tư nghị. Chương 619 Vinh An quận chúa tới. Lâm Bảo Ninh một chân sủy ra, không có đình chỉ, nàng bắt lấy Giang Tử thành tóc, lại hung hăng đá vào hắn bụng nhỏ chỗ, muốn người khác đối với ngươi mang ơn đội nghĩa đúng không, kia ta tấu ngươi, ngươi có phải hay không cũng đối ta mang ơn đội nghĩa một ít mới hảo. Giang Tử Thành bị đánh ngốc, hắn tưởng đánh trả, nhưng cánh tay lại bị Lâm Bảo Ninh chế trụ, một cái trở tay, hắn thảm chăng ra tiếng, sau đó hắn đã bị ngã ở trên mặt đất, bị người cưỡi ở trên người tấu. Lâm Bảo Ninh một quyền hướng trên mặt hắn tiếp đón, khen khen khen, mười mấy hạ đi ra ngoài, gian tử thành mặt bị đánh thành đầu heo. Kêu ngươi khi dễ nữ nhân. Kêu ngươi không có đạo đức công cộng. Ngươi đá người còn chưa tính, còn bị thương ta nhảy con. Hắn còn như vậy tiểu, tay đều phá da, ngươi quả thực tội không thể thứ, tội ác tày trời. Không, không, đừng đừng đánh. Không. Không phải ta, Giang Tử Thành bị tấu đến không được, hắn dùng hết sức lực, chỉ hướng bên cạnh bị dọa cả người run rẩy nam nhân, là hắn, là hắn đá đến. Lâm Bảo Ninh giết người ánh mắt nhìn qua đi, khi nam nhân nháy mắt dọa nước tiểu, sau đó chính là bình thường một tiếng quỳ gối trên mặt đất, đừng tấu ta, chỉ cần đừng tấu ta, làm ta làm gì đều được. Giang Tử Thành bị tấu đến thân mụ chỉ sợ đều không quen biết, hắn còn không có Giang Tử Thành kháng tấu đâu, quyết đoán đầu hàng thật mau, họa phường cửa liền xuất hiện hai cái trói gô, lộ nửa người trên nam nhân, bọn họ trước người đều có một khối tấm ván gỗ, bên trên viết, ta kiểm điểm, ta xin lỗi. Sau đó trong miệng cũng ở kêu, ta kiểm điểm, ta xin lỗi. Mấy cái hô hấp chi gian cũng đã thành một đạo trên đường phong cảnh, trước lấy vô số kinh thành bá tánh vây xem, xen lẫn trong trong đám người liền có cố tam lan cùng Phạm Hề Hoài. Giờ phút này Phạm Hề Hoài rượu đã tỉnh, hắn thấy rõ ràng kia hài tử lúc sau, đáy lòng xấu hổ không được, lại coi chừng tam lang sắc mặt giống như không có gì biến hóa vì thế thở dài nhẹ nhõm một hơi âm thầm hối hận này như thế nào chính mình còn xem thất thần đâu cố huynh này hai người không phải gian thế tử sao này trên mặt ai u bị đánh cũng thật thảm a à? này chỉ sợ là tiểu ác phụ bút tích ngươi nói này tiểu ác phụ thế nhưng liền gian thế tử đều dám tấu nàng có phải hay không ngại mệnh quá dài a à? phạm hề hoài vừa thấy cách đó không xa hình thức dùng ngón chân đầu tưởng có thể đem người đánh thành đầu heo dạng chỉ có Lâm Bảo Ninh. Cố Tam Lan ánh mắt nặng nề, hắn chú ý tới Lâm Bảo Ninh bên người Vân Khánh tự hồ bị thương, còn có Kiều Nga, nàng. Như thế nào liên lụy trong đó, liền sim y đều phá, còn khoác hàng diệu quần áo. Chủ tử. Cách đó không xa có một đạo cực kỳ rất nhỏ thanh âm. Cố Tam Lan nghi người cất bước mà đi, A Xích lập tức thỉnh tội, thuộc hạ thất trách, không có bảo vệ tốt tiểu thư. A Xích trên người mang thương, định là ra chuyện gì, Cố Tam Lan không nói thêm cái gì, người trước đi xuống. Ngay sau đó hắn lại về tới chỗ cũ. Lâm Bảo Ninh vì Vân Khánh cùng nàng kia xử lý miệng vết thương, Giang Tử Thành hai người giọng nói đều kêu bốc khói. Lúc này, từ trong đám người đi ra một đạo nữ tử bóng hình xinh đẹp, mọi người ồn ào sôi nổi là Vinh An Quận Chúa, Vinh An Quận Chúa tới. Lúc này có trò hay nhìn. Vinh An Quận Chúa định là vì Giang Thế Tử mà đến. Giang Thế Tử bị người như vậy nhục nhã đại đại rơi xuống gian quốc công phủ thể diện, gian gia chỉ sợ sẽ không thiện hiểu rõ. Phỏng chừng là muốn cho Vinh An quận chúa ra mặt bãi bình việc này đi, rốt cuộc kinh thành thế gia đều là phải cho Vinh An quận chúa vài phần bạc diện. Trung quanh nhà ngôn toái ngữ thảo luận, đề tài độ đều là quay chung quanh ở Vinh An quận chúa trên người, không có người để ý Lâm Bảo Ninh bên kia, tuy rằng Lâm Bảo Ninh ở kinh thành có như vậy vài phần danh khí, nhưng rốt cuộc thời gian ngắn ngủi, có chút bình thường bá tánh còn không quen biết nàng chương 620 ngươi có thể quỳ, nhưng ta chưa nói phóng hắn. Phạm Hề Hoài lấy ra xem kịch vui thần sắc, chật chật chật, vinh an quận chúa tới, vinh an quận chúa này khí độ liền không phải tiểu ác phụ có thể so sánh. Cố Tam Lan lương bạc ánh mắt quét tới, Phạm Hề Hoài sờ sờ cái mũi, vinh an quận chúa chính là có tiếng nữ chư sinh, tiểu ác phụ sợ là có phiền toái. Vinh an thủ đoạn, Cố Tam Lan tất nhiên là biết, giờ phút này mày không khỏi hơi nhíu lên. Muội muội, muội muội giang tử thành nhìn thấy giang thanh nhi giống như thấy cứu tinh giống nhau đi phía trước thấu thượng hai bước ngươi mau kêu thôn này cô đem ta buông ra giang thanh nhi nhìn thoáng qua giang tử thành một bộ bạch y điệp hoa quần áo hơi hơi vừa động sai rồi qua đi đi đến lâm bảo ninh trước mặt nàng trước sau có lễ có tiếc đôi tay giao điệp ở trước mặt hơi hơi không người ta phủ thế tử lời nói việc làm nhiều có không ổn vinh còn đâu nơi này cho đại gia bồi tội vọng đại gia cho hắn một cái ăn năng cơ hội vinh yên ổn đương khuynh này sở hữu báo đáp Giang Khanh Nhi đợi vài giây, chung quanh lặng ngắt như tờ, giống như nàng lời nói bị những người này tự động xem nhẹ giống nhau. Nàng ở ngước mắt, đã qua trước mặt mấy người, ánh mắt định cái ở hàng diệu trên người, hàng diệu người này nàng biết được, tân khoa thám hoa lan, chịu bệ hạ thưởng thức vĩ lấy trọng trách, làm người chính phái thả tính cách không tồi, hàng đại nhân, còn thỉnh ngươi nhiều bao dung một vài, thế tử phạm phải sai lầm, hồi phủ lúc sau phụ thân chắc chắn thật mạnh trách phạt, vạn đừng làm hắn toàn bộ bộ dáng kỳ người, ở bại hoại ta phụ thân thanh danh. Giang Thanh Nhi nói xong lại là không lưng nhất bái, hàng diệu nhíu mày, đỡ lấy Giang Thanh Nhi bái đi xuống cánh tay, vinh an quận chúa làm gì vậy, ngài là quân, ta là thần, vạn không có bái thần đạo lý, đến nỗi Giang Thế Tử, hắn lần này sở phạm việc, tình tiết nghiêm trọng. Chỉ sợ. Cầu hàng đại nhân tha thứ, vinh an bái tạ. Vinh an quận chúa co được giảng được, lập tức liền cấp hàng diệu quỳ xuống. chung quanh bá tánh nháy mắt ồ lên. Khe khẽ nói nhỏ tiếng động cơ hồ nối thành một mảnh, Vinh An quận chúa thân phận cao quý, chưa từng trước mặt người khác như vậy quỳ xuống đã tới. Quận chúa đây là làm gì, việc này cũng phi ngươi chi sai a. À. Hàng Diệu tiến lên muốn kéo Giang Thanh Nhi, nhưng Giang Thanh Nhi không nhúc nhích, thế tử sai, đó là Vinh An sai, Vinh An nguyện ý thay thế thế tử chịu quá, mặc cho hàng đại nhân xử lý. Giang Thanh Nhi một bộ bạch y thổi quét, tinh xảo dung nhan phía trên có quyết tuyệt chi sắc, mỹ lệ nữ nhân như vậy như thế, mọi người đều là không đành lòng, lại lần nữa khe khẽ nói nhỏ lên, ám đạo cái này hàng đại nhân quá mức cương trực công chính chút. Này Vinh An quận chúa quả nhiên đại nghĩa A, còn muốn đại huynh chịu quá đâu. Phạm Hề Hoài không chỉ có cảm khái ra tiếng. Lâm Bảo Ninh từ Giang Thanh Nhi sau khi xuất hiện, liền xem rõ ràng, nữ nhân này quả nhiên là nữ chủ A, vì cứu chính mình vị này huynh trưởng, đều không tiếc lấy thân thay thế, thật là nhìn thấy mà thương. Lâm Bảo Ninh nhìn về phía hàng diệu, hàng đại nhân, quận chúa đã có như thế tâm nguyện, chúng ta cũng không thể không thành toàn nàng này nhất phiến băng tâm, nếu không liền đổi nàng tiếp tục quỳ gối này đi. Giang Khanh Nhi Mọi người Phạm Hề Hoài thiếu chút nữa không phun ra tới, cái này tiểu ác phụ, nàng làm sao dám nói, không sợ mọi người nhặt xài đem nàng cấp thiêu chết sao, quận chúa đều như vậy nói, còn làm như vậy nũng nịu đại mỹ nhân đi quỳ. Giang Khanh Nhi cắn chặt răng, nàng nói ra đi nói cũng không có khả năng lại thu hồi, hảo, ta quỳ, đem ta huynh trưởng thả đi. Giang Thanh Nhi tiến lên một bước, đang muốn cởi bỏ Giang Tử Thành dây thừng. Chậm đã. Chậm Thanh lời nói nhỏ nhẹ giọng nữ vang lên. Giang Thanh Nhi nghiêng đầu nhìn lại, ngươi còn muốn. Như thế nào? Nàng đã nhượng bộ, nữ nhân này vì sao còn muốn bắt không bỏ? Ngươi có thể quỳ, nhưng ta chưa nói phóng hắn. Chương 621 Chu Toàn Lâm Bảo Ninh, ngươi thôn này cô độc phụ, ngươi hại ta như thế mất mặt, ngươi còn yếu hại Thanh Nhi muội muội chịu nhục, ngươi này lòng dạ hiểm độc ác độc nữ nhân. Giang tử thành điên cuồng nhục mạ, ngươi như thế chà đạp ta muội muội, tam hoàng tử là sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Bảo Ninh nhìn Giang tử thành nổi điên, Giang Thanh Nhi đi đột nhiên biến sắc, lạnh giọng đánh gãy Giang tử thành nói, câm mồm, chớ có nói bậy. Chính mình cái này xuẩn ca ca không đến chính mình làm chuyện sai lầm, còn muốn dính líu tam hoàng tử, kêu người có tâm nghe qua, khó bảo toàn sẽ không không duyên cớ gặp phải sự tình. gian tử thành cũng biết chính mình mất đúng mực, liền thấp lôi kéo đầu, giận mà không dám nói gì. Giang Thanh Nhi thở sâu, lại lần nữa đánh giá trước mặt Lâm Bảo Ninh, phía trước nàng nhưng thật ra có chút coi thường nàng, không nghĩ tới đối phương như thế khó chơi. Nàng hảo ngôn hảo ngữ, Lâm cô nương, ta nếu đã đáp ứng thế huynh trưởng chịu quá, ngươi cần gì phải lần nữa hùng hổ dọa người đâu. Hàng Diệu lúc này cũng cấp Lâm Bảo Ninh thử thử ánh mắt, Giang Quốc công quyền cao chức trọng, vinh an quận chúa địa vị lỗi lạc, vừa rồi người đã đánh, khí cũng ra, huống chi vinh an quận chúa còn phải làm chúng thế huynh trưởng chịu quá, nếu suy nghĩ bức, liền hiện qua hỏa. Giang Thanh Nhi cái mũ này khấu ở nàng trên đầu, liền có vẻ nàng thập phần không nói đạo lý, tại đây cùng nàng càng quấy, ngược lại sấn nàng cao quý có lễ, tiến độ có độ, áo khoác lăng nhiên, bồ tát tâm địa. Nàng này ác độc nữ xứng nếu không làm thật thành, thật đúng là xin lỗi nàng. Vinh An quận chúa nếu muốn làm người tốt, kia liền hảo hảo thế ca ca ngươi dọn dẹp một chút này cục diện rối rắm, đầu tiên hắn ra tay đã thương người ở phía trước, vũ nhục nữ tử này ở phía sau, ngươi nói này từng cọc từng cái, ngươi muốn như thế nào thế hắn. Lâm Bảo Ninh nói xong mọi người lại lần nữa ồ lên, xem náo nhiệt quả thực là không biết tình hình thực tế, sơ nghe việc này, cũng cảm thấy khí giận dị thường, đặc biệt là nhìn đến Lâm Bảo Ninh phía sau kia cô nương, bọn họ vừa rồi còn kỳ quái đâu, sao sẽ khoác nam tử áo ngoài, này nhìn kỹ dưới, nguyên là sim y đã tổn hại, lúc này mới nương áo ngoài che lấp. Giang Khanh Nhi sắc mặt thật là nan kham, tới phía trước nàng đã được tin tức, biết nàng huynh trưởng làm dơ bẩn sự, nhưng là phụ thân có mệnh, nàng cũng chỉ có thể tiến đến giải quyết việc này, vốn tưởng rằng hết thảy thuận lợi, nhưng này lâm gia đích nữ trước mặt mọi người đem sự tình thọc ra tới, kêu nàng hảo sinh khó chịu. Miệng đời sói chảy vàng, nàng đã rất khó ở chiếm cứ ưu thế. Hôm nay ngươi nếu không phải phải làm anh hùng, ngươi liền cũng chịu một chịu này tội, xem bị người xả quần áo tư vị như thế nào. Lâm Bảo Ninh nói thật trắng ra, trắng ra đến Giang Khanh Nhi trên mặt sung huyết, nàng bực cái này không nên thân ca ca làm hỗn trướng sự, cũng bực Lâm Bảo Ninh nói thẳng không cố kỵ làm nàng xuống đài không được nói. Phạm Hề Hoài vừa rồi xem náo nhiệt mặt đổi đổi, nguyên là như thế tiểu ác phụ mới đánh người, lại xem một bên cố tam lan ánh mắt như lưỡi đau sắc bén, hung hăng bắn về phía Giang Tử Thành, xem hắn ánh mắt phản phất đang xem một cái người chết giống nhau, hận không thể hiện tại liền đem hắn ngủ mã phân thay. Giang Khanh Nhi cũng là phát ngoan, hôm nay nếu nàng không làm ra sự tình chứng minh, sợ cũng khó có thể cứu ra huynh trưởng. Ta tuy không thể như thế thay thế trước mặt vị cô nương này ngàn đau vạn đau, nhưng ta có thể cùng nàng giống nhau đau, chỉ hy vọng nàng có thể dễ chịu một chút. Giang Thanh Nhi nói xong không đợi mọi người phản ứng lại đây, trên tay đột nhiên nhiều một thanh chủy thủ, nàng đôi mắt một bế, hung hăng hướng chính mình cánh tay thượng vạch tới. Phải biết rằng hoàng thất là sẽ không tiếp nhận một cái trên người rơi xuống vết sẹo nữ tử, Giang Thanh Nhi làm như thế quả nhiên là hy sinh phi thường đại, Lâm Bảo Ninh thở dài, đang muốn ngăn cản, đột nhiên một đạo quát khẽ thanh âm truyền đến, dừng tay. Chương 622 mất tích. Lách cách một tiếng, chỉ thủ rơi xuống, Mary Su cảnh tượng ở hiện, tam hoàng tử phong như cẩn thời khắc mấu chốt đuổi tới cứu sắp tự mình hại mình Giang Thanh Nhi, giờ phút này chính ngăn lại nàng eo đem nàng đỡ hảo, ôm nhu lấy đải, cần gì thương tổn chính mình. Giang Thanh Nhi gương mặt ửng đỏ, một lòng bùng bùng nhảy phong như cẩn ở trại nuôi ngựa bị thương không thành tưởng mới mấy ngày liền có thể hành động tự nhiên này khôi phục năng lực ngay cả lâm bảo ninh đều bội phục phong như cẩn đã đến làm hiện trường mọi người biểu tình đều hết sức khẩn trương hắn đảo qua mọi người lên tiếng việc này bổn điện đều là đã biết được gian gia thế tử đám người hành vi bại hoại chuyển giao cấp đại lý tự xử trí hôm nay việc này liền như vậy từ bỏ đi tam hoàng tử lên tiếng mọi người đều bị nghe theo hàng diệu áp người này đi đại lý tự như thế như vậy xử trí cũng coi như là công bằng. Tam hoàng tử vẫn chưa nói thêm nữa cái gì, thực mau liền mang theo Giang Thanh Nhi rời đi. Khi bị đánh bất tỉnh gã sai vặt cũng đã tỉnh, nàng kia hướng về Lâm Bảo Ninh nói tạ, cũng rời đi. Nửa đường thường, Cố Kiều Nga liền bị xe ngựa tiếp đi rồi. Hôm nay Cố Kiều Nga vốn là ra tới giải sầu, đi dạo phố, nào biết đụng tới Giang Tử Thành, suýt nữa bị nhục. Trên đường nàng xem nàng ca sắc mặt thập phần không tốt, nàng tam ca từ trở về lúc sau liền bất hòa từ trước giống nhau, từ trước cái kia bừa bãi thiếu niên không thấy, nàng đều biết đến. Ca, Cố Kiều Nga có tâm nói cái gì đó. Ca làm ngươi chịu ủy khuất. Cố Kiều Nga lắc đầu, ca, ta không có việc gì, ta gặp được một cái hảo tâm tỷ tỷ, là nàng giúp ta. Cố Tam Lan ôm nhu cười cười, nếu mệt, liền ngủ một lát. Ân. Ừ. Xe ngựa chậm rãi chạy, Cố Tam Lan ánh mắt âm trầm như nước, sát khí nổi lên bốn phía. Lâm Bảo Ninh đem Vân Khánh đưa về hàng phủ. Trở về thời điểm, bên trong phủ liền đã truyền khắp, nàng đánh người anh hùng kỹ thực, nàng thế mới biết nàng kia thế nhưng là cố tam lan thứ muội nàng này cũng coi như là trời xuôi đất kiến tuy rằng nàng việc này làm xem như trừ ác dương thiện, nhưng là như cũ bị Lâm Ngụy quở trách một phen, kêu nàng giấu dốt một ít mới hảo, lại kêu nàng đã nhiều ngày an phận điểm, phạt ở nhà chép sách, tu thân dưỡng tính. Lâm Bảo Ninh ghét nhất viết bút lông tự, này xem như chọc đến nàng tử huyệt thượng bất quá nàng cũng nhận phạt, trừ bỏ đi quốc tử giám ngoại, giống nhau ở trong tiểu viện thành thành thật thật chép sách, trong tiểu viện có thẩm tiểu điệp bồi, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến điên điên khùng khùng lâm tỉnh, còn có vương phượng thường thường u oán ánh mắt, đảo cũng hoàn toàn không nhàm chán. Đến nỗi tiểu lục tiểu thất hai chỉ sói con, gần nhất đều đi theo lâm tiểu ngũ đi doanh địa bên kia chơi đùa, nghiễm nhiên đã thành lâm tiểu ngũ phụ tá đắc lực. Đại lý tự bên kia đối với Giang Tử Thành xử lý đã có rồi kết quả, tiểu trừng đại giới, đóng năm ngày đã thả trở về. Bất quá Giang Tử Thành đầu chân ra đại lý tự, sau lưng đã bị mời vào tam hoàng tử phủ. Vẫn là lặng yên không một tiếng động trói người cái loại này, cấp Giang Tử Thành sợ hãi, cho rằng gặp được cái gì thổ phỉ đâu, lỏng trói nhìn đến đối diện là ai lúc sau, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm ta sợ muốn chết, điện hạ ngài muốn mời ta, cũng không cần như thế. Sợ sát. Giang Tử Thành nói còn chưa dứt lời, liền thật mạnh ăn một cái tác. Giang tử thành cả người đều ngốc, thu hồi cà lơ phất phơ, vội vàng quỳ xuống, tam hoàng tử bất giận. Không học vấn không nghề nghiệp, giang quốc công sao có người như vậy nhi tử. Tam hoàng tử khí giận đang xen, về sau cấp bổn điện kẹp chặt cái đuôi làm người. Hắn một phen chế trụ giang tử thành cầm, ánh mắt âm trầm mà hung ác, nếu là ở vô tội gặp phải sự tình, không cần người khác thu thập ngươi, bổn điện cái thứ nhất muốn ngươi mệnh. Nghe hiểu sao? Tam hoàng tử ngày thường luôn luôn ôm nhuận như ngọc, như vậy hung ác huyết sát bộ dáng, Giang Tử Thành vẫn là lần đầu thấy, hắn không tự chủ được nuốt một nguồn nước miếng, nghe, nghe minh bạch. Lăng Giang Tử Thành mới từ tam hoàng tử bên trong phủ đi rồi liền mất tích không thấy. Giang Quốc công nổi trận lôi đình, phái người đem toàn bộ hoàng thành đều ném đi, chính là không tìm được người. Chương 623 án tử tiến triển Giang Khanh Nhi có chút mất hồn mất vía, nàng cũng là sau lại mới biết được nàng kia thế nhưng là cố trường nghiệp muội muội, dựa vào cố trường nghiệp tính cách giang tử thành như thế chà đạp hắn muội muội sợ là sẽ trả thù nàng hoài nghi giang tử thành mất tích chỉ sợ cùng cố trường nghiệp có quan hệ chỉ là nàng không dám một mình đi tìm cố tam lan dằn co nàng yêu cầu sung túc chứng cứ mới được kỳ thi mùa thu chính thức bắt đầu rồi các lộ học sinh mỗi người tự hiện thần thông bất quá kỳ thi mùa thu đã nhiều ngày nước mưa cũng đại nhưng thật ra lạnh lẽo học sinh lại kia công văn viết cũng là khảo nghiệm nghị lực cùng thể năng một loại cùng lúc đó kinh giao quảng sát động kia án tử cũng có chút mặt mày, triệu đình ngọc ngày ấy tiên tần khi một bước tới quảng sát động, phát hiện trong động có đúc thiết khí dấu vết, bất quá triệu đình ngọc thực mau liền tao ngộ theo sau tới rồi người, hai bên chém vết, triệu đình ngọc chạy thoát, ngay sau đó, khi quảng mỏ liền bị tiêu thạch tạc. Nổ tung trong nháy mắt kia, thiếu chút nữa không thương đến vội vàng tới rồi tần khiên. Quảng sát động bị tạc, dấu vết bị tiêu hủy không còn một mảnh, bất quá tần khiên lại tìm được một chút dấu vết để lại đã tìm tới công bộ phía dưới vài người, tính toán thăm đào một ít manh mối ra tới. Cố Tam Lan bên này mau hắn một bước, đã tìm được rồi mấu chốt chứng nhân. Ở quảng sắc trong động biên tự mình đúc binh khí, hoàn thành mí mắt thấp hèn nhưng thật ra tới một tay dưới đèn hắt. theo người nọ công đạo, công bộ Thị Lan có tham dự trong đó, hắn còn có một lần ngoài ý muốn nhìn thấy công bộ Thị Lan cùng một vị kẻ thần bí đối thoại, hai người ý đồ mưu phản. Triệu Đình Ngọc thổn thức mở miệng. Cố Tam Lan hỏi, có biết người nọ là ai? triệu đình ngọc lắc đầu hắn không thấy rõ người tới bất quá nghe thanh âm ước chừng là một cái trung niên nam nhân trung niên nam nhân có thể đem quảng sát động dấu như thế kính không kẽ hở có thể ở trong triều đình có thể tung hoành bãi hạp lại có mấy người đâu triệu đình ngọc trong lòng hiểu rõ ngươi là nói tần thái phó nhưng hắn lại nghĩ nghĩ không đúng a à, tần thái phó không lý do tự mình đúc binh khí a hắn thâm bệ hạ tín nhiệm hắn làm gì muốn chính mình tìm đường chết hắn tuy không có lý do gì nhưng có một người có lý do triệu đình ngọc đôi mắt lại mị mị ngươi là nói đại hoàng tử tần huý luôn luôn là đại hoàng tử nhất phái người nếu nói tần huý có cái gì tâm tư kia cũng là hướng về đại hoàng tử bệ hạ tuổi tác đã cao đi chậm chạp không lập thái tử hiện giờ tam hoàng tử có đắc thế đại hoàng tử có điều chuẩn bị cũng nói quá khứ như thế nếu thật là tần thái phó nhưng thật ra dọn đến hắn thời cơ tốt nhất ngươi đại thù cũng có thể đến báo Triệu Đình Ngọc không khỏi nhìn thoáng qua Cố Tam Lan. Cố Tam Lan trên mặt lộ ra đã lâu ý cười, tiếp tục điều tra, ta muốn 10 phần chứng cứ. Hảo. Đêm lạnh như nước, tầng phủ Nam Viện, dưới tàn cây đứng hai người. Trong đó một người thân xuyên đạo bào, một người bộ mặt quy nghi, áo dài sang sát. Quảng sát động một chuyện, chỉ sợ giấy không thể gói được lửa, khi nhi sớm muộn gì sẽ ra được trên người của ngươi tới. Tần Tam Gia hơi hơi thở dài một tiếng, năm đó kêu ngươi nghe khuyên bảo, ngươi thiên là không nghe, hiện giờ liền phải đem chính mình đáp. Tần Húy ánh mắt thật sâu, tự ở hồi ức cái gì, bất quá không bao lâu, hắn liền từ trong hồi ức rút ra, sự tình còn chưa tới không thể vãn hồi kia một bước, chỉ cần công bộ vị kia quản được miệng mình, sự tình cũng chỉ đến đó mới thôi. Hắn đã phái người đi bắt công bộ thị lan một nhà già trẻ, chỉ cần bắt chẹt người này ít hầu, sẽ không sợ hắn phàn cắn ra tới. Không bao lâu, Tần Húy từ Nam Viện đi ra, trải qua hành lang thời điểm cùng mới vừa hồi phủ nội Tần Khiên tương ngộ. Thúc phụ. Tần Khiên cung kính hành lễ, liền phải lại lần nữa đi phía trước đi. Khiên Nhi gần nhất công sự bận rộn, cũng muốn chú ý thân thể. Tần Húy không khỏi mở miệng, quay đầu lại đi xem Tần Khiên. Chương 624 kỳ thi mùa thu hạ màn. Tần Khiên bước chân hơi đình, đa tạ thúc phụ quan tâm, thúc phụ cũng chớ quá mức làm lụng vất vả, ngài tuổi tác đã cao, không bằng hưởng hưởng thanh phúc tốt không, hai người bốn mắt tương vọng, tự hồ đều là lời nói có ẩn ý, lại không thể ngôn ngữ. Tần Húy uy nghiêm trên mặt cười cười, thúc phụ làm lụng vất vả quán, có một số việc giao cho người khác, thúc phụ không yên tâm. Tần Khiên không ở nói thêm cái gì, lại lần nữa chắp tay, nhấc chân rời đi. Đi ngủ thời điểm, Tần Khiên rằn trọc khó nghiêng, Lâm Thư Uyển từ bên sườn trợn mắt, phu quân, chính là có cái gì tâm sự. Tần Khiên thở dài, gần nhất quản sát động một chuyện, ta sợ sẽ cùng tần gia có quan hệ. Nếu thật cùng tần gia có quan hệ, phu quân sẽ làm thế nào? Tần khiên ánh mắt ảm đạm, ta không biết. Phu quân làm người thần tử yêu cầu rốt cuộc bệ hạ, làm người con cái, yêu cầu trung với gia tộc, nhưng phu quân có hay không nghĩ tới, kỳ thật ngươi có thể trung với chính mình, trung với chính mình nội tâm. Trung với chính mình nội tâm. Trở lại thư phòng tần khiên thực mau được đến một cái trí mạng tin tức, hắn nguyên bản phái ra đi trảo công bộ thị lan gia quyến cấp dưới rơi vào khoảng không, những người đó tự hồ nhân gian bốc hơi giống nhau, biến mất không thấy. Này định là có người trước hắn một bước, đem người mang đi, chẳng lẽ là công bộ thị lan cái kia lão đông tây, thấy muốn sự việc đã bại lộ, cố tình an bài. Tần Húy ở thư phòng tới tới lui lui dạo bước, tâm tư đá đá, mơ hồ có một tia bất an. Lâm lão cha bên kia phái người trước sau đang tìm kiếm Tô Anh rơi xuống, khá vậy không biết Tần Húy sử cái gì thủ đoạn, đi qua lâu như vậy lại chậm chạp tìm không thấy người hơn nữa theo dõi tần húy những người đó cũng chưa thấy qua tần húy đi qua cái gì đặc thù địa phương này liền thuyết minh tần húy ở an trí hảo tô anh lúc sau hai người không còn có đã gặp mặt lâm lão cha bên này vội vàng tìm tô anh rơi xuống trong lúc này kỳ thi mùa thu cũng rơi xuống màn che phạm hề hoài được cái trạng nguyên lang trở thành này giới khôi thủ hạng hoài cao cư tiền tam giáp thành năm nay hoàn toàn xứng đáng thám hoa lan hạng lão nhân mặt ngoài nói là qua loa đại khái, kỳ thật đấy lòng cao hứng cùng cái gì dường như. Đáng giá nhắc tới chính là, nàng ở ít bản bản đơn thượng thấy được tô vưu tên, thứ này thế nhưng đi rồi cứ chó vận trúng tiến sĩ, đảo thật là làm người hiếm lạ. Nàng ở hạng hoài Quỳnh Lâm Yến Thượng lại lần nữa gặp được tô vưu, từ biệt hồi lâu, nàng vị này trên danh nghĩa cửu cửu tự hồ trở nên trầm ổn rất nhiều, hai người gặp mặt tự hồ cũng không có ở châm chọc mỉa mai, nhưng đồng dạng cũng không có cố tình hàng huyên tự hồ hai người là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra làm bộ không quen biết, Tô Vưu tới kinh thành tự nhiên cũng nên biết Lâm Gia cùng tướng quân phủ sự tình, nhưng thật ra không cố tình phàn quan hệ, như thế nghe. Làm Lâm Bảo Ninh rất kinh ngạc. Trụ quá ba tuần, cửa đưa tiễn thời điểm, Lâm Bảo Ninh nhìn thấy từ mộng nương, này càng là làm nàng kinh ngạc, này hai người thế nhưng lại hỗn tới rồi cùng nhau. Từ mộng nương nhìn đến nàng tự hồ cũng có chút kinh ngạc, bất quá chỉ một cái chớp mắt, liền gật gật đầu, cùng Tô Vưu lên xe ngựa đi rồi. Xong việc vẫn là hàng diệu cùng nàng giảng, Tô Vưu ở Giang Châu thời điểm lại đáp thượng từ gia, hơn nữa thi đậu tú tài sau, còn làm từ mộng nương nhận hắn kia hài tử cùng kia nữ nhân làm thiếp thất. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác, như thế tới hình dung Tô Vưu nhưng thật ra đúng mức, nàng cùng Tô Gia vốn cũng không có gì ghê gớm thù hận, như thế rất tốt, tường an không có việc gì. Trên đường trở về, Lâm Bảo Ninh gặp phải Quách Khả Tụng. Quách công tử, Lâm cô nương, ta có chút lời nói không thể không đối với ngươi nói." Quách Khả tụng thoạt nhìn có chút muốn nói lại thôi bộ dáng, Lâm Bảo Ninh nghe xong thế mới biết, Ôn Cẩm Thư thế nhưng vì cưới nàng chống đối này phụ, còn bị phạt ở trong viện, đã hồi lâu chưa từng ra tới. Chương 625 Nàng tự nhiên là mọi thứ đều tốt. Nàng liền nói Ôn Cẩm Thư có cái gì thư muốn ôn tập, thế nhưng liên tiếp bế quan như vậy nhiều ngày. Quách công tử lần này tới tìm ta, yêu cầu ta làm chút cái gì? Lâm Bảo Ninh nhìn nhìn hắn. Quách Khả Tụng khởi điểm còn không biết như thế nào cùng nàng nói, nàng lời này nhưng thật ra làm Quách Khả Tụng có ngẩng đầu lên, Lâm cô nương quả nhiên là dịu nhân, thật không dám giấu giếm, ta xem Lâm cô nương đối ôn huynh cũng không có nam nữ chi ý, như thế còn thỉnh ngươi tu thư một phong, cùng hắn nói cái minh bạch, chặt đứt hắn cầu hôn ý tưởng, mới có thể làm phụ thân hắn phóng hắn ra cửa. Như thế rất tốt. Lâm Bảo Ninh hai lời không có, trực tiếp đáp ứng đảo mắt tới rồi trung thu ngày hội ban đêm hoàn thành náo nhiệt phi phàm phố xá thượng treo hoa đăng nghe hồng lập lòe tiểu quán thượng buôn bán đủ loại mới lạ ngoạn ý hôm nay lâm thư đồng xảo kêu lâm bảo ninh mang nàng ra tới ngắm đèn nàng cầm bánh hoa quế một nguồn một nguồn hướng trong huyển cái miệng nhỏ suýt nữa đều đã không bỏ xuống được bảo ninh tỉ tỉ làm bánh hoa quế tốt nhất ăn lâm thư đồng ăn mắt nhỏ meo meo lại xem tay túi thời điểm phát hiện tay túi bánh hoa quế đã không thấy quay đầu phát hiện Lâm Thư Tình ở ăn vụng. Nàng tức khắc giận trừng, ngươi trộm ta bánh hoa quế. Lâm Thư Tình lau miệng, ta không có. Vậy ngươi mạc miệng làm gì? Lâm Thư Đồng hỏi lại. Lâm Thư Tình, miệng có điểm làm. Lâm Thư Đồng biểu môi, sau đó đột nhiên một kinh ngạc, ngươi khóe miệng rõ ràng dính bánh hoa quế. Lâm Thư Tình theo bản năng lau miệng, bị Lâm Thư Đồng bắt vừa vặn, khí cả giận nói, còn nói không có, rõ ràng chính là ngươi ăn luôn ta kia một phần, rõ ràng là ta hai một người một phần, ngươi cái này đồ tham ăn. Lâm Thư Tình chớp chớp mắt. Bị nhìn thấu sao? Lâm Bảo Ninh ở một bên nhìn hai người cãi nhau, miễn cười cười. Phía sau cách đó không xa liễu thị khóe miệng run rẩy lợi hại, chính mình khuê nữ cái này không biết cố gắng đồ vật, nàng gì thời điểm dưỡng như vậy một cái đồ tham ăn. Phẫn nộ về phẫn nộ, nhưng là hiện tại cũng không phải sinh này hùng hài tử khí thời điểm, Nàng Dương mắt như có như không nhìn Lâm Ngụy bên cạnh thân xuyên màu tím áo gấm mạo mỹ nữ nhân, tuy rằng nàng lạnh mặt, nhưng là một chút cũng không ảnh hưởng nàng mỹ. Nữ nhân này sợ là so nguyên khả thanh khó chơi nhiều, hiện giờ lại được Lâm Ngụy ưu ái, nàng này địa vị là nguy ngập nguy cơ. Vương Phượng lạnh mặt, mấy ngày nay bị Lâm Ngụy nhốt ở trong viện, miễn bàn có bao nhiêu sinh khí, tự nhiên sẽ không cho hắn cái gì sắc mặt tốt xem. Thu được Vương Phượng xem thường, Lâm Ngụy sắc mặt hiện lên xấu hổ, bất quá cũng may hắn da mặt dày cũng nhìn không ra tới, làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh bộ dáng. Đi ngang qua bán hoa đèn thời điểm, mấy người trú lưu. Cách đó không xa thành lâu phía trên có thể đem phía dưới phố cảnh nhìn không sót gì, mấy cái nữ tử bên trong, một người người mặc theo hoa cây rừng trùng điệp xanh mướt màu xanh lơ váy áo, áo khoác một bộ cùng sắc áo khoác, phi dương tóc đen ở sau đầu rũ, trong tay còn cầm một cái con thỏ đèn lồng, dẫn theo đèn lồng nàng ở phố cảnh chiếu rọi xuống, tuyết trắng da thịt bánh bánh trong sáng, tươi cười điềm mỹ. Triệu Đình Ngọc đứng ở thành lâu phía trên, từ trong lòng ngực móc ra một khối điểm tâm để vào trong miệng, tìm bên sườn người ánh mắt xem hạ thành lâu dưới nào một chỗ, ngươi còn đừng nói, lâm cô nương gầy xuống dưới, thật đúng là cái mỹ nhân, tính cách cũng không tồi, rất là ngay thẳng, ta coi so với kia giang khanh nhi nhưng khá hơn nhiều, sẽ y thuật, còn sẽ là một tay hảo đồ ăn, ân, còn can đảm cẩn trọng. Cố tam lan khóe môi hơi hơi dơ lên, nàng tự nhiên là, mọi thứ đều tốt cũng không biết về sau ai như vậy có phúc khí có thể cưới nàng đương tức phụ. 626 bắt người Lời này nói xong, cố tam lang dơ lên khóe miệng lạc nhi xuống dưới, ánh mắt biến sắc bén lên, triệu đình ngọc theo hắn ánh mắt vừa thấy, phát hiện thành lâu dưới lâm bảo ninh trước mặt nhiều một cái mặt quan như ngọc thiếu niên lang kia thiếu niên lang một bộ cẩm y hoa phục, phong lưu phóng khoáng, thân chút cũng có chút quen thuộc. Chỉ là ly đến quá mức xa, hai người nghe không được bọn họ lại nói chút cái gì. Triệu Đình Ngọc nhướng mày, này ôn gia tiểu công tử thật đúng là tà tâm bất tử a cả ngày nhớ thương lâm cô nương dưới lầu kia thiếu niên đúng là bị đóng hồi lâu cấm đoán ôn cẩm thư liền ở hai người nói chuyện khoảnh khắc a xích bay nhanh đi vào phụ cận chủ tử chúng ta nắm giữ chứng cứ đã toàn bộ trình cho bệ hạ công bộ thị lan bên kia cũng đã chiêu một bên triệu đình ngọc chấn động không nghĩ tới sự tình lại là như vậy mau bệ hạ đã cho ngài điều lệnh làm ngài đi bắt người Cố Tam Lan thật sâu ngóng nhìn liếc mắt một cái thành lâu dưới, sau đó không chút do dự xoay người rời đi. Dưới thành như củ phồng hoa, ôn cẩm thư hôm nay bị phóng ra, biết được hết thảy là một hồi hiểu lầm lúc sau, hắn cũng chưa chết tâm, cho nên mới có trên đường xảo ngộ, lâm cô nương, phía trước có đoán hội đèn lồng đố chữ, muốn hay không cùng đi nhìn xem. Lâm Bảo Ninh gật gật đầu, hai người hướng hội đèn lồng bên kia đi đến. Vèo một tiếng, không trung pháo hoa nổ vang. Lâm Bảo Ninh ngước mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy một trận nứt phong đột kích, sát khí nổi lên bốn phía, nàng chỉ tới kịp đẩy ra ôm cẩm thư, ở tiếp kia người tới chiêu thức. Này trong nháy mắt, phát sinh thật sự quá mức đột nhiên, không trung pháo hoa rơi xuống đất, đột nhiên bốc cháy, chung quanh phố xá bắt đầu hỗn loạn một mảnh, tiếng quát tháo không dứt bên tai, mọi người đều bị sôi nổi chạy trốn. Nàng đồng tử hơi co lại nhìn về phía người tới, người nọ tự hồ sốt ruột, chiêu thức nhanh chóng mà mãnh liệt lại bất trí nàng vào chỗ chết, nghĩ đến là muốn giam giữ nàng. Đáng tiếc tự lần trước bị người bắt cóc ăn mệt lúc sau, Lâm Bảo Ninh liền tùy thời mang theo chính mình chế tác độc dược, lặng yên không một tiếng động lệnh đối phương cả người bủng rủng, không chút sức lực chống cự. Ai phái ngươi tới? Phía sau mà người là ai? Có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Người nọ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tự hồ vẫn là khối xương cứng. Lâm Bảo Ninh hừ lạnh một tiếng, so với chết, ngươi muốn hay không thử xem vạn kiến vệ tâm tư vị. Ngươi! Cô nương cần gì phải hù dọa hắn? cách đó không xa có từ trên trời giáng xuống một hắc y nhân, nếu là muốn gặp Tô Anh, ngươi liền theo ta đi. Lâm Bảo Ninh mặt lộ vẻ sương lạnh, ngươi là tần thái phó người. Khi hắc y nhân cười, không tỏ ý kiến không nói chuyện, sau đó bắt lấy ngã trên mặt đất hắc y nhân bay nhanh rời đi. Lần này hắc y nhân tính sai, Lâm Bảo Ninh căn bản không đi theo hắn cùng nhau đi, mà là lập tức quay trở lại thông tri Lâm Ngụy đám người. Thúc phụ, Tô Anh. Ta nương tung tích đã hiện, Ngươi lập tức đi nói cho ta cha, ta ở bọn họ trên người hạ theo dõi hương phấn, ta sẽ tìm quỹ đạo trước đuổi theo đi, ven đường sẽ cho các ngươi làm ám hiệu. Lâm Bảo Ninh dặn dò xong, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Hương phấn tuy rằng là vô sắc vô vị, nhưng đã muộn nàng sợ hắc y nhân phát hiện, yêu cầu lập tức liền theo sau, thật vất vả có thể có tô anh manh mối, lần này quyết không thể ở cùng ném. Bất quá cũng may hắc y nhân tự hồ cũng không có phát hiện, nàng một đường đuổi kịp, bảy vạn tám quải lại đến một người tích hãng đến rừng rậm bên trong. Nơi này dân cư thưa thớt, rừng rậm chỗ sâu trong có một chỗ trúc ốc, Lâm Bảo Ninh không có lập tức tiến lên, mà là cẩn thận quan sát đến chung quanh hoàn cảnh, thẳng đến Tô Anh thân ảnh xuất hiện ở trúc ốc cửa, nàng mới xác định, nơi này đúng là đóng lại Tô Anh địa phương. Lâm Bảo Ninh vốn định dĩ dật đãi lao ngồi chờ Lâm Ngụy bọn họ cứu viện đã đến, nhưng kia biết không bao lâu, có mấy cái hộ vệ vội vàng mà đến, mang theo Tô Anh liền phải rời đi. Lâm Bảo Ninh bất đắc dĩ, chỉ có thể hiện thân. Chương 627 dám lên trước một bước, ta làm nàng huyết bắn ba thước. Rốt cuộc ngồi không yên, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhìn nàng rời đi đâu. Tần Húy thân ảnh thông thả từ trúc ốc đi ra, hắn lúc đó khí định thần nhàn xem nàng. Nàng đồng tử hiếp lại, ngươi đã sớm biết ta tới. Tần Húy cười cười, tuy rằng phép kích tướng đối với ngươi không dùng được, nhưng ta biết ngươi cứu mẹ sốt ruột, nhất định sẽ nghĩ cách cùng lại đây. Cho nên hắn ở câu cá, cố ý dẫn hắn thượng câu. Cái này cáo già, Lâm Bảo Ninh cắn răng, ngươi cố ý như thế làm, rốt cuộc có mục đích gì? Tần Húy thở dài một tiếng, một hồi ngươi sẽ biết. Ống tay áo của hắn vung lên, vô số hộ vệ đem nàng vây khốn trụ, thực mau nàng đứng ở tô anh bên cạnh, không bao lâu, rừng rậm trung xuyên tới rào rạc phá tiếng gió, tiếng bước chân, túc sát hơi thở ập vào trước mặt. Ngay sau đó nàng nhìn thấy một bộ màu xanh lơ quần áo cố tam lang, hắn như củ dáng người đỉnh bạc, một tú vu lâm bên trong, mang theo đông đảo thị vệ cung tiễn thủ đem toàn bộ trúc ốc bao quanh vây quanh. Cố Tam Lan nhìn về phía Tần Húy là lúc nhìn thấy một bên lâm bảo ninh, hắn tự hồ. Không nghĩ tới nàng sẽ ở chỗ này. Cố Tam Lan. Lâm Bảo Ninh cũng không nghĩ tới Cố Tam Lan sẽ ở chỗ này, Cố Tam Lan vì Tần Húy mà đến, nhìn sợ là muốn đại động can qua. Tần Húy vỗ vỗ tay, và nu khuôn mặt thượng bài trừ một tia thưởng thức, Cố Tam, không hổ là Cố Hải Nhi tử, lão phu quả nhiên không nhìn lầm ngươi đương cố gia án tử lật lại bản án cố trường nghiệp phản kinh hắn liền biết hắn tới tính năm đó kia bút trướng tần thái phó ý đồ mưu phản xoáng vị bệ hạ hạ lệnh tức khắc tróc nã cố tam lang đáy mắt giống tôi độc giống nhau lâm bảo ninh có chút kinh ngạc tần húy thế nhưng ý đồ mưu phản mưu quyền xoáng vị này tin tức nếu là truyền quay lại kinh thành sợ là nổ mạnh tính có thể làm không ít người nghẹn họng nhìn trân trối cố tam lan tàn khốc hiện lên tần thái phó như thế hoàn cảnh vẫn là chớ có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ngoan ngoãn cùng tại hạ trở về làm tần thiên hộ cũng hảo có cái công đạo lần này bắt người cẩm y vệ từ bên hiệp trợ cho nên tần khiên cũng là ở bên trong lúc này hắn từ cố tam lan phía sau đi ra thần sắc phức tạp nhìn về phía tần húy thái phó cùng ti chức trở về hướng bệ hạ lĩnh tội đi tần húy cười cười khiên nhi thật là lớn bất quá thúc phụ hiện tại không thể cùng ngươi trở về Hắn nói xong nháy mắt xả quá Lâm Bảo Ninh, một phen chế trụ nàng cổ, thanh âm âm lệ, thả ta đi. Bằng không ta bóp chết nàng. Ninh Nhi. Tô Anh sắc mặt trắng bệch. Đừng nhúc nhích ta khuê nữ. Tỷ. Lúc đó Lâm Lão cha đám người cũng xuyên qua rừng rậm, nhanh chóng vây quanh lại đây. Lâm Lão cha nhìn về phía Tô Anh cùng Lâm Bảo Ninh đều là ở tầng húy tay, sắc mặt giận cấp, cẩu món lòng, có bản lĩnh ngươi hướng về phía lão tử tới, trói lại lão tử khuê nữ cùng tức phụ tính cái gì bản lĩnh. Im miệng. Anh Nhi là của ta. Ngươi tính thứ gì? Tần Húy phẫn nộ cùng loạn, hai tròng mắt tơ máu leo lên. Hắn đời này hối hận nhất sự tình đó là không có giết cái này đáng chết lâm ngủ. Thái phó, hôm nay nếu ngươi bất đồng chúng ta trở về, kia này chỗ phong cảnh thật tốt nơi, mà khi làm ngươi huyệt mộ. Cố tam lang u hàng băng thâm thanh âm vang lên, kia ánh mắt lệnh người đóng băng ba thước hắn sau lưng tựa hồ có ngập trời biển máu, trong khoảnh khắc liền phải đem người bao phủ đi. Thứ lạp một tiếng, trường kiếm phím lãnh quang, mũi kiếm thẳng chỉ tần húy. Cố tam, ngươi dám. Đừng cho là ta không biết ngươi cùng nữ nhân này quan hệ. Ngươi dám tiến lên một bước, ta làm nàng huyết bắn ba thước. Tần húy gầm lên uy hiếp, bộ mặt có chút dữ tợn. Lâm Bảo Ninh liền nói Tần Húy vì sao dẫn nàng ra tới, nguyên lai tác dụng thế nhưng là tại đây. Cố Tam Lan lấy kiếm tay không khỏi run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Tần Húy, hắn vì hôm nay đã chờ lâu lắm, lâu lắm, chỉ có Tần Húy đã chết, hắn đại thù mới tính đến báo, chỉ có làm những người đó tan xương nát thịt, mới có thể tế điện hắn cố gia như vậy nhiều điều mạng người. Chương 628 ta đã chết, ngươi đau lòng. Cố Tam Lan hốc mắt huyết hồng, gân xanh nổ lên. Tới A, à, tới giết ta A, à, Cố Tam, ngươi ngủ đông nhiều năm như vậy còn không phải là vì chờ hôm nay sao, ha ha ha, ngươi làm sao vậy như thế nào không giết ta tần húy thanh âm điên cuồng lâm bảo ninh nhìn đến cố tam lan hốc mắt huyết hồng một mảnh cổ gân xanh cố lấy hiển nhiên là ở kiệt lực khống chế được chính mình cả người sát khí cùng cảm xúc lại kết hợp tần húy nói lâm bảo ninh không khó suy đoán cố gia huyết án có tần húy bút tích thậm chí là chủ mưu huyết hải thâm thù đều ở trước mắt cố tam lan hắn kiếm lại run hắn chần chờ đều là bởi vì nàng tánh mạng nắm ở đối phương trong tay Lâm Bảo Ninh đáy lòng không biết làm gì tư vị, chỉ cảm thấy trước mặt nam nhân hảo ngốc, lại ngốc làm người đau lòng. Ánh mắt mọi người đều hội tụ ở hắn trên người, Lâm Lão cha đám người, Tần Khiên đám người, đều là như thế. Lâm Bảo Ninh hai tròng mắt nổi lên thủy quang, hắn hảo ồn ào, ngươi đem hắn giết. Cố Tam Lan hồng mắt chần chờ lắc đầu, ngươi. Ngươi không thể, không thể chết được. Hắn làm không được nhìn nàng ở trước mặt hắn chết. Hắn còn thiếu nàng như vậy nhiều đồ vật, hắn còn không có còn. Lâm Bảo Ninh, ta đã chết, ngươi đau lòng. Cố Tam Lan lắc đầu, không, ta sẽ điên. Lâm Bảo Ninh nín khóc mà cười, còn không thừa nhận ngươi thích ta. Tần Húy nhìn hai người không sợ sinh tử, còn có nhàn tâm tại đây tình chàng ý thiếp, cả khuôn mặt đều đen, dây dưa không xong, các ngươi sự khi nào nói không được, hiện tại chạy nhanh thả ta đi. Các ngươi quả thực. Quả thực. Tần Húy nói chưa nói xong, cả người đột nhiên cứng đờ, hắn hai tròng mắt trừng lớn, sau đó thẳng tắp hướng phía sau ngã đi. Hắn thật sự hảo ồn ào. Lâm Bảo Ninh bình yên vô sự nhún vai. Sớm tại tới gần Tần Huý thời điểm nàng liền ở trong không khí lặng yên không một tiếng động hạ độc. Mọi người cũng có chút ngốc, bất quá ngay sau đó thực mau liền phản ứng lại đây, ra sức xung phong liều chết mà thượng. Cố Tam lan tiến lên hai bước ôm chặt Lâm Bảo Ninh, đáy mắt tất cả đều là hỉ cực mà khóc, chỉ một cái chớp mắt hắn liền buông ra, sau đó lại xem ngã trên mặt đất Tần Huý nhưng trên mặt đất nơi đó lại có tần húy thân ảnh hộ vệ khuyết chiến tần húy mang theo tô anh lao ra mọi người vây quanh lại lần nữa chạy thoát cố tam lang tay đang run rẩy lúc này đây hắn chỉ kém một tia liền có thể chính tay đâm kẻ thù kinh thành hoàng cung được đến tần húy bỏ chạy tin tức thánh thượng tức giận tam hoàng tử thỉnh mệnh hợp tác cùng nhau bắt giữ tần húy quy án tần húy trên người có thương tích lại mang theo tô anh trốn không thoát rất xa một căn thạch ốc trong vòng tần húy song tấn hỗn độn biểu tình quể oải dựa vào trên tường không ngừng khụ thái phó uống nước tô anh bưng thủy bước nhanh đi tới quy thủy cấp tần húy tần húy bắt lấy cánh tay của nàng ta hiện giờ thân mình suy bại đúng là ngươi xuống tay hảo thời cơ anh nhi sao không đối ta động thủ tô anh thần sắc ảm đạm nếu không phải thái phó tô anh sớm đã chết rồi tô anh mệnh là thái phó cũng vĩnh viễn sẽ không đối thái phó xuống tay tần húy ánh mắt chậm rãi ấm một ít buông lỏng ra tô anh tay lại khụ khụ, đã từng ta có tiếc núi, ta vì liều mạng đền bù những cái đó tiếc núi làm rất nhiều sự, đi tới hôm nay này một bước, thế nhân đều cho rằng ta là cao cao tại thượng thái phó, săn sóc bá tánh công thần, nhưng ai biết ta này đôi tay sớm đã dính đầy máu tươi. Tô Anh hai tròng mắt mờ mịt, kỳ thật thái phó thích đều không phải là Tô Anh, mà là xuyên thấu qua Tô Anh nhìn đến người kia đi. Tần Húy hai tròng mắt lóe lóe, tự hồ có chút không thể tin tưởng. Kỳ thật ta đã sớm biết thái phó đáy lòng trước sau có người, có lẽ ta lớn lên rất giống nàng, có lẽ ta tính cách rất giống nàng. Bằng không lấy tần húy như thế lãnh tâm máu lạnh người, lại như thế nào sẽ ra tay cứu nàng đâu. Khi kiện trong mật thất bức họa, nàng có trộn gặp qua một lần. Chương 629 song song chết. Tần húy biểu tình dừng lại, kỳ thật ngần ấy năm, hắn rút cuộc ái này ai, hắn đã phân biệt không ra, là trước mắt người, vẫn là cái kia sớm đã không ở nhân thế người. Hắn cuộc đời này giết người quá nhiều, hôm nay hắn muốn làm một lần việc thiện anh nhi ngươi đi đi cầm tù ngươi nhiều năm như vậy ta thả ngươi rời đi Cô anh biểu tình kinh ngạc nàng cho rằng đến chết tần húy đều sẽ không tha nàng đi rồi phanh cửa đá bị phá tạo nên tro bụi một đạo mũi tên phá phong mà đến tốc độ dị thường kinh người bí mật mang theo kinh người lực đạo cho đến tần húy mà đến một đạo tinh tế thân ảnh đột nhiên che ở hắn trước người phục một tiếng mũi tên hoàn toàn đi vào huyết nhục anh nhi. Tần Húy dùng hết sức lực tiếp được sắp rút cuộc Tô Anh, trong rủi quan trường nhiều năm như vậy nam nhân rút cuộc thay đổi sắc mặt, tuấn lãng khuôn mặt đều là dữ tợn, nước mắt rớt xuống dưới, ngươi làm gì, ta cho dù thân chết, cũng không cần ngươi tới cứu. Tần Húy bi thống như vậy. Tô Anh phun ra một bún máu bọt, nhìn Tần Húy hiện tại khuôn mặt, nhớ tới năm đó hắn tuổi trẻ thời điểm lần đầu tiên cứu nàng, nhớ tới những cái đó năm nàng làm ám cờ nhật tử, Tần Húy ngẫu nhiên gian sẽ tản mát ra ấm áp như thế cũng coi như còn trả hết không nợ ngươi nàng bị hắn cầm tù như vậy nhiều năm đương hắn âu yếm nữ tử như vậy nhiều năm thế thân hiện giờ rốt cuộc là trả hết hắn lúc trước cứu nàng ân tình một cơm chi ân đương dũng tuyền tương báo anh nhi tần húy thống khổ cùng loạn thống khổ trùy tâm độn đau ruột gan đứt từng khúc hắn hiện giờ mới phát hiện cái gì thế thân cái gì ám cờ đều đi gặp quỷ đi thôi hắn là thật sự thích cái này quật cường nữ nhân chỉ là hắn biết đến quá muộn, quá muộn. Nhân sinh hối hận nhất đều quá mức này. Nương. Lâm tiểu ngũ nhìn ngã trên mặt đất người đồng tử dục nứt, lay khai tần húy, ôm lấy tô anh, nương, ngươi đừng chết, ta là tiểu ngũ A, nương, ta cầu ngươi đừng chết, chúng ta thật vất vả mới đoàn tụ, ngươi không thể bỏ xuống tiểu ngũ A. Lâm tiểu ngũ thống khổ rớt nước mắt, tô anh khóe miệng nôn ra máu, dùng hết sức lực vương tay sờ lâm tiểu ngũ đầu, đau thương vô cùng, tiểu ngũ, ngoan. Nương nương không thể ở lại bồi ngươi nương lâm lão cha hỏng mất quỳ rạp xuống đất cơ hồ phát cuồng ngoài cửa một đạo thân ảnh bước nhanh mà đến tần húy nhìn về phía này người tới dùng sức đỡ tường đứng lên thần bái kiến tam hoàng tử điện hạ theo sau tới rồi còn có lâm bảo ninh cùng cố tam lan lâm bảo ninh nhìn đến tô anh bị mũi tên gây thương tích vội không ngừng chạy qua đi cố tam lan ánh mắt thật sâu nhìn về phía tần húy tam hoàng tử thái phó cùng ta trở về ta sẽ cùng phụ hoàng cầu thỉnh làm hắn xem ở ngươi dốc lòng dạy dỗ chúng ta chúng hoàng tử nhiều năm phân thượng đối với ngươi hướng khai một mặt tần húy cười cười lắc lắc đầu vậy đừng trách ta không khách khí tới phía trước thánh thượng đã hạ lệnh nếu là tần húy cự không đền tội nhưng tru tam hoàng tử rút kiếm mà ra chỉ hướng tần húy ít hầu chỗ sắc mặt túc mục sát thần cần gì tam hoàng tử động thủ không chờ tam hoàng tử ra tay Tần Húy liền móc ra chủy thủ, rắc hướng chính mình trái tim chỗ, thân thể chính ngã vào Tô Anh một bên, không quá vài cái, liền khí tuyệt bỏ mình. Cho dù Lâm Bảo Ninh y thuật lại cao, nhưng kia một mũi tên đã thương tập Tô Anh tâm mạch, căn bản chưa cho nàng thi cứu thời. Giang, Tô Anh liền đi. Phòng trong tiếng khóc mấy ngày liền, không trung sương mù nặng nề, trung thu ngày hội, gió thu hiu quạng, ngoài phòng mưa to tầm tã rơi xuống, Lâm lão cha ôm Tô Anh thân thể đi ra. Tức phụ, chúng ta rốt cuộc về nhà. Chương 630 tầng dương bá bệnh tình nguy kịch. Tam hoàng tử vẫy vẫy tay, ai, Khanh Nhi nơi đó nói, ngày ấy thế tử cũng lại là ở ra ta tam hoàng tử phủ mới không thấy bóng dáng, bất quá xong việc ta cũng phái người đi tìm tung tích, đều là không hề thu hoạch. Phong như cẩn nhíu nhíu mày, giang tử thành kia hóa từ mất tích lúc sau, hắn cũng nhiều mặt phái người tìm hiểu, bất quá sau lưng người tự hồ thủ đoạn thập phần cao minh, một chút tiếng gió không lộ, tung tích cũng là khó tìm khẩn, Giang Khanh Nhi, hôm nay ta đó là có một chút dấu vết để lại muốn nói cho Điện Hạ. Nga! Khanh Nhi cứ nói đừng ngại. Tam Hoàng tử dần dần gần sát Giang Khanh Nhi bên cạnh người, người sau ở bên tai hắn nói nhỏ hai câu, Tam Hoàng tử biểu tình liên tục lập lòe. Tiễn đi Giang Khanh Nhi, kia âm u chỗ thân ảnh lại lần nữa đi ra, Khanh Nhi cũng đoán được tử thành bị người nọ cấp bắt được. Cố Tam kia tư cũng không phải là dễ đối phó chủ, muốn cho hắn đem người nhổ ra, nhưng thật ra khó. Tam hoàng tử tùy tiện ngồi ở án kỹ trên ghế. Không ngại, cố tam cũng là có bi hiếp. Tam hoàng tử lập tức từ trên ghế đứng lên, trước mắt tàn khốc, ta đã cảnh cáo ngươi, đừng nhúc nhích nàng. Khi âm u chỗ thân ảnh cười lạnh một tiếng, bất quá là mượn nàng dùng dùng, tự sẽ không thương tổn nàng. Hắn nói xong khụ khụ, lại lần nữa hướng chỗ sâu trong đi đến. Tam hoàng tử sắc mặt âm trầm, sự tình đều đã bố trí không sai biệt lắm, chỉ đợi thời cơ, cái kia vị trí liền phải thay đổi người ngồi ngồi xuống hy vọng kia một ngày có thể nhanh lên đi kia âm u chỗ thân ảnh thở dài một tiếng cố tam lang bởi vì tần húy án tử có công được đến thánh thượng thưởng thức gần nhất bận về việc công vụ thường xuyên đi tới đi lui các nơi hắn địa vị cùng uy hiếp lực cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bò lên tự hồ không có người có thể ngăn cản hắn hướng lên trên bò bước chân thần chắn sát thần phật chắn sát phật những cái đó bất mãn đại thần cũng dần dần ở trong triều đình biến mất vô tung vô ảnh Cố gia tuy rằng bởi vì mưu nghịch án đã nguyên khí đại thương, nhưng là căn cơ vẫn là có một ít, cố hải trước kia cấp dưới đối với cố hải vẫn luôn là kính trọng có thêm, đối với cố tam lan tự nhiên là nhất hô bá ứng. Tần thái phó xuống ngựa lúc sau, tần phủ cũng đi theo tao ương, trước kia tràn đầy môn khách tần phủ, hiện giờ môn đình cô đơn, không người hỏi thăm. Tần dương bá suốt ngày triền miên giường bệnh, từ từ tiều tụy. Lâm Bảo Ninh được đến tin tức thời điểm, tần dương bá đã bệnh nguy kịch, thuốc và châm cứu vô y ngươi sao không còn sớm cho ta biết lâm bảo ninh từ phòng ra tới thời điểm có chút trách cứ nhìn về phía một bên tần khiên nếu là hắn có thể sáng sớm liền cho ta biết tần dương bá cũng không đến mức vô lực xoay chuyển trời đất hiện giờ khi bệnh đã một tháng có thừa liền hắn đều là bó tay không biện pháp tần khiên trên mặt xuất hiện khổ sở biểu tình bảo ninh ngươi cũng chớ có quá trách cứ hắn cách đó không xa lâm thư uyển từ hành lang trung chậm rãi mà đến hiện giờ tần phủ đại không bằng từ trước một chút gió thổi cỏ lay đều bị người xem ở trong mắt, đã kinh không được nửa phần mưa gió, phụ thân vẫn luôn làm chúng ta giữ kín như bưng hắn nhiễm bệnh tin tức, liền sợ ở thời điểm này, người có tâm sẽ mơ ước tầng phủ. Tần gia trải qua lúc này đây sự tình, thiệt hại nghiêm trọng, Tần Dương bá vì bảo tồn Tần gia thực lực, cũng không thể không như thế, nếu là để cho người khác biết hắn đã bệnh nguy kịch, như vậy Tần phủ đem nên đón lớn hơn nửa tai nạn. Thậm chí còn sẽ nguy cơ. Lâm Bảo Ninh liếc mắt một cái tầng Khiên cùng Lâm Thư Uyển, đã biết được Tần Dương bá dụng ý. Vị này phụ thân là ở dùng chính mình cuối cùng sinh mệnh bảo toàn Tần Phủ, bảo toàn chính mình nhi nữ. Tần Khiên sắc mặt càng thêm khổ sở, phụ thân hiện tại duy nhất tâm nguyện chính là có thể ở thấy cửu đệ một mặt, cũng không biết hắn có thể hay không đuổi đến trở về. Tần Như Phong sao? Hắn nhất định có thể đuổi tới. Chương 631 khúc mắt. Lâm Bảo Ninh nhìn nhìn Tần Phủ Đại Môn, không biết khi nào, có chút khói mù không trung đột nhiên phiêu nổi lên tố bạch bông tuyết, từng mảnh từng mảnh rơi xuống, bông tuyết bay tán loạn. Khi không có một bóng người cổng lớn, đột nhiên xuất hiện một đạo áo lông cừu thân ảnh, mặt phát cao dựng, trụy ở sau đầu, phong trần mệt mỏi, khuôn mặt tuấn tú phía trên còn mang theo nôn nóng chi sắc. Tần phủ chuông tan gõ vang, trong phòng ngoài phòng nô bộc quỳ đầy đất, che mặt khóc thầm, không dám khóc quá lớn thanh. Tần Dương Bá Trung Quy là không chịu đựng đi, chết ở này trận đầu tuyết tiến đến khoảnh khắc. Cũng may Tần Như Phong chạy về, Tần Dương bá đi cũng coi như không có tiếc núi. Đưa tan ngày đó lại hạ tuyết, Tần Như Phong phủng tiền giấy, sắc mặt vô bi vô hỉ đi ở phía trước, phía sau là một ngụm thật lớn hồng quan tài. Tần Dương bá sinh ra đó là đỉnh đầu Tần Phủ Phong Cảnh, sau khi chết lại là gọi người không cần vô. Trương, chỉ mặt trời lặng thời điểm vội vàng đi rồi đường nhỏ hạ tán một chỗ. Tần Như Phong quỳ rạp xuống Tần Dương bá trước mộ, thật lâu không nói, cả người tuyết đã sắp đem hắn bao phủ cách đó không xa lại như vậy đi xuống hắn này thân mình sợ là chịu không nổi lâm thư uyển có chút lo lắng muốn tiến lên tay lại bị tần khiên ngăn lại tần khiên biết hiện giờ có thể ở tần như phong trước mặt nói thượng lời nói sợ là chỉ có lâm bảo ninh lâm thư uyển cũng ở tần khiên nơi đó đã biết lâm bảo ninh cùng tần như phong quan hệ vợ chồng son ánh mắt đều hướng nàng xem xét lại đây nàng thở dài đi ra phía trước tần như phong trước mắt xuất hiện một quả bình ngọc tử uống điểm đi, ngươi thích. Lâm Bảo Ninh ở tầng như phong bên cạnh tìm khối còn tính sạch sẽ địa phương ngồi xuống, đem dù hướng bên cạnh một phóng, chính mình cũng lấy ra cái bình rượu tự rót một ngụm rượu. Tầng Như Phong lấy ra cái chai cũng rót một ngụm, khoan miệng hương vị là quen thuộc dâu tầm, Lâm Bảo Ninh rời đi này đã hơn một năm thời gian, hắn vô cùng tưởng niệm này khẩu. Hai người trừ bỏ uống rượu ở nhìn nhau không nói gì, tuyết vẫn luôn rơi xuống, dần dần hai người trên người đều dính đầy tuyết. Cách đó không xa trên sườn núi, cố tam lan thân ảnh nhàn nhạt ngóng nhìn trên người áo khoác cũng rơi xuống không ít tuyết một con dù căng lại đây chủ tử cẩn thận thân mình cố tam lan không đi ở bung dù mà là xoay người rời đi a xích thở dài cũng theo qua đi đáy lòng cũng là vì nhà mình chủ tử thật sâu lo lắng trước có ông gia tiểu công tử hiện giờ lại tới nửa cái quen biết cũ này tần cửu công tử chính là cùng lâm cô nương quan hệ phỉ thiển còn như thế trượng nghĩa xem như kình địch chủ tử lo lắng lâm cô nương lạnh đông lạnh, lâm cô nương nhưng hảo ca nguyện tại đây vào đông sương lạnh thời tiết trung bồi tần cửu công tử, chỉ có chủ tử chính mình tại đây giữ yên lặng giận dỗi, lâm cô nương cũng không biết a. À. Triền núi hạ, tần như phong lại nhấp một ngụm rượu, thanh âm khàn khàn, tự ở hồi ức, ta mẫu thân là cha ta tục huyền, cha ta cưới nàng đều là bởi vì nàng là phú thương chi nữ, của hồi môn liền có 81 nâng, nhưng hắn cưới lại không quý trọng, ta nương sinh xong ta lúc sau, hậm hực mà chết. Ta này hai mươi mấy năm trong cuộc đời, không có một ngày không ở trách cứ hắn, hận hắn, nhưng hôm nay hắn đã chết, ta bổn hẳn là cao hứng mới đúng, là hắn xin lỗi ta mẫu thân, sớm đã chết rồi, sớm đi xuống chuộc tội. Chính là, tần như phong thanh âm tự hồ nghẹn ngào, hắn từ trong lòng móc ra một quả ngọc trụy, nguyên bản thành đôi khuyên tai chỉ còn lại có đơn chỉ, tuy rằng chủ nhân thường xuyên trà lau, nhưng là mặt trên lỗ tai kim tìm kiếm trạch đã không bằng vãn tích, nhìn qua thời gian đã phi thường xa xăm. Đây là ta nương sinh thời thích nhất chi vật, Nguyên bản nàng sau khi chết làm chung cùng cùng nàng cùng đi, nhưng lão nhân trong tay lại có một con. Tần Như Phong nói xong biểu tình tự hồ có chút bi thương. Chương 632 muốn khóc liền khóc đi. Sự tình giảng đến nơi đây Lâm Bảo Ninh tự hồ có chút minh bạch, Tần Dương Bá cũng không tưởng mặt ngoài như vậy, hắn đối Tần Như Phong mẫu thân tình yêu tuy rằng ở mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài, nhưng này cái khuyên tai lại đại biểu đối vong thê vô tận tưởng niệm. Tần Khiên Thanh âm truyền tới, cha là ái con mẹ ngươi, chỉ là ngại với ta lúc ấy niên thiếu, cho nên hắn mới cũng không có biểu hiện ra ngoài, thế cho nên ngươi nương buồn bực không vui, cha là con mẹ ngươi phu quân, nhưng càng là toàn bộ tầng phủ trụ cột, hắn sinh ra liền gánh vác này tầng phủ trách nhiệm, cả đời cũng chưa tùy tâm sở dục quá. Tần Như Phong khóc thầm ra tiếng, hắn một đại nam nhân có lẽ là ngại với mặt mũi cùng tự tôn cũng không dám khóc quá lớn thanh, Lâm Bảo Ninh thở dài, vỗ vỗ hắn phía sau lưng, muốn khóc liền khóc đi, nơi này không ai. Tần Như Phong tự hồ bị nàng lời nói cổ vũ tới rồi, lên tiếng khóc trống. Mấy ngày sau, từ khi Tân Ung Kinh Thành nên đón trận đầu lạc tuyết sau, khí hậu tiệm lãnh. Bông tuyết rào rạc, ngân trang tố khỏa. Phòng trong ấm áp như lúc ban đầu, tạo bếp lò thượng còn ở nấu trà, trà hương bốn phía, tràn ngập chỉnh gian nhà ở, bếp lò thượng còn nướng đủ loại màu sắc hình dạng đồ vật. Bỗng nhiên gian, môn bị đẩy ra. Một trận tuyết gió thổi lạc ngạch cửa, liền nhìn thấy một cái mỹ phụ nhân chậm rãi mà đến, nàng đầu đội kim thoa bộ diêu, ăn mặc tuyết trắng cừu bị áo khoác, bụng nhỏ mơ hồ phồng lên, trong tay ôm cái bình nước nóng, chậm rãi mà đến, cái gì hương vị như vậy hương, tự hồ có quốc gia cam liệt ngọc thanh. Nói xong kia Mỹ phụ nhân đã ngồi vây quanh ở bếp lò trước, nhìn lưới sắt tử thượng nướng đồ vật, cười treo gẹo, ngươi thật đúng là nướng quả quyết a, à, này có thể ăn sao? Ngồi ở lò biên lâm bảo ninh gật gật đầu, có thể ăn. Khi phụ nhân lắc lắc đầu, tỏ vẻ cự tuyệt, ta còn là không cần nếm thử. Nói xong ngay sau đó lại nhìn nhìn nàng này nội đường bốn phía hoàn cảnh, tự ngày ấy. Không lâu, ngươi liền bàn hạ cái này mặt tiền cửa hàng, đặt tên sân vắng nhã cư, ta này vẫn là lần đầu tiên tới ngươi này, ngươi cũng không cho ta giới thiệu giới thiệu. Sân vắng nhã cư này hai tháng ở Kinh Thành chính là có chút danh tiếng, nghe nói chủ nhân là cái nữ. Vẫn là cái đại phu, vẫn là cái đầu bếp nữ, vẫn là cái. Tóm lại đi vào sân vắng nhã cư tự hồ đều có thể có không tưởng được sự tình, cũng tự hồ không có vị này chủ nhân làm không được mua bán. Lâm Bảo Ninh bên trái án kỹ thượng phóng một ít chai lọ vại bình pha lê đồ đựng, còn có gốm sứ thạch khí, nàng vì Quân Ân Ân làm một ly mật ong quả trà, nếm thử đi. Quân Ân Ân cầm lấy chung trà nếm một ngụm, ân, tự hồ bên trong có mật hoa, lại có chút khai vị, ta gần nhất luôn là ăn không vô đồ vật, quay đầu lại ngươi cho ta mang một ít mới hảo. Hành, kêu từ hầu trả tiền là được. Quân Ân Ân nhịn không được che miệng cười này toàn bộ kinh thành, cũng liền ngươi dám như vậy không e dè. Lâm Bảo Ninh nhướng mày không tỏ ý kiến, tuy rằng quân ân ân chưa nói, nhưng Lâm Bảo Ninh biết nàng là nghĩ đến làm nàng bắt mạch, mấy cái hô hấp lúc sau, ngươi mạch tượng bình thường, yên tâm, lần này chuẩn có thể sinh cái đại béo tiểu tử. Quân ân ân nhịn không được mặt mày hớn hở, chớ có treo gẹo ta, tuy rằng ta rất ít ra phủ, nhưng là ta nhưng nghe nói, cố tam hắn đối với ngươi hết sức quan tâm, tuy rằng hắn này hai tháng rất ít ở kinh, nhưng là đưa đồ vật nhưng một kiện không thiếu, đều mau chất đầy ngươi này phòng nhỏ đi. Lâm Bảo Ninh bất động thanh sắc uống ngụm trà, bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy cùng hắn cùng tần thái phó dằn co hình ảnh, hắn nói nàng nếu đã chết hắn sẽ điên. Quân ân ân đẩy đẩy nàng bả vai, ngươi rốt cuộc đối hắn cái gì tâm tư a? À, ta trước kia nhìn cố tam liền không tồi, hiện giờ càng là, cố gia ở trên tay hắn chỉ biết nâng cao một bước. Ta coi hắn đối với ngươi tâm tư cũng vẫn phải có. Chương 633 trừ phi vào Đông Bách Hoa Khai, dưới bầu trời lưu hỏa. Lâm Bảo Ninh hừ lạnh một tiếng, trước kia hắn đối ta lạnh lẽo, hiện tại hắn trèo cao không nổi, đừng tưởng rằng là một ít ơn huệ nhỏ liền muốn thu mua ta, một hồi ta liền kêu người đem này đó đều đưa về cố phủ đi. Lúc trước là cố tam lang vô tình vô nghĩa trước đây, hiện tại tưởng gương vỡ lại lành, nói cho hắn, trừ phi này vào Đông Bách Hoa Khai, dưới bầu trời lưu hỏa, nếu không không có khả năng. Lúc trước như vậy vô tình cự tuyệt nàng, hiện giờ nhưng thật ra suy nghĩ cẩn thận sớm làm gì đi quân ân ân bất đắc dĩ này điều kiện thật là có điểm hà khắc a à. không bao lâu quân ân ân dẹp đường hồi phủ hồi phủ trên đường xe ngựa ngừng ở đầu ngõ quân ân ân đánh mạnh nhàn nhạt mở miệng quay đầu lại nói cho các ngươi chủ tử lâm cô nương nói trừ phi vào đông bách hoa khai dưới bầu trời lưu hỏa nếu không nàng tuyệt không tha thứ người nọ nghe xong vội vàng chạy trở về lập tức liền nói cho mới vừa trở lại kinh thành cố hầu gia Cố Tam Lan lúc đó đang ở xử lý công vụ, vừa nghe lời này, đó là buông xuống trong tay Việt, chậm rãi đi vào cửa sổ bên, bên ngoài chính rào rạc rơi xuống tuyết trắng, lông ngỗng bông tuyết lưu loát ở toàn bộ không trung phía trên, hết sức mỹ lệ cực kỳ. Bỗng nhiên gian, thư phòng môn bị đẩy ra, một tiếng sang sản trào phúng tiếng cười liền ngay sau đó mà đến, họ cố, này một chút ngươi chính là phiền toái, xem tiểu tử ngươi làm sao bây giờ. Triệu Đình Ngọc vừa trở về liền từ trong viện nghe được này mới mẻ sự, cười hắn là không khép miệng được, lập tức liền phải châm chọc cố tam lan vài câu, này vào đông bách hoa khai, dưới bầu trời lưu hỏa, này tuyệt đối là không có khả năng sự tình, xem ra lâm cô nương là quyết tâm không nghĩ cùng ngươi ở hợp lại, không nghĩ ở chỗ ngươi dây dưa, ta xem ngươi vẫn là chính mình thức thời điểm đi. Triệu Đình Ngọc chính mình chậm rãi đổ ly trà, ngút ngút, biểu tình hết sức thoải mái, có thể làm cố tam lan ăn mệt, hắn liền nhạc thấy khởi thành, hắn liền vui vẻ đến không được. Sau một lúc lâu không nói chuyện cố tam lan thông thả đã mở miệng, Nghe nói ngươi ngày gần đây tổng chạy kiều nga kia thảo ăn, nhìn rất nhàn. Triệu Đình Ngọc tức khắc khóe môi cứng đờ một cái chớp mắt, trong đầu nhảy ra vô số ý tưởng, thứ này muốn làm gì? Hắn thật vất vả rảnh rỗi, hắn nhưng không nghĩ lại khắp nơi đi vì hắn bán mạng. Lại nói hắn muội. Điểm tâm. Thật sự làm ăn quá ngon, hắn còn không có ăn đủ đâu. Không được, không được, không thể làm này họ cố có mở miệng cơ hội. Hắn càng nghĩ càng ngồi không được, vội không ngừng nhảy dựng lên không nói hai lời chuẩn bị rời đi sau đó hắn mới chạy một bước cố tam lan thanh âm từ từ truyền tới ngươi đi đâu ta ta muốn thượng nhà xí đúng đúng ta mắc tiểu a nga vậy ngươi đi thôi cố tam lan thần sắc nhẹ nhàng bâng quơ đi xong quay đầu lại ta có một kiện quan trọng từ từ triệu đình ngọc nháy mắt ôm chặt cố tam lan đùi kêu khóc đầy trời thanh âm vang vọng chỉnh gian phòng ta quá khó khăn ta thật sự quá khó khăn a này mấy tháng bên ngoài, ta là màn trời chiếu đất, ăn không ngon cũng ngủ không tốt, ta đều gầy. Ta không đi, ta nói cái gì ta cũng không đi. Triệu đình ngọc chân dài như vậy rung lên, cả người nằm xoài trên trên mặt đất, quyết định bãi lạng. Cố tam lan khuôn mặt tuấn tú dở khóc dở cười. Lúc đó ngoài phòng truyền tới gõ cửa tiếng vang, ca, ta vào được. Cố kiều Nga nói một tiếng, liền đẩy môn, đập vào mắt đó là triệu đình ngọc hai mắt đỏ. Rực, cả người nằm xoài trên trên mặt đất, dường như thu được thiên đại ủy khuất. Nàng tiến lên hai bước, vội vàng đem người đỡ lên, ca, ngươi sao có thể như vậy đối triệu công tử, như vậy khi dễ hắn a, à, hắn là chúng ta trong phủ khách nhân, lý nên lấy lễ tương đãi. Chính là, ngươi ca hắn liền khi dễ người. Triệu Đình Ngọc Tránh ở cố kiều Nga phía sau, lòng đầy căm phẫn cáo trạng. Chương 634 ngươi có thể hay không cưới ta. Cố Tam Lan nhìn về phía Triệu Đình Ngọc khẽ nhíu mày, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Triệu Đình Ngọc đột nhiên lại lần nữa nói, cố tiểu thư, ta đột nhiên nhớ tới ngươi lần trước làm bánh hạt dẻ thủy tinh, vị rất tốt, ta quay đầu lại chính mình học làm làm, lại không bằng ngươi làm ăn ngon, ngươi có thể nói cho ta, ngươi là như thế nào làm sao? Cố Kiều Nga vừa nghe, vội vàng tới hứng thú, nguyên lai triệu công tử cũng thích này điểm tâm A, rất đơn giản, ta dạy cho ngươi. Hảo hảo hảo, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, vậy hiện tại đi. Triệu Đình Ngọc nói xong đẩy Cố Kiều Nga liền ra cửa ngoại ca, ta cho ngươi mang theo điểm tâm, nhớ rõ ăn a. À. Ngoài cửa cố kiều Nga thanh âm dần dần biến xa. Cố Tam Lan phủ thêm một kiện áo khoác nhắm mắt theo đuôi đi ra ngoài cửa phòng, đi vào đình viện, tuyết lạc sôi nổi, cảnh sát cập mỹ, nhưng hắn trong lòng lại nghĩ tới cùng lâm gia mọi người ở hạnh lâm thôn chơi tuyết trường hợp, kia hình ảnh tự hồ vĩnh viễn như ngừng lại hắn đáy lòng, hắn thế giới, không chịu lao đi một chút. Cố Tam Lan mới vừa hồi kinh, cố gia ngạch cửa tử đều mau bị người giẫm nát, Tôn Vân Tương cũng ở trong đó nàng đứng ở cửa bồi hồi không thôi cố tam lang hiện giờ vị cư địa vị cao không chờ nàng gọi người thông bẩm gã sai vặt liền đã đáp lời cố hầu gia không thấy khách lạ công vân tương không biện pháp đành phải ở cửa chờ tuyết thiên thực lãnh nàng mặt đẹp đông lạnh đến đỏ lên nhưng nàng như cũ không chịu đi thời gian lặng yên trôi đi tay nàng đã đông lạnh đến chết lặng ánh mắt cũng dần dần không rõ lên chỉ là trong lòng một cổ kính vẫn luôn chống đỡ mới có thể không có ngã xuống đi rốt cuộc khi mặt hình bóng quen thuộc xuất hiện ở phủ cửa. Trường nghiệp ca ca, tôn vân tương cặp mắt kia ủy khuất phím hồng. Cố tam lan trường chạy bộ tiến lên, nhìn nàng lãnh thành như vậy, khuôn mặt tuấn tú cũng lạnh xuống dưới, mệnh lệnh mở miệng, đi lấy một kiện áo khoác cấp tôn cô nương phủ thêm. Cửa gã sai vặt được cố tam lan lệnh, thực mau liền đem áo khoác lấy lại đây. Tôn vân tương phủ thêm áo khoác, trong lòng không khỏi ấm vài phần, sau đó cổ cổ dũng khí mở miệng, trường nghiệp ca ca, có thể hay không giúp ta một sự kiện đã từng tôn vân tương ở giang châu trị liệu quá hắn đôi mắt hơn nữa cố tôn hai nhà vốn dĩ liền có giao tình cố tam lan sẽ không mặc kệ tôn đại phu hãy nói xem gặp được chuyện gì ngươi ngươi có thể hay không cưới ta tôn vân tương gương mặt đỏ bừng nàng cũng là thật sự không có biện pháp từ khi nàng cha qua đời sau nàng ở tôn gia liền bước đi duy giang phía trước bởi vì hãm hại lâm bảo ninh sự tình ở thái y viện suýt nửa đương trị không thành bị tôn gia nhất tộc cảm thấy trơ trẽn hiện giờ đó là muốn nàng gả cho kia thanh danh hỗn độn công tử cả ngày bức bách nàng nàng cũng là không có biện pháp lúc này mới tìm tới cố tam lan nàng nhìn thấy cố tam lan đáy mắt không kiên nhẫn tâm một chút liền rơi vào đáy cốc ngươi không muốn cưới ta sao liền tính là bởi vì nàng trị hết hắn hai mắt cũng hảo ở hắn thung lũng thời điểm không có tố giác hắn cũng thế cũng hoặc là khi còn nhỏ thanh mai trúc mã cảm tình cố tam lan trong ánh mắt đều không ứng xuất hiện như vậy cảm xúc a à huống hồ hắn đã cùng lâm bảo ninh không có chút nào liên quan là bởi vì ta đối với ngươi tới nói không có một chút trợ giúp sao tôn vân tương đầu không tự giác thấp hèn đi hắn hiện giờ địa vị đã xưa đâu bằng nay cố gia phát triển không ngừng mà nàng chỉ là đã chết cha bé gái mồ côi căn bản cấp không được hắn bất luận cái gì trợ giúp hắn là ghét bỏ nàng sao cố tam lang bình tĩnh mở miệng ta nhớ trước đây ở giang châu thời điểm ta đã cùng tôn đại phu nói rất rõ ràng ca cao ta thích ngươi a, à, ta vẫn luôn đều thích ngươi, từ nhỏ đến lớn. Chương 635 thực hiện nguyện vọng, ra tới. Công vân tương tiến lên một bước kéo lấy cố tam lang màu đen áo khoác, mảnh khảnh ngón tay đỏ bừng, ta không cầu quá ngươi cái gì, liền lúc này đây được chưa? Chẳng sợ ngươi xem ở ta cứu ngươi phân thượng. Ta không cầu ngươi nhiều yêu ta, ta cũng có thể không cần chính thê thân phận, chỉ cần cho ta cái danh phận liền thành. Nàng tin tưởng lâu ngày sinh tình, chỉ cần nàng vào cố phủ giả lấy thời gian, có lẽ trường nghiệp ca ca sẽ thích hắn, liền tính không thích nàng cũng không quan trọng, nàng vốn cũng không tính toán gả cho người khác, chỉ cần lưu nàng cái cư trú chỗ liền hảo. Nàng hai tròng mắt mong đợi nhìn hắn. Cố Tam Lan ánh mắt hơi hơi nhăn lại, Tôn Đại Phu, có phải hay không mỗi cái bị ngươi chữa khỏi bệnh hoạn, ngươi đều phải áp chế một bút. Cái gọi là trị bệnh cứu người, cao thượng y đức, ở ngươi này biến thành huệ ân báo đáp. Tôn Vân Tương hai mắt rớt nước mắt, bỗng nhiên lắc đầu, không phải, không phải trường nghiệp ca ca, ngươi nghe ta nói, là bởi vì, là bởi vì nhà ta. Tôn Đại Phu mời trở về đi, cái này vội, cố mổ không giúp được. Cố Tam Lan biểu tình lạnh băng, thốt nhiên sắc giận, xả quá Tôn Vân Tương Túng kia một đoạn ống tay áo, không chút nào quay đầu lại cùng nàng nghiêng người mà đi. Tôn Vân Tương rơi lệ đầy mặt ngã xuống tuyết địa thượng, nhìn kia đỉnh bạc lại quyết tuyệt bóng dáng lên xe ngựa, nhất kỵ tuyệt trần rời đi, nàng đau triệt nội tâm, tâm lạnh như băng, nàng nước mắt ngã xuống ở trên nền tuyết, khóc thúc thích không phải không phải trường nghiệp ca ca ngươi vì cái gì không nghe ta giải thích vì cái gì vì cái gì liền ngươi cũng vứt bỏ ta nàng đồng tử che kín tơ máu ngón tay nắm chặt thành toàn trong ánh mắt tràn ngập hận ý thế giới này đã không có bất luận kẻ nào đau nàng ái nàng thương tiếc nàng nàng cha đã chết hiện giờ ngay cả trường nghiệp ca ca cũng bỏ nàng mà đi mặc kệ nàng không cần nàng nhật tử như nước chảy trong nháy mắt liền lại là một tháng thực mau liền muốn tới cửa ải cuối năm. Tướng quân phủ dần dần náo nhiệt lên, chuẩn bị ăn Tết công việc. Lâm Bảo Ninh ở trong sân cắt giấy dán cửa sổ hỷ tự, này việc vẫn là từ Lâm Thư Đồng kia học được, đừng nhìn nàng ngày thường là cái khờ khảo xả khủng, trên thực tế có chút nét đẹp nội tâm ở trên người, kia xong cửa sổ cắt đến thập phần đẹp. Lâm Tiểu Ngũ ở một bên viết câu đối. Lâm Bảo Ninh liếc mắt một cái, ân, còn tính ra dán ra hình. Có thể so đừng cố tiểu tứ tên kia kém xa. Lâm Tiểu Ngũ nói xong dừng một chút, hắn có điểm tưởng niệm Cố Tiểu Tứ. Lâm Bảo Ninh cũng là thầm than một tiếng, cũng không biết Cố Tiểu Tứ ở đâu, Cố Tam Lan hiện giờ như vậy lâu rồi, cũng không gặp Cố Tiểu Tứ xuất hiện quá. Lâm Tiểu Ngũ có chút u sầu, năm trước ăn Tết thời điểm còn ở Hạnh Lâm Thôn, trong nhà náo nhiệt khẩn, năm nay tới tướng quân phủ, tuy rằng người so ở Hạnh Lâm Thôn thời điểm còn nhiều, nhưng hắn cũng không có cảm thấy cao hứng, ngược lại có một tia phiền muộn, chính mình lão cha vẫn luôn hãm sâu ở nương chết giữa, vô pháp đi ra, cố tiểu tứ không ở, tỷ phu cũng không ở. Bỗng nhiên một đạo gã sai vặt thân ảnh vội vàng mà đến, tiểu thư, có ngài tin. Lâm thư đồng lập tức mắt trong mong nhìn, Lâm Bảo Ninh lấy quá mở ra, thực hiện nguyện vọng, ra tới. Chỉ sáu cái tự, viết tinh tế, giữa những hàng chữ đều tản ra người nào đó tính chất đặc biệt. Lâm Bảo Ninh nhướng mày, đứng lên tới, ta có chút việc, các ngươi trước lộng. Bảo Ninh tỷ tỷ muốn ra cửa sau, thư đồng cũng muốn đi. Tiểu trùng theo đuôi Lâm Thư Đồng lập tức tỏ thái độ, tính toán theo sau. Lâm Tiểu Ngũ cũng nhấc tay, tỷ, ngươi đi đâu, ta cũng muốn đi. Lâm Bảo Ninh quay đầu, không được đi theo. Sau đó đóng cửa lại. Chương 636 còn vừa lòng. Lâm Thư Đồng cùng Lâm Tiểu Ngũ chạm vào một cái mũi hôi, chính là đi theo Lâm Bảo Ninh đi ra ngoài chơi xúc động nửa ngày không tiêu giảm, lòng hiếu kỳ càng trọng. Vì thế hai người bò cửa sổ. Bảo Ninh tỷ tỷ tự hồ có hẹn hò, ở chọn lựa quần áo, nàng còn mang theo cây trâm, nàng chưa bao giờ mang cây trâm, còn có còn có nàng thế nhưng lau phấn mặt. Lâm Thư Đồng mắt hạnh tràn đầy không thể tưởng tượng, rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật, đáng giá ngày thường không thi phấn trang tỉ tỉ, tỉ mỹ trang điểm, nàng có chút tò mò, không ngừng nàng tò mò, Lâm Tiểu Ngũ cũng đồng dạng tò mò, vì thế hai người quyết định theo đuôi, Lâm Bảo Ninh thực mau đổi hảo quần áo, hôm nay nàng ăn mặc chính là màu xanh lơ áo váy, theo xanh đậm sắc nụ hoa búi tóc thượng cũng mang theo một quả màu xanh biếc cây trâm, mặt phát tùy ý mà rối tung ở sau đầu, áo khoác áo khoác cũng là màu xanh lơ cùng màu trắng gặp nhau, cả người thoạt nhìn thanh lệ uyển chuyển. Nàng ra cửa khẩu, chậm rãi lên xe ngựa. Xe ngựa cũng không có đặc thù huy chế, tùy ý theo đuôi hai người cũng không biết này xe ngựa chủ nhân là ai. Lâm Bảo Ninh tiến bên trong xe, liền cảm thấy một cổ dòng nước ấm xua tan lạnh lẽo, bên trong xe hương thanh nhã hương, nàng nhìn chung quanh một vòng, đập vào mắt mâm nội có mới mẻ trái cây, ở mùa đông như vậy nhật tử, này đó trái cây liền tính ở kinh thành cũng là rất ít có thể ăn đến, một bên còn có một ít họa vỡ, đều là kinh thành nhất đúng mốt. Lâm Bảo Ninh khóe môi không tự giác hơi hơi gợi lên, sờ sờ thoại bản, còn rất có tâm. Xe ngựa chậm rãi ra kinh thành, đi kinh thành ngoại một khu nhà tòa nhà, Lâm Bảo Ninh vừa vào nội, liền giác hương thơm bách hoa hương khí đánh úp lại, sân nội mẫu đơn, thực dược, nguyệt quý, ung ung không dứt, một bước một cảnh, muôn hồng nghìn tía, thật là đồ sộ dừng ở phía sau Lâm Tiểu Ngũ cùng Lâm Thư Đồng hai người tấm tắc bảo lạ. Ta chưa bao giờ ở vào đông gặp qua bách hoa nở rộ như thế cảnh đẹp, này rốt cuộc là ai vì bảo ninh tỷ tỷ chuẩn bị, người này cũng thật tốt quá. Lâm Thư Đồng càng thêm tò mò. Lâm Tiểu Ngũ đến lúc đó lại vài phần biết được, vừa rồi bọn họ tiến vào thời điểm, thủ vệ căn bản không ngăn đón, hiển nhiên là thập phần quen biết người, mà lại như thế hao hết tâm tư, như thế trắc trở muốn giành được hắn tỷ niềm vui người, tự hồ không khó tưởng tượng. Lâm Bảo Ninh vừa đi một bên thưởng thức cảnh đẹp, chậm rãi tới rồi vườn. Cuối, hành lang dài hạ đứng một đạo đỉnh bạc cao lớn thân ảnh, hắn phát quan cao cao dựng thẳng lên, một bộ màu lam cẩm y, bên hông thúc năm ngón tay khoan đai lưng, vai rộng eo tế, phiêu giật xuất trần đồng thời lại mang theo không thể giải thích cấm dục cảm giác. Hắn liền như vậy lẳng lặng đứng ở tại chỗ, kia một đôi thủy mắt phượng vọng lại đây, đều làm người mặt đỏ tim đập, tô cảm mười phần. Này nam nhân tự hồ càng thêm lưu nhân. Lâm Bảo Ninh đi vào đồng thời âm thầm nói thầm, hắn tiến lên một bước, thanh âm như thanh tuyền khe núi, còn vừa lòng. Nàng tuy rằng không biết hắn từ nào làm tới nhiều như vậy hoa tươi, còn sinh cơ dạt dào, chưa từng điêu tàn phiến dịp, nhưng là nàng xác thật thực vừa lòng, vì thế gật gật đầu. Hắn vui mừng ra mặt, ngay sau đó lại mang nàng vào sơn trang, dọc theo đường đi tựa hồ sợ cùng nàng không có đề tài, còn cố ý tìm rất nhiều nàng cảm thấy hứng thú sự tình. Lâm Thư Đồng xa xa nhìn lại, kinh không được, thế nhưng là cố tam công tử, cái kia cố hầu gia, thiên A, à, hắn như thế nào cùng bảo ninh tỷ tỷ có quan hệ, tự hồ còn quan hệ phỉ thiển bộ dáng. Làm nhiều như vậy, chính là vì bác bảo ninh tỷ tỷ cười. Lâm tiểu ngũ lay một chút nàng kinh rất cầm, hôm nay chứng kiến chớ có nói đi ra ngoài. Tính, ngươi cũng không ra khỏi cửa, tất nhiên là không ai nói. Lâm thư đồng. Chương 637 vì ngươi đối kháng sở hữu, vì ngươi nghịch thiên sửa mệnh, vì ngươi viết lại kết cục hai người ở nơi xa nhàn thoại liền bị người thỉnh đi uống trà lâm thư đồng còn tưởng lại xem không tha lưu luyến mỗi bước đi lâm bảo ninh hai người đi dạo sơn trang lại phẩm phẩm trà ngày này đầu dần dần chìm vào nếu không có mặt khác ta liền phải về nhìn ngày muốn lạc sơn nàng cũng nên trở về đi rồi đừng nóng vội cố tam lang ở cửa đem nàng vòng eo vùng hai người bay lên nóc nhà bành bành phanh 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 không trung bỗng nhiên chi gian rực rỡ lung linh, hỏa hoa bắn ra bốn phía, nổ vang ở phía chân trời, lại chậm rãi rơi vào mà xuống. Là pháo trúc, là pháo hoa. Tân ung không có chế tác pháo hoa, ta tìm hồi lâu, làm ngươi đợi một chút thời gian. Lâm Bảo Ninh nhìn lên không trung, một bên cố tam lan đã mở miệng. Ngày ấy quân ân ân tới làm như tìm nàng xem thai, kỳ thật là hỏi thăm nàng khẩu phong, nàng liền cũng nương quân ân ân truyền miệng đệ một ít tin tức, quả nhiên, là Cố Tam Lang này cáo già phái tới. Cũng không biết hắn như thế nào thỉnh động quân ân ân. Này đó ngươi nhưng đều còn vừa lòng. Cố Tam Lang trong mắt lộ ra mong đợi. Lâm Bảo Ninh vừa lòng a à vừa lòng. Cố Tam Lang mặt lộ vẻ vui sướng, lại tiểu tâm cẩn thận, vậy ngươi nhưng tha thứ ta. Còn nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao? Lâm Bảo Ninh cười lạnh một tiếng, còn cùng ngươi ở một chỗ, ngươi cho ta ngốc sao? Cố Tam Lang ta không phải ngươi dư lấy dư lưu đồ vật tâm ý của ta cũng sẽ không làm ngươi đạp hư lần thứ hai dứt lời nàng phi thân mà xuống hắn biểu tình dừng lại tâm cũ đau một chút đứng lên đuổi theo kéo lấy cổ tay của nàng ninh ninh ta lúc ấy không có lựa chọn ta không nghĩ làm ngươi cùng ta ở bên nhau lâm vào nguy hiểm cũng không pháp đáp lại ngươi cảm tình chính là như vậy một khuôn mặt chính là như vậy biểu tình nàng hôm nay tới phó ước bất quá là giận dỗi một hồi báo lúc trước nàng từng chịu quá những cái đó oán khí Lâm Bảo Ninh không chút do dự tránh thoát hắn công cùng xiền xích, là ngươi không tin ta, không tin ta có thể cùng ngươi cùng nhau gánh vác này hết thảy, ngươi chưa từng có hỏi qua ta có nguyện ý hay không liền thay ta làm quyết định. Nàng đương nhiên biết hắn có huyết hải thâm thù, nàng còn biết hắn là cái vai ác, hắn giết nhiều người như vậy, cũng cuối cùng cũng sẽ bị nam chủ giết chết, rơi vào vạn tiễn xuyên tâm kết cục, nhưng lần đó, Lâm Bảo Ninh hai tròng mắt đỏ bừng, ngươi biết không, ta tâm, chưa từng có đã cho bất luận kẻ nào, ta đã tính toán tính toán. Vì ngươi đối kháng sở hữu, vì ngươi nghịch thiên sửa mệnh, vì ngươi viết lại kết cục. Nàng hít một hơi thật sâu, vuốt chính mình ngực, hiện tại ta đem nó thu trở về, ngươi ta từ đây kiều qua cầu, đi ngang qua lộ. Nàng sải bước rời đi. Không trung tự hồ lại tuyết rơi, cố tam lan đứng ở trên mặt tuyết, khóe mắt đỏ thắm, tay áo trung tay nắm chặt đến gắt gao, trả giá tâm, sao có thể ở thu hồi. Thành vương bên trong phủ trong thư phòng. Nghe xong cấp dưới đáp lời Lâm Thành sắc mặt cực trầm, xác định sao? Khi cấp dưới gật gật đầu, Lâm Thành phất phất tay, khi cấp dưới thực mau rời đi. Đoan hoa trưởng công chúa đi lên trước tới, gấp không chờ nổi dò hỏi, như thế nào? Lâm Thành thở dài, gật gật đầu, cơ bản đã xác nhận, Lâm cô nương chính là chúng ta nữ nhi. Đoan hoa trưởng công chúa đáy lòng không biết làm gì tư vị, hai mắt tức khắc phím đỏ lên, nàng mấy năm nay ở bên ngoài ăn không ít khổ, ta lại hoàn toàn không biết, ta cái này nương đương thật sự là không xứng chức. Đoan hoa rũ ngực, gò má thống khổ bị Lâm Thành ôm vào trong ngực, trách không được phu nhân, lúc trước kia chuyện rõ ràng là người có tâm quấy phá, muốn ly miêu đổi thái tử, đem chúng ta nữ nhi đổi đi rồi, hiện giờ cũng may mất mà tìm lại. Đoan hoa trưởng công chúa gật gật đầu, đúng đúng đúng, ta đây liền đi cùng nữ nhi tương nhận. Đi. Chương 638 năm đó sự. Phu nhân ngươi từ từ, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn mới thành lâm thành kéo về đoan hoa trưởng công chúa lại bị nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái rải cánh tay hắn còn chờ cái gì chờ ta là một khắc đều chờ không được ta hiện tại liền phải đi nhận hồi nữ nhi ai phu nhân phu nhân lâm thành vội vàng đuổi kịp ra cửa phòng khẩu đoan hoa trưởng công chúa tướng quân trong phủ nhà chính nội mọi người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn thành vương phủ này một đôi vợ chồng tựa hồ còn vẫn chưa từ khiếp sợ giữa tỉnh táo lại lâm lão phu nhân dẫn đầu đã mở miệng trưởng công chúa là ai nói bảo ninh nha đầu này là người thân sinh nữ nhi đoan hoa trưởng công chúa gật gật đầu không sai năm đó ta ở giang châu trên đường đi gặp hãng phỉ đang lúc sinh sản khoảnh khắc chờ ta tỉnh lại thời điểm phát hiện nữ nhi đang ở tả lót giữa bà đỡ tử lại không thấy lúc ấy đã nàng đã bị người giết hại cũng không có lòng nghi ngờ thẳng đến ta gặp bảo ninh nha đầu này đoan hoa nói xong nhìn nhìn lâm bảo ninh cùng nàng kia không có sai biệt mặt lúc này trải qua nhiều khó trắc trở có người từ giữa ám hại ta vợ chồng trong đó việc cũng là vương gia nhiều mặt tìm hiểu mới biết được, ta phu thê hai người hôm nay tới, chính là vì bất luận cái gì ta nữ nhi. Mọi người nghe xong, thần sắc khác nhau. Lâm Bảo Ninh thở dài, từ nàng nhìn thấy đoan hoa trưởng công chúa thời điểm liền biết, việc này kia tới như vậy nhiều trùng hợp chỗ đâu. Lâm lão cha trước sau không hé răng, Lâm tiểu ngũ còn lại là tò mò nhìn trước mặt này hai người. Lâm lão phu nhân nhìn nhìn trước sau không hé răng Lâm lão cha, lão đại ngươi nói một câu, Bảo Ninh có phải hay không ngươi thân sinh ngươi nhất biết. Lâm lão cha bị chỉ ra tới, mọi người ánh mắt đều hội tụ tới rồi hắn trên người, hắn sắc mặt cũng không quá hảo, khuê nữ chính là ta thân sinh khuê nữ, người khác ai đều đoạt không đi. Lâm tiểu ngũ cũng gật gật đầu, là ta thân tỷ. Đoan hoa trưởng công chúa sắc mặt cũng hoàn toàn không đẹp, Lâm gia lão đại, ta biết ngươi dưỡng dục Bảo Ninh nhiều năm như vậy, nhiều phiên vất vả, nhưng là ngươi cũng không thể nói dối a, à. Chẳng lẽ ngươi muốn xem Bảo Ninh nha đầu này có mẹ ruột mà nhận không ra sao? Ngươi cũng biết từ nhỏ không nương hài tử sau lưng bị nhiều ít ủy khuất, nhiều ít khổ. Đoan Hoa những lời này kém chọc tới rồi Lâm lão cha tâm qua, Tô anh rời đi sớm, Bảo Ninh cùng Tiểu Ngũ từ nhỏ liền không có nương, mất đi mẫu thân quan ái, không có mẫu thân yêu thương. Tiểu hài tử thơ ấu không thiếu chịu người xem thường, đều nói bọn họ là không nương hài tử, tự mình cha vẫn là cái thổ phỉ, hắn còn nhớ rõ lúc ấy Bảo Ninh mới 8 9 tuổi bộ dáng khó thở cùng người đánh giá hồng con mắt chạy về da hắn hỏi nàng bị cái gì khi dễ nàng là không rên một tiếng trong mộng lại một con kêu chính mình là có mẫu thân hảo hài tử không phải thổ phỉ không phải ác bá lâm lão cha nghĩ đến đây đỏ đôi mắt sau một lúc lâu thở dài đem kia đoạn chuyện cũ năm xưa nói ra tới năm đó hắn mới vừa cùng tô anh thành thân không lâu còn không có hài tử một lần ra cửa liền nhìn thấy dưới chân núi bị hãng phỉ cướp bóc xe ngựa chờ bọn họ đuổi tới thời điểm chỉ nghe được trẻ con tiếng khóc, lúc ấy bọn họ cho rằng tất cả mọi người đã chết, chỉ còn lại có cái này nữ anh. Cô anh cực kỳ yêu thích hài tử, vì thế liền đem nàng ôm trở về, đặt tên Bảo Ninh. Mọi người nghe xong, đều là thổn thức không thôi, đoan hoa trưởng công chúa đã khóc thành lệ nhân, nhiều năm như vậy, nàng nữ nhi chịu ủy khuất. Lâm lão cha nói xong, còn nói thêm, lúc này ta giấu giếm nhiều năm như vậy cũng là hy vọng khuê nữ có thể vui sướng trưởng thành, hiện giờ chân tướng đại bạch. Khuê nữ Lâm lão cha nói nơi này mắt khung cũng đỏ lên, thở dài khẩu khí, đáy lòng không tha càng nhiều, vô luận như thế nào, cha tôn trọng ngươi lựa chọn. Chương 639 ông sai thật giả thiên kim. Đoan Hoa trưởng công chúa chờ đợi nhìn Lâm Bảo Ninh, mọi người tầm mắt cũng hướng về Lâm Bảo Ninh nhìn qua đi, mọi người đều biết lần này nên nàng làm ra lựa chọn, là tiếp tục đương tướng quân phủ đích nữ, vẫn là đi làm thành vương phủ quận chúa. Lâm Bảo Ninh nhìn về phía mọi người, đại gia không khí không cần như vậy trầm thấp tiểu hài tử mới làm lựa chọn đề ta là người trưởng thành ta lựa chọn hai cái đều phải hai cái cha một cái nương chẳng phải là càng tốt giai đại vui mừng lâm lão cha cười cười biết khuê nữ là còn nhớ thương nàng đoan hoa trưởng công chúa ngay cả người bất đắc dĩ cười cười như thế cũng coi như không phải chu toàn trung chu toàn đi nếu là làm nữ nhi lập tức cùng lâm gia bên này người đều chặt đứt kia cũng là không thực tế sự tình nữ nhi có thể tiếp nhận nàng cái này mẫu thân kia đó là tốt Tướng quân phủ mọi người cũng đều là mặt mày hớn hở, đối với kết quả này đều thập phần nhận đồng, Lâm lão phu nhân bọn người đối Lâm Bảo Ninh thập phần yêu thích, tự nhiên đều không muốn mất đi Lâm Bảo Ninh, như thế kết quả, đối với hai bên đều là chuyện tốt. Đại hoàng tử phủ. Ám tuyến thực mau tới báo, điện hạ, thành Vương phủ vợ chồng ở tướng quân phủ đợi cho đã khuya mới rời đi, việc này thập phần khả nghi, Lâm Thành cùng Lâm. Ngụy từ trước đến nay không mục, đoạn không có tự mình đi tướng quân phủ còn đưa tới như thế vãn đạo lý thuộc hạ gần nhất ra được thành vương gia ở điều tra năm đó sự tình sợ là giấy không thể gói được lửa đại hoàng tử nhíu nhíu mày như thế kia lâm cô nương thực mau đó là thành vương phủ tiểu quận chúa điện hạ năm đó kia chuyện chính là tần thái phó làm này nếu là thành vương gia đi điều tra sợ là sẽ điều tra đến chúng ta trên đầu đại hoàng tử cười cười sợ cái gì tần húy đã chết tất cả vô oan đến hắn trên đầu đó là điện hạ anh minh đại hoàng tử tuấn lãng khuôn mặt cắn câu khởi một mặt ý cười càng thêm có ý tứ tướng quân phủ thành vương phủ ha hả đi cấp bổn hoàng tử chuẩn bị thật dày lễ điện hạ ngài đây là muốn bổn hoàng tử muốn đi cầu hôn cầu thú cái này lâm bảo ninh khi tiểu thuộc cười cười điện hạ này cử quả nhiên diệu kế như thế liền có thể nắm giữ tướng quân phủ cùng thành vương phủ hai đại thế lực đại hoàng tử cười cười không chỉ như vậy kia nữ nhân không đơn giản thái y viện từ hầu thám hoa lan, nhân mạch thập phần quản, làm người còn thông minh, bổn điện có dự cảm, có nàng, sẽ là bổn điện đoạt trữ bên trong một đại trợ lực. Trừ tịch này đó thời gian, nhất vội đương thuộc Lâm Bảo Ninh. Cầm tất niên nửa trận đầu tướng quân phủ, nửa trận sau nàng lại đi thành vương phủ, Lâm Thanh âm tỷ để biết được nàng thân phận thời điểm, thiếu chút nữa không kinh rất cầm, Lâm Tắc Ninh đến còn hảo, Lâm Thanh âm trực tiếp khóc chạy về phòng, liền cơm cũng chưa ăn, liên tiếp vài thiên đều buồn ở trong phòng nàng thật sự là tiêu hóa không được này một chuyện thật, từ thân sinh nữ nhi biến thành sai ôm giả thiên kim, này trên lệch cảm, thật sự là quá lớn. Nàng không tiếp thu được, nàng đến chết đều không tiếp thu được. Lâm Tắc Ninh cảm thấy có một cái Lâm Bảo Ninh như vậy tỉ tỉ nhưng thật ra cũng không tệ lắm, ít nhất đánh nhau thời điểm hắn nhiều một cái giúp đỡ. Hơn nữa trải qua này đó thời gian hiểu biết, Lâm Bảo Ninh làm người trượng nghĩa, là sẽ không làm hắn chịu khi dễ, về sau hắn cũng là có dựa vào người. Tháng diên Nhật Tử, Lâm Bảo Ninh chính mình làm chút phút túi, sủi cảo còn có điểm tâm, từng nhà xuyến môn, đi trước hạng gia, lại đi hàng phủ, cuối cùng còn đi đại bệnh viện, còn có từ phủ. Trên cơ bản cùng Lâm Bảo Ninh giao hảo một ít bằng hữu, Lâm Bảo Ninh đều tặng cái biến. Cố tình rơi xuống một người. Cố Tam Lan. Chương 640 Cố Tam, ngươi cũng thật đủ không biết xấu hổ a. Phố xá đầu ngõ, Lâm Bảo Ninh bị người ngăn cản bước chân, không đợi nàng mở miệng, người nọ trực tiếp đem nàng đẩy mạnh ngõ nhỏ, sau đó ấn ở trên tường. Nam nhân rầu rĩ thanh âm từ phía trên truyền ra, vì cái gì người khác đều tặng, chỉ rơi xuống ta một cái. Nàng có biết hay không, hắn mỗi ngày đều ở đếm, nàng hôm qua đi nhà ai, tạc hôm qua lại đi nhà ai, đếm trên đầu ngón tay chờ, nhưng lại chậm chạp đợi không được nàng tới cửa. Lâm Bảo Ninh đẩy đẩy hắn, cố hầu gia thân phận cao quý, nhưng không thiếu ta này đó sự vật. Cố Tam Lan trở tay nắm lấy tay nàng, khoảng cách kéo càng gần một ít, ngươi sao biết ta không thiếu ngươi thiếu cái gì, thiếu tâm nhãn sao? Lâm Bảo Ninh đánh giá hắn liếc mắt một cái, ta xem ngươi toàn thân hơn 800 cái tâm nhãn tử, cũng không giống thực thiếu bộ dáng. Ninh Ninh, cố tam lang đôi mắt đột nhiên thâm thúy mà chân thành tha thiết, nhiệt khí bổ nhào vào nàng trên người, nàng có thể nhìn thấy hắn bẩn cực con ngươi quyển thượng kiều lông mi, bỗng nhiên giang nghe được hắn lại lần nữa mở miệng, ngươi này xem như khen ta sao? Lâm Bảo Ninh hô hấp cứng lại, mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng, ngươi chừng nào thì học được như vậy không biết xấu hổ. Cố Tam Lan chớp chớp mắt, vừa mới liền ở ngươi nói không ta lễ vật thời điểm. Lâm Bảo Ninh, Đạt Mị A, à, thật chịu không nổi hắn như vậy mê hoặc nàng a, à, chịu ủy khuất bộ dáng rất giống một con tu câu. Ngươi nếu không cho, ta còn có càng không biết xấu hổ. Ninh Ninh có muốn biết hay không? Cố Tam Lan thanh âm từ tính mà ám ách, hắn hô hấp nhiệt khí lượng lờ ở nàng bên tai, làm nhân tâm ngứa. Gần, càng gần. Đình. Lâm Bảo Ninh thật sự chịu không nổi hắn như vậy trêu chọc, vội vàng dùng tay chống đỡ hắn ngực, "Ta đưa." "Ngươi lễ vật, ngày mai, ngày mai." Nói xong nàng nhanh chóng chạy trối chết. Phía sau Cố Tam Lang thanh âm lại lần nữa truyền ra, "Kia nhưng nói tốt a, à, ngày mai cố phủ cửa, ta chờ ngươi, ngươi không tới, ta liền sẽ vẫn luôn chờ ngươi." Cố Tam Lang nhìn thiếu nữ chạy trốn thân ảnh, ý cười ẩn ẩn, nàng như vậy chân tay luống cuống bộ dáng, quả thực đáng yêu. Khụ khụ cách đó không xa triệu đình ngọc thanh âm vang lên ta nói cố tam ngươi cũng thật đủ không biết xấu hổ a à, này chờ xấu xa đê tiện vô sĩ hạ lưu sự tình ngươi đều có thể làm được cố tam lan ánh mắt lạnh căm căm nhìn về phía hắn ánh mắt kia phản phất lại nói làm ngươi chuyện gì triệu đình ngọc nhướng mày cũng là lúc trước ngươi đó là như vậy ở trong tù lừa dối ta thành đương nhiều năm như vậy hòa thượng ngẫu nhiên chơi chơi lưu manh khá tốt cố tam lan ánh mắt lạnh hơn ba phần triệu đình ngọc vội vàng xua tay, hảo hảo hảo, ta không nói, bất quá ta phát hiện ngươi chơi lưu manh thời điểm, hiệu quả cũng không tệ lắm. Lăng. Triệu Đình Ngọc cười tủm tỉm, lăng không được, tam hoàng tử ra thượng ngươi, phỏng chừng là vì gian tử thành sự tình. Cố tam lăng ánh mắt âm trầm vài phần, gia hỏa này tạm thời còn không thể cho bọn hắn, làm cho bọn họ ra. Triệu Đình Ngọc cười cười. Cáo già xảo quyệt, bất quá nếu là ngươi không chịu giao, đối phương rất có thể chó cùng rứt dậu Nga, rốt cuộc vì bác giang đại mỹ nhân cười, vị kia tam điện hạ chính là cái gì đều có thể làm được. Cố tam lan cười nhạt. Khi liền làm hắn tới thử xem. Thành, có quyết đoán. Triệu Đình Ngọc vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lâm Bảo Ninh che lại chính mình tim đập lượt mau ngực, một đường thất thần đi trở về gia. Hôm sau, không trung khói mù, bông tuyết phiến phiến bay xuống ở không trung, nàng ngồi ở sụp đi trước phía trước cửa sổ nhìn, tiến vào thẩm tiểu điệp nhìn nàng như đi vào cõi thần tiên, không khỏi mở miệng, Cô nương, chính là muốn ra cửa. Lâm Bảo Ninh quay đầu lại, phủ nhận, không có. Chương 641 muốn như thế nào? Mới có thể vãn hồi ngươi. Không có cô nương vẫn luôn nhìn cửa làm chi? Thẩm tiểu điệp tất nhiên là không tin, trũ mắt thời điểm còn nhìn thấy án kỹ thượng phóng hộp đồ ăn tử, nhẹ nhàng cười, không ra khỏi cửa cô nương đây là cho ai làm hộp đồ ăn? Lâm Bảo Ninh có chút phiền lòng khí táo, đều do cái kia đáng chết cố tam lang, không duyên cớ lấp kính nàng đường đi kêu nàng một hai phải dối xả một phen lý do thoái thác mới được. Lâm Bảo Ninh nhìn nhìn trên bàn hộp đồ ăn tử lại nhìn mắt thời tiết, ngươi đem này hộp đồ ăn tử đưa cố phủ đi. Như thế nàng cũng coi như thực hiện hứa hẹn. Thẩm tiểu điệp ý cười càng đậm, cố công tử chờ chính là cô nương ngươi, nô tỳ tất nhiên là không thể đi. Nói xong liền nhanh như chớp chạy. Lâm Bảo Ninh. Nàng lắc lắc tay áo lại nằm xoài trên trên sập, không đi không đi, phiền đã chết. Như vậy đại tuyết, Kỳ tư hẳn là sẽ không ngốc đứng bên ngoài biên chờ. Cố phủ cửa. Một đạo đỉnh bạc thẳng tắp thân ảnh thân khoác màu đen áo khoác đứng ở môn đình ngoại, bông tuyết rào rạc dừng ở hắn trên người, hắn vẫn không nhúc nhích, tự hồ như là một tòa người tuyết, ánh mắt kiên định hướng cách đó không xa nhìn. Chủ tử, tuyết quá lớn, lâm cô nương sẽ không tới, chúng ta về đi. Chủ tử sáng sớm liền ở phủ cửa lòng tràn đầy vui mừng chờ, đã đợi hai cái canh giờ, thiên hạ tuyết lại lãnh, axit không khỏi tiếng lên khuyên bảo cố tam lan ngữ khí không mang theo cảm xúc nàng sẽ đến chính là a xích còn tưởng khuyên bảo lại không khỏi thoáng nhìn cách đó không xa chấp dù đi tới một đạo bóng hình xinh đẹp liền há miệng thở dốc không có thanh âm cố tam lan đang nhìn từ trước đến nay người kia một khắc tươi cười nháy mắt trong sáng như một mùa xuân giống nhau hắn đi mau tiến lên hai bước tiếp nàng dáng người đi lại gian trên người tuyết tùy theo mà rơi không ít lâm bảo ninh dừng lại mắt đẹp nâng lên nhìn hắn lại có chút xem không hiểu hắn vì chờ nàng hắn cam nguyện ở phong tuyết thời tiết trung đẳng lâu như vậy. Hắn nhìn thấy nàng, trên mặt hưng phấn cùng cao hứng không giống giả vờ. Ngươi đã đến rồi. Hắn biết, nàng tính tình luôn luôn là nói được thì làm được, nói tới liền nhất định sẽ đến, muốn hay không đi vào ngồi ngồi. Nàng còn chưa bao giờ từng vào hắn trong nhà. Không được. Lâm Bảo Ninh thu hồi ánh mắt, nâng lên trong tay hộp đồ ăn đưa qua đi, cầm đi. Đối mặt nàng như vậy lãnh đạm, hắn tâm thấp thấp, ngón tay thon dài tiếp nhận hộp đồ ăn, ở nàng xoay người thời điểm bắt được nàng ống tay áo. Lâm Bảo Ninh dừng lại bước chân, phía sau truyền đến nam nhân gian nan thanh âm, muốn như thế nào? Mới có thể vãn hồi ngươi. Hắn đã hối hận, từ ngày ấy cùng nàng quyết biệt, hắn mỗi ngày mỗi đêm đều đang hối hận, hối hận hắn không có năng lực bảo hộ nàng, hối hận không dám nhận ái, hối hận cự tuyệt nàng tâm ý. Bông tuyết bay tán loạn, bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi xa. Băng Thiên Tuyết địa tuy rằng rét lạnh, nhưng nàng kiên quyết rời đi bóng dáng tự hồ sau so băng tuyết càng làm cho hắn lãnh thượng ba phần hắn từ trong lòng ngực yên lặng rút ra khi căn bị hắn trộn tu bổ tốt cây trâm cây trâm thượng vẫn cứ có một viên oánh bạch sắc bảo châu hồn nhiên mượt mà hắn vành mắt đỏ hồng lại chậm rãi thu hồi trong lòng ngực hai người một màn này vừa vặn bị trên đường chạy bên trong xe ngựa tôn vân tương nhìn thấy nàng yên lặng thu hồi mành trong lòng hận ý sống ngầm mãnh liệt lên hôm nay lâm bảo ninh sơn thực náo nhiệt mỗi ngày đều sẽ có một phong thư từ đưa đạt đúng giờ không lầm mở ra tới xem thời điểm, không cần suy nghĩ nhiều, từ chữ viết trung là có thể rõ ràng nhìn ra tới, đây là ai viết tin, này nửa tháng Lâm Bảo Ninh đều đã thu hơn phân nửa sắp thư tín, tất cả đều bị nàng tùy tay đặt ở phía trước cửa sổ án kỹ thượng. Chương 642 Đại Hoàng tử tới cầu hôn Một đạo hương ảnh đột nhiên gian mà đến, ở nhìn chăm chú nhìn lại thời điểm, vương phượng trên tay đã nhiều mấy phong thư kiện, nàng đọc nhanh như gió, nháy mắt tấm tắt lên, nhìn một cái này giữa những hàng chữ, quả thực là hỏi thế gian, tình ái. Là chi, khiến lứa đôi tử sinh nguyện thề A. À? Ta nói ngươi cũng quá máu lạnh chút, này cố Lan Quân đã cho ngươi viết nửa tháng thư từ, ngươi tốt xấu cho nhân gia hồi một phong, đáng thương si tâm người U. Lâm Bảo Ninh mắt trợn trắng, thúc phụ bỏ được thả ngươi ra sân. Vương Phượng vừa nghe lời này liền tới khí, cái kia tử tâm nhãn tử, hoặc là đem ta giết xong hết mọi chuyện, cả ngày vòng ta, quả thực so chết còn khó chịu. Vậy ngươi nay cái? Như thế nào ra tới? Lâm Bảo Ninh có điểm tò mò. Vương Phượng khụ khụ, nàng mới sẽ không nói là nàng phục mềm, hảo ngôn hảo ngữ cầu Lâm Ngụy nửa ngày, mới bị thả ra, vậy ngươi cũng đừng quản. Tóm lại, hôm nay bồi ta đi ra ngoài đi dạo phố, ta muốn dạo cái đủ. Vương Phượng nói vừa ra, ngoài cửa Lâm Thư Đồng liền sốt ruột hoảng hốt chạy chậm tiến vào, không hảo, không hảo. Việc lớn không tốt. Bảo Ninh tỷ tỷ ngươi chạy mau. Ân. Nhị mặt mộng bức. Vương Phượng trong mắt vừa chuyển, tức khắc cao hứng lên. Làm sao vậy? Có phải hay không Lâm Ngụy phạm vào chuyện gì phải bị chém đầu? Nếu là Lâm Ngụy xảy ra chuyện, treo. Vậy không ai ở quảng nàng, còn không phải bị nàng chuồn mất? Lâm Thư Đồng thở hỗn hển hai khẩu khí, vẫy vẫy tay, không đúng không đúng. Đó là cái gì? Ngươi mau nói, mau nói. Vương Phượng cái này sốt ruột, phe vẫy Lâm Thư Đồng tiểu bả vai. Lâm Bảo Ninh vội không ngừng bãi chính Lâm Thư Đồng lắc lư đầu nhỏ, có chút trách cứ Vương Phượng ngươi làm nàng chậm rãi nói, tả hữu không phải hỏa thượng phòng sự tình, có cái gì đại kinh tiểu quái. Nàng tự nhận là thừa nhận năng lực vẫn là có thể. Đại hoàng tử tới cầu hôn. Muốn cưới bảo ninh tỷ tỷ. Cố Tam Lan tìm được triệu đình ngọc thời điểm, thứ này chính tránh ở cố kiều Nga kia ăn vụng điểm tâm, cố Tam Lan tức giận đem hắn xả ra tới, hai người ở hành lang dưới, triệu đình ngọc sửa sửa vạt áo, bất mãn nói, làm gì a à? có thể hay không văn minh điểm. Cố Tam Lan khụ một tiếng, ngươi nói ngươi ra chủ ý đều nửa tháng vì sao ninh ninh một phong thơ cũng chưa cho ta hồi ngươi không phải nói sao chỉ cần ta viết tình ý chân thành chắc chắn cảm động nàng triệu đình ngọc vừa nghe nguyên lai like là hỏi cái này sự này mới nửa tháng mà thôi loại chuyện này chú trọng kiên trì bền bỉ chỉ cần ngươi không chậm trễ tổng có thể cảm động lâm cô nương cố tam Lan nhíu nhíu mày vậy ngươi nói muốn bao lâu một hai năm ta chờ không được lâu như vậy ngươi xem ngươi như thế nào như vậy không kiên nhẫn đâu triệu đình ngọc quở trách hắn nhưng tiếp thu đến hắn hàng băng bắn ra bốn phía ánh mắt thời điểm kia ngón tay lại lập tức thu trở về có lẽ là ngươi viết đã động không được lâm cô nương viết quá kém cố tam lan hắn tin có ghi như vậy kém sao triệu đình ngọc vừa thấy hắn biểu tình liền biết hắn không tin ngươi xem ngươi lại không tin không tin ngươi lấy tới ta giúp ngươi nhìn nhìn tìm xem vấn đề nơi ngày thường cố tam lan viết tin cất giấu bảo bối thực Hắn chính là một phong cũng chưa nhìn thấy quá, cũng không biết hắn rốt cuộc viết cái gì. Cố Tam Lan trầm mặt sau một lúc lâu, chần chờ từ trong lòng móc ra một phong thơ đưa qua, Triệu Đình Ngọc lập tức mở ra nhìn, này thơ toan A, à, không nghĩ tới này Cố Tam Lan bình người mặt lạnh tâm lạnh, viết này thơ tình thật là buồn nôn khẩn A. À. Cố Tam Lan sắc mặt có chút biệt nữ, nhìn Triệu Đình Ngọc diễn biến sắc 18 hạ, nhìn không được thúc giục xem xong rồi sao. Chương 643 như thế nào uyển chuyển cự hôn? Triệu Đình Ngọc thấy hắn không kiên nhẫn chạy nhanh ném cho hắn ra vẽ lão đạo, ngươi này viết không được a. À. Cố Tam Lan mặt đen hắt, nơi nào không được, không đủ trắng ra, ngươi hẳn là thẳng thắng phát biểu suy nghĩ trong lòng. Ước nàng gặp mặt a, à, không thấy mặt như thế nào có thể có cơ hội gặp mặt lúc sau ngươi liền truyền nàng, truyền nàng, ở triền nàng, Triền nàng. Cố Tam Lan có chút khó hiểu nhìn về phía Triệu Đình Ngọc. Triệu Đình Ngọc một bộ trẻ con không thể giáo cũng bộ dáng có nói là liệt nữ sợ triền lan không quan tâm lâm cô nương là cái dạng gì nữ nhân chiêu này trăm thí bách linh tựa như ngươi lần trước chơi xấu giống nhau liền thành cố tam lan lông mày nhăn càng trọng chút thật sự hữu dụng không thử xem như thế nào biết cũng thế liền ở tin tưởng triệu đình ngọc một lần hắn này liền đi thư phòng viết thư ước nàng ra tới gặp mặt cố tam lan mới vừa đi hai bước a xích liền vội vàng tiến lên chủ tử không hảo đại hoàng tử đi tướng quân phủ yêu cầu cưới lâm cô nương cái gì Lâm Bảo Ninh ra tới thời điểm, xính lễ đã phóng đầy toàn bộ sân. Sân nội đại hoàng tử cùng Lâm Ngụy đám người đang ở nói trường hợp lời nói. Bổn điện cùng Lâm cô nương nhất kiến như cố, khuyên tâm cùng nàng, cho nên riêng tiến đến hạ xính, hy vọng Lâm cô nương làm bổn điện chính phi, bổn điện ngày sau chắc chắn hảo hảo đãi nàng. Nàng cùng đại hoàng tử liền mặt cũng chưa gặp qua vài lần, làm sao nói khuyên tâm vừa nói, này đại hoàng tử cưới nàng nói rõ có khác mục đích. Lâm Ngụy vẻ mặt khó xử, đại hoàng tử, Ta tướng quân phủ nhi nữ luôn luôn gả cưới tự do, việc này vẫn là muốn hỏi một chút Bảo Ninh kia nha đầu tâm ý mới thành, nếu là kia nha đầu. Khuynh tâm với điện hạ, ta tướng quân phủ tự nhiên là cực lực thúc đẩy. Đại hoàng tử cười cười, từ xưa gả cưới việc, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, chỉ cần Lâm tướng quân chịu gật đầu, bổn điện tin tưởng Lâm cô nương cũng là nguyện ý gả. Đại hoàng tử nói xong nhìn nhìn cách đó không xa đi tới Lâm Bảo Ninh, ý vị thâm trường, đúng không Lâm cô nương? đại hoàng tử hôm nay lắc lư lay động tới đưa sính lễ nói vậy kinh thành không ít người đều đã biết hoàng tử muốn cưới thần gia nữ làm đại thần tự nhiên không dám làm trái hơn nữa đại hoàng tử trước đó là một chút khẩu phong đều không lộ đánh bọn họ một cái trở tay không kịp làm cho bọn họ liền chuẩn bị thời gian đều không có nghĩ đến là tưởng nhất cử thực hiện được bất luận hắn lòng mang cái dạng gì mục đích trước đem trước mắt ứng phó qua đi lại nói lâm bảo ninh đi lên trước thi lễ tham gia đại điện hạ đại hoàng tử cười cười không nói ánh mắt thẳng lăng lăng chăm chú vào trên người nàng tự hồ là đang chờ nàng hạ câu nói như vậy thông minh nữ nhân tưởng cưới tới tay hắn phong lăng cũng làm chút chuẩn bị xin hỏi đại điện hạ cưới chính phi nhưng có cái gì yêu cầu đại hoàng tử khóe môi ngoé một cái lời này hỏi có ý tứ hắn ánh mắt dừng lại ở lâm bảo ninh trên người càng nhìn càng cảm thấy nữ nhân này thập phần có ý nhị lần trước tự hồ nàng hương khí còn dừng lại ở hắn chóp mũi bổn điện thích liền thành cách đó không xa lâm thư đồng có chút tức giận nhìn kia đại hoàng tử trong mắt vẫn luôn nhìn bảo ninh tỷ tỷ lâm thư tình đi lên trước tới ngươi khí cái gì chẳng lẽ ngươi cảm thấy đại hoàng tử còn không xứng với nàng lâm thư đồng gặp qua cố tam lan trong mắt đã sớm không người khác ở nàng đáy mắt chỉ có cố tam công tử kia một tay vào đông bách hoa khai dưới bầu trời lưu hỏa mới xứng với như vậy tốt lâm bảo ninh lâm bảo ninh ngữ khí không mang theo cảm xúc phải làm đại điện hạ hoàng phi hay không yêu cầu gia thế trong sạch đãi gả chi nữ. Đại hoàng tử không rõ vì sao Lâm Bảo Ninh có này vừa hỏi, rất là không sao cả điểm điểm, đây là tự nhiên. Hoàng thất tuyển phi, bất đồng trò đùa, này tự nhiên là ít nhất. Lâm Bảo Ninh gật đầu, này liền thành, kia ta liền không thể gả cho đại điện hạ. Đại hoàng tử ngây ngẩn cả người, trên tay động tác tùy theo ngừng lại, đây là vì sao? Ta phía trước gả hơn người. Lâm Bảo Ninh bình đạm ngữ khí tựa như ở trong ao ném xuống một khối cự thạch, tạc ra vô tận bọc nước tạc mọi người ngoại tiêu lý nộn, mọi người miệng thống nhất đều là mở ra trạng thái. Toàn bộ giật mình lăn tại chỗ. Gã hơn người. Lâm Bảo Ninh khi nào gã hơn người. Chương 644 chồng trước đã chết, có việc hóa vàng mã. Liền tính ở tướng quân trong phủ rất nhiều người cũng không biết này chờ mật tân, cho nên Lâm Bảo Ninh vừa nói ra tới, tự nhiên là long trời lỡ đất. Ngữ không kinh người chết không thôi. Đại hoàng tử sắc mặt thập phần không tốt, giới cười một cái chớp mắt, tới gần Lâm Bảo Ninh bên tai, Lâm cô nương chẳng lẽ là ở lừa gạt bổn điện. Cũng biết lừa gạt bổn điện hậu quả. Lâm Bảo Ninh biết Phong Lăng không phải cái hảo lừa gạt chủ, tất nhiên là không dám, Hưu thư làm chứng. Đại hoàng tử duỗi tay tiếp nhận Lâm Bảo Ninh trên tay Hưu thư, chỉ nhìn một cái chớp mắt, đầu óc liền ong ong lên, đôi mắt thật sâu một bế, ngàn tính vạn tính, thế nhưng không thầm nghĩ sẽ xuất hiện việc này. Lâm Ngụy vội vàng ra tới hòa giải, ám đạo nha đầu này chiêu thức ấy rút củi dưới đáy nồi, diệu a à như thế kia đại điện hạ liền tính suy nghĩ cưới nàng, ngại với hoàng gia mặt mũi, chỉ sợ cũng là không được. "Thập phần xin lỗi a, à, bảo Ninh nha đầu này sợ là vô phúc làm đại hoàng tử hoàng phi." Lâm Ngụy nói xong còn rất là lộ ra tiếc hận chi sắc. Đại hoàng tử ngực phập phồng, chỉ là lạnh lùng liếc mắt một cái, lời nói cũng chưa lưu một câu, xoay người liền đi, phía sau người cũng đi theo nâng đồ vật rời đi. Trở lại đại hoàng tử phủ, Phong Lăng khí thẳng chụp cái bàn, hoang đường. Quả thực hoang đường tột đỉnh hôm nay hắn hưng phấn đi, nguyên tưởng rằng hết thảy đều ở kế hoạch bên trong, kết quả tẩn nhiên mất hướng mà về, cái gì cũng chưa vớt đến, chạm vào một cái mũi hôi. Khi cấp dưới lập tức quỳ xuống, chủ tử bớt giận, phía trước phái đi thám tử thất trách, thỉnh chủ tử trách phạt. Phong lăng hít một hơi thật sâu, mắt hàm phẫn nộ, nhất ban phế vật, như vậy quan trọng tin tức cũng có thể đánh rơi, hết thảy đều cấp bổn điện đi lãnh roi. Phong lăng nói xong một quyền thật mạnh nện ở án đài phía trên, sắc mặt âm tình bất định chủ tử, khi kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bổn điện hôm nay thế nhưng bị nữ nhân này ký rối loạn tâm trí. Phong lăng nhìn nhìn án kỹ thượng kia trương họa, kia bức họa rõ ràng là Lâm Bảo Ninh, hắn duỗi tay sờ sờ, lầm bầm lầu bầu, tưởng liền như vậy dọa lui bổn điện, không dễ dàng như vậy, bổn điện thế tất muốn đem ngươi cưới tới tay. Thành quá thân lại như thế nào, bất luận ngươi thành quá vài lần thân, bổn điện đều cưới định rồi. Như thế nói, chỉ là bệ hạ bên kia có chút phiền phức. Bổn điện sẽ tự làm phụ hoàng đồng ý. Đoan Hoa trưởng công chúa bên này, nhận được đại hoàng tử muốn cưới Lâm Bảo Ninh tin tức, hấp tấp chạy tới tướng quân phủ, nghe nói vừa rồi đã phát sinh sự tình. Nếu chính mình khuê nữ vô tâm này đại hoàng tử, nàng cũng không có khả năng đem người hướng hố lửa đẩy, Ninh Ninh a, à, ngươi cùng mẫu thân hồi thành Vương phủ đi, lấy đại hoàng tử bản tính, tuy rằng lần này ngươi dùng này chờ lấy cớ tạm thời làm hắn từ bỏ, nhưng lúc sau hắn thế tất sẽ lại đến dây dưa cùng ngươi ngươi về trước mẫu thân kia tránh một chút đi đoan hoa trưởng công chúa kia tạm lánh nổi bật cũng hảo lâm bảo ninh gật gật đầu cùng đoan hoa trưởng công chúa lên xe ngựa bên trong xe đoan hoa trưởng công chúa thường thường tò mò đánh giá nàng tự hồ có nói cái gì muốn hỏi ngài có nói cái gì liền nói đi đoan hoa trưởng công chúa ninh ninh a à, mẫu thân chỉ là muốn biết người phía trước nói gã hơn người sự tình chính là thật sự lâm bảo ninh không cần nghĩ ngợi gật gật đầu là thật sự lời này nói xong đoan hoa trưởng công chúa vành mắt liền đỏ càng thêm cảm thấy đối lâm bảo ninh thua thiệt quá nhiều chẳng những làm nàng từ nhỏ không ở mẫu thân cánh chim dưới trưởng thành cũng không biết cả cho như thế nào nông thôn giả phu bị bao lớn ủy khuất hiện giờ còn hòa ly kia ngươi từ trước lan quân đối với ngươi còn hảo lại là gì nguyên nhân hòa ly đoan hoa liền sợ lâm bảo ninh bị người khác khi dễ về cố tam lang sự tình tự nhiên là không thể nào nói lên nếu là nói sợ là liên lụy càng nhiều vì thế nàng liền thuận miệng bị chuyện, hắn đã chết. Lại là đã chết. Đoan hoa trưởng công chúa ngẫm lại liền rớt nước mắt, nắm lấy lâm bảo ninh tay, mẫu thân về sau nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, chỉ cần ninh ninh nói không gả, mẫu thân định sẽ không làm ngươi gả cho ngươi không yêu người. Chương 645 Vinh An quận chúa là Bạch Nguyệt Quang. Lâm Bảo Ninh có chút giật mình lăng, không biết làm sao nhìn đoan hoa trưởng công chúa, đầu quả tim có cổ nhiệt lưu ở kích động, đây là nàng chưa bao giờ thể hội quá cảm giác nàng cảm thấy chung quanh nóng quá, đoan hoa trưởng công chúa ánh mắt cũng nóng quá, cho nên nàng không tự giác quay mặt đi, làm bộ lây khai một bên màn xe ra bên ngoài nhìn lại, này vừa thấy không quan trọng, vừa vặn đi ngang qua cố phủ môn đình, nhìn thấy Giang Khanh Nhi thân ảnh vào cố phủ môn. Giang Khanh Nhi Cố trường nghiệp Bọn họ chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ? Đoan hoa nhìn thấy nàng thất thần theo bản năng hướng nàng tầm mắt xem xét qua đi, ninh ninh tự hồ không lớn thích cái này gian gia tiểu quận chúa. Lâm Bảo Ninh thu hồi mạnh, có như vậy rõ ràng sao? Nàng như vậy không hề cố kỵ nói ra, làm đoan hoa trưởng công chúa cười cười, biết nữ chi bằng mẫu. Mỗi người đều nói gian gia quý nữ, tri thư đạt lý, dung nhan khuynh thành, là tân ung nữ chư sinh, tự hồ sở hữu tốt đẹp đại danh từ đều là của nàng, người có phải hay không cảm thấy ta ở ghen ghét nàng? Đoan hoa trưởng công chúa vỗ vỗ tay nàng, ôm nhu nhìn nàng, ta ninh ninh cũng không kém, ngươi không thích nàng, tự nhiên có ngươi không thích nàng nguyên nhân lâm bảo ninh không tự giác cười cười không nghĩ tới nàng cùng đoan hoa trưởng công chúa ở chung không lâu nàng lại sẽ đối nàng như vậy giữ gìn ngài biết giang gia cùng cố gia là cái gì quan hệ sao đoan hoa trưởng công chúa thân phận cao quý hẳn là biết rất nhiều bí tân cho nên lâm bảo ninh tính toán từ nàng bên này hỏi một chút đoan hoa trưởng công chúa cố gia ở cố hải kia bối thời điểm có thể nói lóa mắt đến cực điểm cố gia cũng có rất nhiều giao hảo thế gia đại tộc trong đó liền có giang quốc công giang gia Cố Tam khi đó tuy rằng là thiếu niên, nhưng lại kế thừa này phụ thiên tư, hắn từ nhỏ thông minh tuyệt đỉnh, dung mạo càng sâu này phụ, tính cách càng là bừa bãi tiêu sái, cho nên thực chịu trẻ tuổi quý nữ hoan nghênh, lúc ấy mẫu thân nhớ rõ, Cố Tam liền cùng Giang gia tiểu quận chúa quen biết, kết giao thật. Là hợp ý, chỉ là lúc sau Cố gia bối thượng mưu nghịch tội danh, đến tận đây hết thảy không còn nữa tồn tại. Lâm Bảo Ninh chậm rãi nghe nói, nguyên là hai người giao tình phỉ thiển, thật là hợp ý, đó là thanh mai trúc mã lẫn nhau hứa chung thân, trách không được nàng mới quen cố tam lang thời điểm, hắn một bộ nữ nhân chớ gần bộ dáng, nguyên là trong lòng có một cái như vậy Mỹ Bạch Nguyệt Quang, Châu Ngọc ở đằng trước, tất nhiên là lại không chấp nhận được những người khác. Cố phủ thư phòng. Hắn sắc mặt không có biểu tình nhìn người tới, tiếp tục tay cầm sách vở, ánh mắt cũng không có nhìn về phía đứng ở hắn phụ cận thước tha thước tha nhân nhi. Giang Khanh Nhi trạm lâu rồi, chậm rãi ra tiếng, cố hầu gia, Khanh Nhi hôm nay tới, có chuyện liền nói thẳng, ta muốn cho ngài thả ta gian gia thế tử. Cố Tam Lan thanh âm không mang theo cảm xúc, quận chúa nói đùa, ngươi muốn tìm gian thế tử tự đi tìm, tội gì tới ta cố phủ. Người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám, người có phải hay không ngươi trảo, người ta đáy lòng đều hiểu rõ. Giang Khanh Nhi ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cố Tam Lan, cha lo lắng đại ca, có mấy ngày cũng không từng hảo hảo ăn qua một bữa cơm, Khanh Nhi cũng không muốn cùng cố hầu là địch, vọng ngài xem ở ngày xưa cha chưa từng thương tổn cố gia phân thượng, hả đại ca? Cố Tam Lan thon dài tay dừng lại, tiện đà buông. Quyển sách trên tay giảng, lộ ra hắn tuấn mỹ mặt, hắn cầm tuyến banh đến thẳng tắt, mắt phượng tán nhàn nhạt lạnh lẽo, âm điệu trầm ba phần, chưa từng thương tổn liền muốn cho bản hầu nhớ các ngươi gian gia nhân tình. Quận chúa này bút mua bán nhưng thật ra có lời thực. Giang Khanh Nhi thấy Cố Tam Lan khóe miệng trào phúng, không tự chủ được cắn môi, năm đó sự tình, ngươi muốn hận liền hận ta đi, cùng Giang gia cũng không can hệ. Chương 646 Tam Điện Hạ đêm khuya tới chơi. Cố Tam Lan hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đến gần, chủ mắt nhìn nàng nhu nhược động lòng người mặt, quận chúa như vậy làm bộ làm tịch, là cảm thấy bản hầu sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Hắn ánh mắt lạnh lẽo bắn thẳng đến nàng đáy lòng, ánh mắt kia trung không hề có tình yêu, có tất cả đều là lạnh băng vô tình, chỉ là liền hận ý nàng đều không có nhìn ra nửa phần, hắn quả nhiên đối nàng giống như người xa lại giống nhau, ở không còn nửa năm đó cái kia cùng nàng vừa nói vừa cười thiếu niên lang cố tam lan thân ảnh đột nhiên gian rời xa đạm mạc xa cách mở miệng quận chúa mời trở về đi giang khanh nhi cố hầu gia nhất định không chịu thả ta đại ca không sợ ta đem ngươi chưa từng xung quân chim nhạn châu sự tình chấn động rất xuống ra tới sao còn có ngươi kia tứ đệ còn sống sự tình cố tam lan bước chân tạm dừng lại lại lần nữa nâng lên thanh âm vững vàng quận chúa bất luận ra cái chiêu gì bản hầu đều tiếp theo giang khanh nhi ra cố phủ môn tâm tình một mảnh mất mát nàng vừa mới bi hiếp chi ngôn Cố Trường Nghiệp căn bản không bỏ ở đáy mắt, hiển nhiên hắn đã nghĩ kỹ rồi đối sách, huống chi gian tử thành tánh mạng còn nắm ở trong tay của hắn, hắn liền lập với bất bại chi địa, lần này nàng tính kế xem như rơi vào khoảng không. Làm lại trở về Cố Trường Nghiệp so trước kia muốn khó chơi gấp trăm lần, nàng thật lo lắng chuyện sau đó sẽ xuất hiện biến cố. Ăn cơm chiều, vào đêm, Lâm Bảo Ninh liền an trí ở đoan hoa trưởng công chúa cố ý vì nàng chuẩn bị sơn nội nghỉ ngơi. Nhàn nhạt lạnh đêm, đình viện nội tuyết đã sớm bị quét không có tung tích, có rét lạnh gió thổi đánh xong cửa sổ, Lâm Bảo Ninh liền nhìn thấy một đạo hắc y thân ảnh hai chân lập với tường viện phía trên. Cách khá xa, Lâm Bảo Ninh chưa nhìn thấy này bộ dáng, tùy tay xuyên kiện sim y, liền đuổi theo. Một đường đi vào một gian trà phường trong vòng, hương trà phiêu tán chi gian, hồn nhiên dễ ngửi, màn che trong vòng, có một đạo thân ảnh, tự hồ đã chờ đợi nàng lâu ngày. Nàng đánh mạnh đi vào, liền nhìn thấy ngồi ở trường ghế phía trên đồ sộ đỉnh bạc nam nhân. Tam hoàng tử, nàng đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó nhàn nhạt mở miệng, tam điện hạ nếu là muốn tìm ta, hạ tất như vậy trốn trốn tránh tránh. Tam hoàng tử cười khổ một tiếng, lâm cô nương thật đúng là nói thẳng không cố kỵ. Hắn nói xong tùy tay chỉ chỉ đối diện trường ghế, lâm cô nương mời ngồi. Lâm Bảo Ninh ngồi xuống lúc sau liền lại nghe được hắn mở miệng, hôm nay dẫn cô nương tiến đến, thật là là bổn điện không đúng, nhưng bổn điện cũng có bổn điện khổ trung. Lâm Bảo Ninh nhướng mày, kia cùng ta có quan hệ gì? tam hoàng tử lại lần nữa cười khổ một tiếng chỉ cần cô nương đừng nóng giận hết thảy đều hảo thuyết từ nàng vào cửa này tam hoàng tử đều là khiêm khiêm quân tử ôn nhuận như ngọc bộ dáng, nàng khí nhưng thật ra tiêu ba phần tam điện hạ có chuyện gì không ngại nói thẳng đi ngươi cũng biết từ lần trước ngươi giáo huấn tử thành lúc sau hắn liền không thấy giang lão quốc công ái tử sốt ruột hy vọng giang thế tử có thể mau chóng trở về giang tử thành mất tích sự tình nàng thật là có điều nghe thấy đang xem tam hoàng tử thái độ rõ ràng việc này là cùng nàng có quan hệ, tam điện hạ ý tứ là chuyện này ta có thể giúp được với vội. Ngày gần đây bổn điện tra được việc này chỉ sợ cùng cố hầu có quan hệ, chỉ là bất hạnh vô chứng cứ, làm hắn đem người giao ra đây, cũng là khả năng không lớn sự tình, lâm cô nương cùng cố hầu giao tình phỉ thiển, có thể hay không nói với hắn cầu tình. Lần trước nàng liền nghĩ Giang Tử Thành mất tích sợ là cố tam lan việc làm, kia hôm nay nàng nhìn đến Giang Thanh Nhi đi cố phủ chỉ sợ cũng là vì việc này, như vậy tam hoàng tử đêm khuya xuất hiện ở chỗ này, Giang Khanh Nhi bên kia sợ là bất lực trở về vẫn chưa nói động cố Tam Lan. Chương 647 ngủ đi, ta thủ ngươi. Tam Điện Hạ nói đùa, cố hầu sự tình này là ta có thể nói thượng lời nói, Tam Điện Hạ vẫn là khắc thỉnh thăng chức đi, việc này ta cũng giúp không được vội. Bọn họ chi gian sự tình, nàng cũng không tưởng tham dự, vì thế đứng lên, nhất chân liền phải rời khỏi, nhưng lại bị phía sau hai cái hắc y hộ vệ sở trở phía sau tam hoàng tử cũng đứng lên, thanh âm vẫn là mềm nhẹ ôm nhuận, chỉ cần lâm cô nương chịu giúp cái này vội, bổn điện chắc chắn nhớ lâm cô nương ân tình này. Hắn cái dạng này đảo không giống đi thỉnh nàng hỗ trợ, mà là giá nàng không thể không hỗ trợ. Chỉ cần lâm cô nương ở chỗ này hơi ngồi một lát là được, bổn điện tự sẽ không làm cô nương thương đến một sợi tóc. Lâm Bảo Ninh hai tròng mắt hiếp lại, ngươi là muốn làm cục, cố ý dẫn cố tam lan tới trao đổi con tin. Tam Hoàng tử cười cười, cố hầu để ý người không? nhiều lắm, vừa vặn Lâm cô nương là một cái. Không biết vì sao Lâm Bảo Ninh tổng cảm thấy hôm nay nhìn thấy tam hoàng tử cùng ngày thường chứng kiến có chút bất đồng, muốn nói có cái gì bất đồng chỗ, chỉ có kia sắc mặt sau ngày thường hơi hiện bệnh trạng, còn có ánh mắt kia trung sắc nhọn, hôm nay cái này như là cái tiếu diện hổ, ngày thường cái kia còn lại là mũi nhọn tẩn tàn. Tuy rằng tam hoàng tử kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng là bổn cô nương cuộc đời ghét nhất bị người đắn đo. Lần trước nàng bị trói sự tình đó là một cái giáo huấn, cho nên nàng sao có thể ở bị người cản tay. Tam hoàng tử gương mặt ý cười còn chưa tan đi, liền nhìn thấy quanh thân vài tên hộ vệ sụi lơ ngã xuống đất, mà chính mình cả người vô lực, gian nan chống ở một bên, không xong, hắn thế nhưng đã quên nàng này là cái đại phu, tinh thông dược lý, vừa rồi tất nhiên bị nàng ở lặng yên không một tiếng động là lúc hạ dược. Này dược không độc, hai cái canh giờ trong vòng liền có thể cởi bỏ. Bóng đêm lạnh lẽo, nàng ra tới thời điểm vội vàng, hiện giờ đi ở trường nhai thượng, tay bị đông lạnh có chút phát thương nàng bước chân càng nhanh chút lại nhìn đến có người so nàng càng mau đi lên trước tới tiếp cận trên người liền có một tầng ấm áp nàng nhìn trên người áo khoác ngước mắt đập vào mắt chính là hắn thâm thúy sâu thẳm mắt phượng là hắn đáy mắt lo lắng có hay không sự có hay không thương đến hắn thu được tin tức trước tiên liền đuổi lại đây hắn khắp nơi nhìn trên người nàng có hay không thương thế nàng lắc lắc đầu không ngại bọn họ đều bị ta hạ dược cố tam lan thở vào khẩu khí Ông chặt lấy nàng, vạn hạnh ngươi không có việc gì. Cảm thụ được đối phương ngực hỏa giống nhau nóng cháy, lâm bảo ninh lặng lẽ giật giật, lại không có đẩy ra. Nàng là bị cố tam lan một đường ôm trở về, nàng vốn dĩ có thể chính mình đi trở về đi, nhưng cố tam lan không chịu, kiên trì một đường ôm nàng, lướt qua tường cao một đường vào nàng khuê phòng, đem nàng phóng tới trên giường. Ngươi! Ngươi có thể đi rồi, nàng nằm ở trên giường, nhìn vẫn không nhúc nhích ngồi ở nàng đầu giường nam nhân tối nay ngươi bị sợ hãi ngủ đi ta thủ ngươi ngươi xem ta ta ngủ không được cố tam lan đi rồi hai bước đi giường nệm thường ngủ đi thấy hắn kiên trì không đi lâm bảo ninh đành phải đóng đôi mắt ngủ tối nay nàng cũng có chút mệt mỏi nàng hô hấp chậm rãi đều đều lên cố tam lan sâu thẳm như đàm đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng thật lâu sau mới thu hồi tầm mắt phong tuyết gào thét cả một đêm lâm bảo ninh lại một đêm ngủ ngon hừng đông thời điểm trên trường kỹ đã không thấy cố tam lan thân ảnh, người cũng không biết đi khi nào. Hắn áo khoác lại còn lưu tại nàng trên giường, buổi sáng nha hoàng kêu nàng đi ăn cơm sáng, nàng vội không ngừng đem sim y dấu ở đệm chăn dưới, sau đó rửa mặt, đi sảnh ngoài. Chương 648 cố hầu tới cầu thân. Có nàng ở thời điểm lâm thanh âm là không xuất hiện, cho nên nàng cũng mừng được thanh tịnh. Ninh ninh nhanh ăn đi, đây là người thích ăn thịt nạc cháo đoan hoa trưởng công chúa tự mình vì lâm bảo ninh thịnh cháo lâm thành ở một bên mắt thèm đây chính là mẫu thân ngươi tự mình vì ngươi học làm liền ta đều không có này có lộc ăn từ nhận hồi lâm bảo ninh lúc sau đoan hoa liền hắn cái này phu quân đều rất ít quan tâm một cái trái tim toàn hệ ở kia nha đầu trên người hắn này đáy lòng đều đi theo ghen tị đoan hoa xẻo liếc mắt một cái lâm thành chậm rãi ngồi xuống ăn cơm đều đổ không được ngươi cái miệng này cha ngươi có biết hay không có một câu một bên lâm tắc ninh một bên ăn cháo một bên nói nói cái gì lâm thành tò mò hỏi xin cơm còn ngại cơm sưu. lâm thành nháy mắt bạo nộ ngươi cái nhãi ranh dám tiêu khiển ngươi lão tử ai u ai u nương ngươi xem cha a lâm tắc ninh vội vàng bưng chén tránh ở đoan hoa trưởng công chúa phía sau sau đó liều mạng ngồi mặt quỷ khí lâm thành ngược qua lại phật phòng đoan hoa trưởng công chúa còn lại là đầy mặt ý cười hảo hảo đều ngồi xuống hảo hảo ăn cơm, này sáng sớm thượng liền không thể ngừng nghỉ điểm. Lâm Bảo Ninh cũng cười cười, Lâm Thành cùng đoan hoa trưởng công chúa đều đối nàng thực hảo, thành vương phủ cũng không có nàng tưởng tượng như vậy lạnh băng. Liền ở toàn gia hòa thuận vui vẻ chính là thời điểm, gã sai vặt đi lên trước tới, cung kính mở miệng, vương gia, trưởng công chúa, cố hầu tới chơi. Hai phu thê tức khắc hai mặt nhìn nhau. Này cố hầu cùng bọn họ không thân chẳng quen như thế nào đột nhiên tới chơi. Lâm Bảo Ninh cũng là vẻ mặt dấu chấm hỏi, không biết Cố Tam Lan muốn làm cái gì. Cố Tam Lan một bộ màu nguyệt bạch áo lông cừu, nguy nga đỉnh bạc dáng người chậm rãi từ đình viện trong vòng đi vào thính đường, liên quan trong viện thị nữ đều liên tiếp lưu luyến mỗi bước đi, trên mặt xuất hiện thiếu nữ hoài xuân chi sắc. Đoan hoa trưởng công chúa ngồi lập với thượng đầu, nhìn thấy người vào cửa thời điểm đáy mắt cũng là có kinh diễm chi sắc, ám đạo này nếu là chính mình khuê nữ lang tư, kia cũng là đỉnh tốt. Đáng tiếc nàng này hai cái khuê nữ, nàng cũng không biết bọn họ đều là cái gì tâm tư thanh âm kia nha đầu còn hảo thuyết ninh ninh kia hài tử vừa mới chết trượng phu phỏng chừng cũng không cái này lòng dạ muốn tái giá nàng chỉ có thể dưới đáy lòng thở dài khẩu khí lâm bảo ninh tránh ở nội thất bình phong phía sau liền nhìn thấy cố tam lang thấp thấp gật đầu nho nhã lễ độ trưởng công chúa vương gia lâm thành ngồi ở thượng đầu dương cổ xem hạ nội đường trung ương đứng người cố hầu lần này tiến đến ta thành vương phủ cái gọi là chuyện gì a à? cố tam lang tư thái trát tuyệt lại lần nữa nhất bái cố mỗi lần này tiến đến là tưởng cầu thú thành vương phủ đích nữ một câu long trời lỡ đất toàn bộ thành vương phủ đều tạc từ trước viện truyền tới nội viện ở truyền tới cửa ở truyền tới đường cái phía trên một truyền mười mười truyền trăm tin tức này hỏa tốc ở kinh thành trên phố truyền lại mà đi nội viện bên trong lâm thanh âm được tin tức đột nhiên đứng lên đây là thật vậy chăng đương nhiên là thật sự tiểu thư Cố hầu liền tại tiền viện cùng lão gia phu nhân trò chuyện với nhau đâu, phỏng chừng không cần bao lâu, tiểu thư ngươi chính là cố hầu phu nhân. Lâm thanh âm khuôn mặt nhỏ nhiễm hồng, ngượng ngùng cười, mau mau mau, cho ta thượng trang, ta muốn đi tiền viện nhìn xem. Là, tiểu thư. Lâm thanh âm vào bình phong lúc sau, cách bình phong vừa lúc nhìn đến cố tam lan đỉnh bạc vĩ ngạn dáng người, một khuôn mặt càng là đỏ bừng không thôi, mà khi nàng thoáng nhìn một bên lâm bảo ninh thời điểm, liền thu hồi ngượng ngùng cảm giác, đáy lòng không ngọ nguồn chán ghét. Nếu là Lâm Bảo Ninh không xuất hiện ở kinh thành, liền sẽ không làm mẫu thân nhận ra tới, nàng càng sẽ không trở thành cái kia thành vương phủ giả thiên kim, vốn tưởng rằng hai người là khác nhau một trời một vực, đời này Lâm Bảo Ninh đều sẽ không kỵ đến nàng trên đầu tới, này lưu thế sự khó dò, nàng thế nhưng là ôm sai cái kia. Hiện giờ thành vương phủ bên ngoài thượng còn không có công khai cùng Lâm Bảo Ninh quan hệ, nàng liền vẫn là thành vương phủ tiểu quận chúa hôm nay cố trường nghiệp tự mình tiến đến cũng nói là muốn cưới thành vương phủ thiên kim nàng chính là thành vương phủ thiên kim nếu là có thể gả cho cố trường nghiệp như vậy nam tử cũng là đỉnh không tồi sợ là phải bị này kinh thành nữ quyến cực kỳ hâm mộ đến lúc đó liền tính nàng thành vương phủ giả thiên kim thân phận bị chọc phá có cố phủ này viên đại thụ làm hậu trường nàng ở trong kinh thành giống nhau là cao cao tại thượng cố hầu phu nhân vì thế nàng đỉnh đỉnh ngực để sát vào muốn nghe được càng rõ ràng một ít nhiều năm trước thành vương gia từng cùng gia phụ giáp mặt hứa hẹn quá việc hôn nhân, không biết còn có làm hay không số. Cố Tam lang lãng nguyệt thanh phong trạm thẳng tắp, không kiêu ngạo không xiểm định. Này, Lâm Thành cao mày, cố trường nghiệp này vừa tới cửa liền cho hắn ra nan đề, nếu phủ nhận chẳng phải là hắn Lâm Thành không tuân thủ ước định, nhưng nếu thừa nhận, này cố gia nước đục hắn thật đúng là không nghĩ làm chính mình khuê nữ đi tranh A. Bình phong nội, Lâm Bảo Ninh có chút kinh ngạc, không thành tưởng thành vương phủ cùng cố gia thế nhưng còn có bậc này ước định việc liền ở lâm thành không biết như thế nào mở miệng giải thích việc này thời điểm một bên đoan hoa trưởng công chúa thoáng thở dài một tiếng cố tam a à, chúng ta cũng tưởng tuân thủ lời hứa chỉ là ngươi cùng nhà ta thanh âm thực sự là không có duyên phận đường hạ cố tam lan nghi hoặc dò hỏi còn thỉnh trưởng công chúa giải thích nghi hoặc đâu ra không duyên phận nói đến bởi vì ngươi cố phủ phía trước xảy ra sự tình lúc này ngày lâu lắm nữ nhi tiệm đại hôn sự cũng không thể ở kéo cho nên bổn cung đã sớm cho nàng tìm hảo nhân gia cũng chỉ đãi thành thân. Lâm Thành âm thầm cấp nhà mình tức phụ điểm tán, lấy cớ này có thể nói không thể bắt bẻ. Lại có việc này, Cố Tam Lan tại chỗ nỉ non tự nói, thoạt nhìn rất là thất vọng. Bình phong nội Lâm Thanh âm lại có chút kiềm chế không được, xông ra ngoài, mẫu thân vì sao phải lừa gạt Cố Hầu Gia, nữ nhi khi nào cùng người khác đính hôn. Vốn dĩ đã tính toán tốt đoan hoa trưởng công chúa không nghĩ tới Lâm Thanh âm đột nhiên vọt ra, đánh vỡ nàng trước đây theo như lời việc, nàng thần sắc trở nên nghiêm khắc cùng nôn nóng thanh âm chớ có nói bậy trưởng bối đang nói chuyện ngươi đi về trước đoan hoa trưởng công chúa cấp lâm thanh âm đưa mắt ra hiệu nhưng lâm thanh âm không hề có rút đi xu thế nàng sợ lần này ở không tranh thủ liền không có cơ hội ta không có hồ ngôn loạn ngữ rõ ràng là mẫu thân bất công lâm thanh âm nghi ngờ đoan hoa trưởng công chúa không cho nàng gả cho cố trường nghiệp rõ ràng là muốn cho lâm bảo ninh gả qua đi đi đoan hoa trưởng công chúa không nghĩ tới chính mình cái này nữ nhi sẽ giáp mặt chống đối nàng nàng là lại giận lại khổ sở thanh âm ngươi một hai phải gả cho cố tam không thành ngươi chẳng lẽ không rõ mẫu thân khổ tâm sao này kinh thành nhiều ít hảo nhi lan mẫu thân đều sẽ vì ngươi tìm tới lâm thanh âm đột nhiên quỳ xuống trên mặt mang theo quật cường cùng bướng bỉnh mẫu thân nếu cố hầu đã tới cầu hôn nữ nhi nguyện ý gả cho hắn lâm thành đột nhiên đánh ra tay vịn, vô cùng đau đớn khuê nữ ngươi hồ đồ a liền ở thính đường nội chính trình diễn vừa ra gia đình luân lý chi chiến thời điểm vẫn luôn đứng ở tại chỗ không nói chuyện cố tam lang trầm thấp thanh âm chậm rãi truyền ra tới từ từ thanh âm này đánh vỡ ba người cục diện bế tắc mấy người đồng thời nhìn qua đi lòng có nghi hoặc nhìn cố tam lan cố mổ tưởng cưới người là thành vương phủ con vợ cả chi nữ lâm thành cố hầu không cần lại lặp lại một lần bổn vương vừa rồi đã tất cả biết được cố hầu tâm ý ngươi tưởng cầu thú bổn Lâm Thành nói đến một nửa, tự hồ nghĩ tới cái gì, đồng tử hơi hơi kinh ngạc cùng đoan hoa trưởng công chúa đồng thời cho nhau nhìn qua đi. Ngươi không phải. Ngươi hay là. Ngay cả quỳ trên mặt đất Lâm Thanh âm đều có chút bất an lên, không thể nào, không thể nào. Cố Tam Lan nhìn về phía hai người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt hơi hơi mỉm cười, đúng là, cố mổ tưởng cầu thú người đúng là nhị vị trong lòng suy nghĩ. Không được. Không thành. Đoan hoa trưởng công chúa ngồi không yên, lập tức đứng lên, Cố Hầu, việc này bổn cung không thể đồng ý, không nói đến ngươi từ chỗ nào biết được việc này, Ninh Nhi hôn sự, ta cũng đoạn sẽ không miễn cưỡng nàng. Lâm Thanh Âm trong nháy mắt mặt không có chút máu ngã ngồi trên mặt đất, sao có thể, Cố Trường Nghiệp yêu cầu cưới người không phải nàng, mà là Lâm Bảo Ninh, là Lâm Bảo Ninh cái kia thôn cô. Nàng giờ phút này trên mặt có chút nóng rát đau đớn, nàng vừa mới đều nói chút cái gì, nàng nguyện ý gả cho Cố Trường Nghiệp, nhưng người ta tới chỗ này căn bản không phải vì nàng trưởng công chúa đây là muốn lật lọng. Cố Tam Lan nhàn nhạt lời nói, rất là hữu lực. Đoan hoa trưởng công chúa từ nhỏ đó là cái bừa bãi tính tình, liền tính hiện giờ gả cho người, kia tính tình cũng không hề có thu liễm, bất quá chính là năm đó một cái hứa hẹn, hiện giờ cảnh đời đổi dời, vì nữ nhi hạnh phúc, nàng cũng có thể không tuân thủ ước định. Ngươi! Đoan hoa vừa muốn mở miệng, Lâm Thành liền giữ chặt tay nàng, nhỏ giọng nói, phu nhân trước xin bớt giận, xin bớt giận đoan hoa trưởng công chúa lần hai ngồi xuống lâm thành liền lại nhìn về phía phía dưới cố trường nghiệp lời nói thấm thía cố hầu a à, nếu ngươi đã biết bảo ninh chính là chúng ta lưu lạc bên ngoài thân sinh nữ nhi bổn vương cũng liền không dối gạt ngươi ninh nhi nàng đi từ nhỏ không ở chúng ta bên người lớn lên tính tình này chơi kém chút sợ là gánh không được cố hầu lương xứng a à. cố mổ không chê bình phong nội lâm bảo ninh này nam nhân cũng thật dám nói ai không chê ai còn không nhất định đâu lâm thành chuẩn bị phóng đại chiêu liền tính như thế, cố hầu còn không biết đi, nhà ta khuê nữ phía trước từng gả cho người đã, này sợ là không được. Cố mổ không để bụng. Bình phong nội Lâm Bảo Ninh. Lâm Thành. Này cũng chưa hù trụ này cố tam, hắn là thật sự có điểm không chiêu. Vì thế ánh mắt xin giúp đỡ nhà mình phu nhân, đoan hoa trưởng công chúa đột nhiên gian đứng dậy, vì chính mình khuê nữ hôn sự cũng là bất cứ giá nào, ta khuê nữ khắc phu, nàng phía trước chồng trước nhưng chính là bị nàng khắc chết, Cố hầu chẳng lẽ không sợ hãi sao? Bình phong nội lâm bảo ninh che mặt. Xong rồi, xong rồi. Về nàng kia đã chết chồng trước đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Cố tam lan trên mặt kinh ngạc chợt lóe mà qua, trên mặt rất là dở khóc dở cười, nhìn về phía bình phong sau nơi nào đó, phải không? Đoan hoa trưởng công chúa mặt không đỏ khí không suyễn gật đầu, đúng vậy. Nếu đúng như này nói, cố tam lan hơi hơi chắp tay thi lễ, ánh mắt chân thành, cố mổ cam nguyện bị khắc. Đoan hoa trưởng công chúa. Lâm Thành. Bình phong nội nhỏ vụn lách cách tiếng vang lên, người đã không thấy. Khuê nữ, đoan hoa trưởng công chúa vội vội vàng vàng đuổi theo qua đi, Lâm Thành cũng ra vẻ không nghĩ để ý tới cố tam lan, nhưng lại bị người sau gọi lại, hai người đi thư phòng. To như vậy nội đường chỉ còn ngã ngồi trên mặt đất Lâm Thanh âm, để lính chính mình miệng vết thương. Nàng mắt không hồng lợi hại, ngón tay nắm chặt, không phải thân sinh khác biệt thật sự lớn như vậy sao? Thư phòng nội. Cố Tam Lan đỉnh đạt mà nói, nói vậy vương gia cũng nghe nói đại hoàng tử yêu cầu cưới ninh ninh sự tình hoàng gia tranh trữ sắp tới nói vậy vương gia cũng không nghĩ làm ninh ninh thân ở trận này xoáy nước bên trong ngài là quả quyết sẽ không làm nàng gả cho đại hoàng tử không gả cho đại hoàng tử ngươi cho rằng bổn vương là có thể đồng ý gả cho ngươi cố gia lâm thành hừ lạnh một tiếng hoàng gia cố nhiên là hang hộ ổ sói ngươi cố gia liền hảo đi nơi nào